ngươi còn được bao nhiêu năng lượng? Tà niệm mặt quỷ âm u cười rồi lại ẩn thân, lời nói cũng như hình ảnh của nó đều mơ hồ vô chừng, mang theo ma lực vang vọng giữa thiên địa. Tà niệm mặt quỷ vừa dứt lời thì đại địa lại rung lên. Ngay sau đó, một đại trận màu đen kịt xuất hiện. Từ trên trời nhìn xuống, đại trận lộ ra đồ đằng khắc lên trên mặt đất. Mà Triệu Bân đang đứng ngay bên trong đại trận. Đại trận này cực kỳ quỷ dị, lực trói buộc cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù hắn đang ở trong trạng thái kỳ lân hóa cũng bị phong ấn không thể động đậy. Chuyện vẫn chưa kết thúc. Từ bên dưới đại trận đen kịt trồi lên những sợi xích sắt, không phải là xích sắt thật mà là do ma lực ngưng tụ tạo thành, một sợi đều giống như một con rắn độc còn sống có khắc bí văn trên thân đang trườn tới quấn lấy Triệu Bân. Phá cho ta! Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ mở ra thiên cương hộ thể. Lọt vào trong tầm mắt của hắn ta lúc này là một con quái vật khổng lồ đang rơi xuống từ trên bầu trời. Đó chính là hung hổ ma khôi, thân hình khổng lồ của nó rơi xuống, khoét ra trên mặt đất một cái hố sâu hóm. Phụt! Rắn tám đầu thân dung so với nó còn thảm hại hơn, rơi xuống đất liền biến thành thịt nát. Cho dù là hai đánh một nhưng bọn chúng vẫn không thể nào chống lại nổi kỳ lân Triệu Bân, một con bị xé rách nhiều chỗ, một con bị tan nát toàn thân. Cho dù được ma lực cuồn cuồn không ngừng bổ sung năng lượng thì tốc độ chữa lành cũng đã chậm đi không ít. Nói trắng ra thì đây vẫn là vấn đề nội tình không đủ. Đừng thấy hai con quái vật tràn đầy sức mạnh mà làm tưởng, kỳ thực chỉ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong đều đã thối rữa. Nếu như lột hết đám vàng ngọc nạm bên ngoài thì thứ bên trong bọn chúng chỉ còn là một linh hồn và thể xác đang dần thối rữa. Đánh không chết. Triệu Bân không tấn công nữa. Tập trung quan sát đại địa. Nơi này có huyền cơ, đang giam cầm một nguồn ma lực cực kỳ mạnh mẽ. Ở nơi này thì hung hổ ma khôi cùng rắn tám đầu thân dung gần như bất tử, cho dù có bị tiêu diệt thì đều được tái tạo lại bằng ma lực, trừ khi bọn chúng gặp phải một nguồn sức mạnh áp chế tuyệt đối nghiền nát bọn chúng thành cho bụi chỉ trong một kích nếu không sẽ rất khó để có thể giết chết được bọn chúng, ít nhất hiện tại hắn vẫn chưa có đủ sức mạnh như vậy. Đánh lâu như vậy cũng chưa thể tiêu diệt được bọn chúng. Nếu như cứ tiếp tục đánh tiếp, sợ là còn chưa tiêu diệt được bọn chúng thì năng lượng kỳ lân đã cạn kiệt. Ngươi còn được bao nhiêu năng lượng? Tà niệm mặt quỷ âm u cười rồi lại ẩn thân, lời nói cũng như hình ảnh của nó đều mơ hồ vô chừng, mang theo ma lực vang vọng giữa thiên địa. Tà niệm mặt quỷ vừa dứt lời thì đại địa lại rung lên. Ngay sau đó, một đại trận màu đen kịt xuất hiện. Từ trên trời nhìn xuống, đại trận lộ ra đồ đằng khắc lên trên mặt đất. Mà Triệu Bân đang đứng ngay bên trong đại trận. Đại trận này cực kỳ quỷ dị, lực trói buộc cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù hắn đang ở trong trạng thái kỳ lân hóa cũng bị phong ấn không thể động đậy. Chuyện vẫn chưa kết thúc. Từ bên dưới đại trận đen kịt trồi lên những sợi xích sắt, không phải là xích sắt thật mà là do ma lực ngưng tụ tạo thành, một sợi đều giống như một con rắn độc còn sống có khắc bí văn trên thân đang trườn tới quấn lấy Triệu Bân. Phá cho ta! Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ mở ra thiên cương hộ thể. Đáng tiếc, hắn không thể nào phá vỡ được đại trận đen kịt này, chẳng những không thể phá vỡ mà còn bị xích sắt quấn chặt lấy tay chân. Đống xích sắt này cũng rất quỷ dị, chẳng những có thể khóa chặt hắn mà còn có thể hấp thụ năng lượng kỳ lân, hơn nữa tốc độ hấp thụ còn không hề chậm, nếu cứ như thế này thì năng lượng kỳ lân sẽ cạn kiệt, kỳ lân thể cũng sẽ tiêu tán. Đại trận này đủ cho ngươi chứ? Cùng với thanh âm u ám, tà niệm mặt quỷ lại xuất hiện giống như một bóng ma lơ lửng trên không trung, ánh mắt nhìn Triệu Bân lộ ra vẻ đắc ý. Nó đã nói từ sớm, Triệu Bân sẽ không thể chạy thoát khỏi thiên la địa võng của nó. Giết! Giết! Thấy Triệu Bân bị nhốt, ma khôi cùng thân dung đều nghiến răng nghiến lợi, một trái một phải bao vây bên ngoài trận, bộ mặt dữ tợn như ác quỷ, nhưng bọn chúng đều bị tà niệm mặt quỷ khống chế, không thể tự tiện hành động. Nếu không thì bọn chúng đã sớm xông vào rồi. Tà niệm mặt quỷ không muốn tiêu diệt Triệu Bân. Nó vẫn còn đang muốn đoạt xác hắn. Nếu như tiêu diệt hắn rồi thì nó biết đi đâu tìm ra người thứ hai. Nó chỉ cần chờ đại trận hấp thụ hết năng lượng kỳ lân thì nó có thể bắt được tiểu kỳ lân, sau đó tiến vào trong cơ thể Triệu Bân giết chết linh hồn của Triệu Bân. Như vậy mới đúng là công đức viên mãn. Trận pháp thật bá đạo. Triệu Bân cau mày, kịch liệt giãy giụa. Hắn vẫn quá xem thường đối phương. Không ngờ đối phương lại thông hiểu trận pháp đáng sợ thế này. Có lẽ tà niệm mặt quỷ đã thay cột đổi xa,
mượn những trận pháp còn sót lại trong ma vực để sử dụng cho mình, cho dù trận pháp đã bị tàn phá nhưng đều là tiên trận, muốn phá vỡ cũng không dễ dàng chút nào, ngay cả thuật triệu hoán ngược cũng không thể nào giúp hắn thoát ra ngoài, như vậy cũng đủ thấy trận pháp này có bao nhiêu đáng sợ. Xong rồi. Hồ Lai đang trốn trong bóng tối đã sởn cả gai ốc. Đây rõ ràng là tử cục. Hắn ta muốn hỗ trợ. Vấn đề là hắn ta không biết nên hỗ trợ như thế nào, sợ rằng cũng không thể giúp được gì. Ngay cả Kỳ Lân mà còn bị yếu thế thì hắn ta có thể làm được gì? Tuyệt vọng không? Tà niệm mặt quỷ cười nham hiểm, làm lộ ra hàm răng trắng nhởn nanh ác. Nó đã chủ tính bao lâu để chờ đợi đến ngày hôm nay? Kỳ Lân hóa thì sao, chẳng phải cũng để bị nó bắt được hay sao? Triệu Bân đoán không sai. Tà niệm mặt quỷ quả nhiên đã mượn dư lực của trận pháp có sẵn bên trong ma vực, phải là tiên trận thì mới có thể bắt được hắn. Thật sự không có sơ hở sao? Triệu Bân nhíu mày thật chặt, có rất nhiều suy nghĩ lướt qua đầu óc. Hắn phải mau chóng phá được thế cục này bởi vì mỗi một giây đều có năng lượng của Kỳ Lân bị hấp thụ. Với tốc độ này thì không bao lâu nữa tất cả năng lượng của Kỳ Lân sẽ bị nuốt chửng. Hửm! Trong lúc tưởng chừng như đã hết cách thì hai mắt Triệu Bân lại sáng lên. Đã nói mà, làm sao hắn có thể bó tay được? Keng! Đột nhiên, một luồng kiếm quang đã từ phương xa chém tới. Kiếm quang này mang uy lực vô hạn, chém ra nhanh như chớp, tà niệm mặt quỷ còn chưa kịp nhìn thấy thì kiếm quang đã chém đứt một sợi xích sắt, cũng xé ra một vết rách trên trận pháp. Răng rắc! Triệu Bân nhân cơ hội này mạnh mẽ chặt đứt sợi xích thứ hai. Tiên trận đã xuất hiện vết rách, hắn ngay lập tức từ vết rách đó bay lên trời rồi thi triển thần long vẫy đuôi. Kỳ Lân thể càng lúc càng trở nên to lớn hơn. Thần long vẫy đuôi được hắn thi triển ở trong trạng thái Kỳ Lân hóa lại càng khổng lồ hơn. Hung hổ ma khôi, rắn tám đầu thương dung và tà niệm mặt quỷ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hất tung chỉ trong một kích. Ma khôi cùng thân dung vẫn còn tốt vì có thân thể của hai con quái vật bảo vệ, còn tà niệm mặt quỷ thì đủ thảm. Nó không có thực thể cũng không có nội tình, lực phòng ngự cực kém, suýt nữa đã bị chấn diệt tại chỗ. Cảnh tượng hết sức bùng nổ. Hồ Lai đang trốn trong bóng tối bất giác liếc nhìn sang một hướng khác. Lọt vào trong tầm mắt của hắn ta lúc này lại là một con quái vật khác. Một con hồ ly khổng lồ có 9 đuôi. Không sai, đó chính là Đại Hạ Long Phi. Cô ta đã hoàn thành lột xác, buổi tối vừa thức tỉnh thì đã vào đế đô. Gặp được phân thân của Triệu Bân mới biết được cơ ngân đã quay lại ma vực cho nên mới đi theo. Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Một kích đỉnh cao mà cô ta vừa thi triển đã hỗ trợ Triệu Bân phá được tử cục. Khi nãy trong nháy mắt Triệu Bân đã cảm nhận được sự xuất hiện của cô ta cho nên hai mắt mới sáng lên. Công chúa Đại Hạ quả nhiên không tầm thường. Ít nhất thì thuật ẩn thân của cô ta hoàn toàn không phải là thứ mà người khác có thể so sánh được. Ngay cả tà niệm mặt quỷ cùng không thể phát hiện trước đó nó hoàn toàn không biết còn có người khác ở đây, về phần Triệu Bân thì chỉ và chút liên hệ còn sót lại của khế ước cộng sinh lúc trước cho nên mới có thể nắm bắt được một tia khí tức của cô ta. Chết tiệt, tà niệm mặt quỷ lệ ra bộ mặt nhanh. Trong lúc bay ngược về phía sau, nó lại kết ấn quyết, muốn phong ấn Triệu Bân một lần nữa. Triệu công tử không ngốc, đã bị lừa một lần chắc chắn sẽ không bị lừa lần hai. Không đợi đại trận hiển hóa thì hắn đã chém một kiếm xuống đại địa, thi triển thiên lôi trận phá hủy đại trận của tàn niệm mặt quỷ. Còn muốn phong ấn ta? Không đời nào. Ầm. Long Phi tới rồi, ầm ầm đáp xuống đất. Đến tận lúc này thì đại địa mới yên tĩnh trở lại. Triệu Bân cùng Long Phi đứng ở hai bên đông tây cùng với hai con quái vật khổng lồ, càng giống như hai tượng đài khổng lồ. Khỏi phải nói. Hai người này quả thực rất xứng đôi vừa lứa. Sao không đợi ta tỉnh lại, Long Phi lẩm bẩm nói. Chỉ có quỷ mới biết được khi nào thì cô mới tỉnh lại, Triệu Bân cười khổ nói. Long Phi ho khan, lần này cô ta đã ngủ quá lâu. Cho đến giờ phút này cô ta vẫn còn choáng váng, không chỉ bởi vì đã ngủ say quá lâu mà còn là bởi vì cô ta đã nghe được quá nhiều truyền thuyết. Truyền thuyết gì? Tất nhiên là truyền thuyết về cơ ngân, hắn ở ma vực chu diệt yêu nghiệt thiên tài của các quốc gia khác. Ở biên quan Đông Nam chu sát trăm vạn đại quan đại nguyên, sau đó lại đến Nam vực dẫn thiên lôi xuống chu sát khiến cho tứ đại thế lực ở Nam vực gặp tổn thất thảm trọng, cuối cùng bước vào cấm địa biển chết nhưng vẫn có thể sống sót đi ra. Hết chuyện này đến chuyện khác đã xảy ra, đều là những chuyện không tưởng.
Cô ta đã ngủ quá lâu cho nên đã bỏ lỡ quá nhiều đại sự. Ầm, ầm. Hung hổ ma khôi cùng rắn tám đầu thân dung đứng vững vàng, một trước một sau căm tức nhìn về phía Triệu Bân cùng Long Phi, bọn chúng mặc dù nửa người nửa quỷ nhưng trí nhớ vẫn còn tồn tại, tất nhiên có thể nhận ra Long Phi, công chúa Đại Hạ sớm đã danh chấn tứ kết hải bởi vì cô ta chính là ký chủ duy nhất của Đại Hạ. Tất nhiên, bây giờ cô ta đã không còn là ký chủ duy nhất. Dù vậy thì cô ta cũng đã đủ nổi danh. Đêm nay không ngờ cô ta lại đến đây. Tà niệm mặt quỷ đã đứng ổn định lại được. Biến cố đến quá đột ngột, trước đó nó không kịp tránh khỏi một chiêu thần long vẫy đuôi của cơ ngân cho nên một nửa thân thể huyễn hóa của nó đã bị thổi bay. Nó không có thực thể, có thể gánh được một chiêu thần long vẫy đuôi mà không bị chấn diệt cũng đã là một kỳ tích rồi. Khuôn mặt của tà niệm mặt quỷ lúc này đã trở nên vặn vẹo đến đáng sợ. Chủ tính bao lâu cuối cùng vẫn xảy ra biến cố. Cơ ngân vốn dĩ đã bị ép vào tử cục, không ngờ Đại Hạ Long Phi lại tới phá rối. Trận pháp đã bị phá, bây giờ muốn bắt cơ ngân còn khó hơn lên trời. Ầm, hai mắt Triệu Bân sáng như đuốc, đã ngay lập tức xông tới. Muốn tháo chuông thì phải tìm kẻ buộc chuông, tiêu diệt tà niệm mặt quỷ là chuyện đầu tiên phải làm. Giết! Tà niệm mặt quỷ lạnh lùng quát lên một tiếng. Sau lưng nó lại hiện ra một vòng xoáy. Chu tiên quyết của Triệu Bân vẫn chậm hơn một bước, tà niệm mặt quỷ đã kịp trốn vào trong vòng xoáy. Giống. Hung hổ ma khôi rít gào đánh tới một kích, Triệu Bân đã bị trận pháp hấp thụ rất nhiều năng lượng kỳ lân cho nên dáng vóc hiện giờ cũng đã nhỏ đi, nếu không thì hung hổ ma khôi cũng không thể áp chế được hắn. Cút. Tiên lực của Triệu Bân mênh mông cuồn cuộn, lại phối hợp với năng lượng kỳ lân đánh bật hung hổ ma khôi. Ở phía chính diện, rắn tám đầu thương dung lại đang đánh tới. Tuy nhiên, Long Phi ở đó cũng không phải là vật bày trí, ngay lập tức đánh vuốt ra ngăn chặn con rắn tám đầu. Rắn có tám đầu còn hồ ly có tận chín đuôi, cái đuôi còn lại của nó suýt chút nữa đã xiết chết con rắn tám đầu. Giết! Hung hổ ma khôi gầm giống, rắn tám đầu thân dung rít gào. Triệu Bân không hề nao núng, đối đầu với hung hổ ma khôi. Long Phi cũng không nao núng. Cho dù cô ta chỉ còn lại một nửa cửu vĩ nhưng vẫn hết sức hung hãn, phải biết rằng rắn tám đầu cũng không lợi hại như trước, đã chết một lần nên nội tình của nó cũng đã gần như tận diệt. Về phần Triệu Bân, mặc dù năng lượng kỳ lân đã suy yếu nhưng vẫn dư sức giải quyết được hung hổ ma khôi. Ầm, ầm, ầm. Bốn quái vật khổng lồ khai chiến khiến cho thiên địa lại rung chuyển dữ dội. Hai đấu hai rất công bằng, động tính cũng lớn hơn rất nhiều so với cục diện hai đấu một trước đó. Một trận chiến giữa các ký chủ. Cảnh tượng khủng khiếp quá. Hồ Lai thấy vậy thì theo dõi không chớp mắt. Hắn ta phải vinh hạnh biết bao mới có thể được nhìn thấy một trận đại chiến lớn bực này. Ký chủ không phải là người bình thường. Ký chủ đánh nhau tất nhiên cũng không phải là chuyện bình thường. Huống chi ở đây còn có tận bốn ký chủ đang đối chiến. Trong lúc hắn ta đang theo dõi thì một vòng xoáy đen kịt đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Hồ Lai biến sắc, liền quay đầu bỏ chạy. Đi đâu? Bên trong vòng xoáy truyền ra một thanh âm lạnh lẽo, sau đó lại có một bàn tay đen xì thò ra từ bên trong. Đó tất nhiên là tà niệm mặt quỷ, tuy nó không đánh lại kỳ lân, không đánh lại cửu vĩ hồ nhưng nó vẫn có thể tìm một quả hồng mềm khác để bóp. Tất nhiên nó không chạy tới đây chỉ để giận cá chém thớt mà còn có ý đồ khác. Bên trong ma vực có người của Phật gia, chuyện này tà niệm mặt quỷ đã biết từ lâu nhưng nó cũng không tiêu diệt bởi vì nó có tính toán của riêng mình. Hồ Lai còn chưa chạy được bao nhiêu bước thì đã bị bàn tay đen xì lôi vào trong vòng xoáy. Ta là người xuất gia. Thí chủ, quân tử động khẩu bất động thủ. Đừng ép ta chửi lớn. Trong vòng xoáy ngay lập tức vang lên những tiếng mắng chửi. Bởi vì Hồ Lai đang làm ầm ĩ ở bên trong cho nên vòng xoáy trở nên rất không ổn định, không thể đóng lại trong một thời gian. Con mợ ngươi. Mắng to một tiếng, Hồ Lai đã trốn thoát. Đi đâu? Tà niệm mặt quỷ nghiến răng nghiến lợi đuổi theo ra khỏi vòng xoáy, lại vươn tay ra hóa thành một bàn tay khổng lồ tóm lấy Hồ Lai. Đúng lúc này trên người Hồ Lai đột nhiên nở rộ kim quang đánh vỡ bàn tay khổng lồ huyễn hóa kia, ngay cả tà niệm mặt quỷ cũng bị chấn động lùi lại. Hồ Lai bắt đầu nghiêm túc niệm tụng Phật âm. Đáng tiếc, đạo hạnh của hắn còn quá nông cạn, tuy Phật quang có thể khắc chế tà ma nhưng Phật pháp của hắn ta lại vô dụng đối với tà niệm mặt quỷ. Chính xác mà nói thì còn bởi vì tà niệm mặt quỷ có Phật quang ma tính bảo vệ cho nên không bị ảnh hưởng bởi Phật âm của Hồ Lai. Trò vặt.
Tà niệm mặt quỷ âm hiểm cười nói, giọng nói tuy khẽ nhưng tràn đầy ma lực làm tan biến Phật âm. Hồ lai hộc máu, Phật quang hộ thể bị hủy khiến cho hắn ta lảo đảo lui về phía sau, còn chưa kịp đứng vững thì tà niệm mặt quỷ đã tới rồi hóa thành một luồng ma quang chui vào trong cơ thể hắn ta. Hừ! Hồ lai rên rỉ, vẻ mặt thống khổ. Tà niệm mặt quỷ đã xâm nhập vào tâm trí hắn ta và phong ấn linh hồn hắn ta. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Phật quang trong mắt hắn ta đã mai một, ngược lại còn bộc phát ma quang, thần thái trong chớp mắt dại ra rồi biến thành vẻ vô cùng dữ tợn. Đúng vậy, tà niệm mặt quỷ đã đoạt được quyền khống chế thân thể hắn ta. Đây không phải là đoạt xác nhưng cũng giống như đoạt xác, tà niệm mặt quỷ không xem trọng hồ lai nhưng vẫn có thể dùng hắn ta làm vật chứa linh hồn mình. Hắn ta có thực thể cũng có căn cơ, lúc này chỉ cần như vậy là đủ. Am, am, am. Ở phía xa từng ngọn núi đang ẩm ẩm sụp đổ từ đại ký chủ đối chiến khi thế ngất trời, Triệu Bản mạnh mẽ đánh ma khôi đứng không vững, đại hạ Long Phi cùng đang đánh thân dụng đến mức không ngóc nỗi đầu lên, 8 cái đầu rắn đã bị diệt hết 5 cái đó cho ta. Tà niệm mặt quỷ cười lạnh, trốn trên đỉnh núi khoanh chân ngồi xuống. Giữa ấn đường của hắn ta đã hiện ra một đạo ma văn đen xì. Phía trên ma văn lại có Phật quang ma tính nở rộ, xem ra hồ lai không nhìn nhầm, tà niệm mặt quỷ đúng là tà ma của Phật gia, chỉ là vẫn chưa thể biết được chính xác lai lịch. Dù sao khi đất Phật hưng thịnh đã là ở thuở hồng hoang. Bây giờ đất Phật đã khuất bóng trần gian, không còn ai biết nó ở đâu. Nói không chừng tà niệm mặt quỷ lại chính là một tia tà niệm còn sót lại từ thuở hồng hoang hưng thịnh đó. Di chỉ ma vực đã hỗn loạn không chịu nổi. Trận chiến giữa các ký chủ đang diễn ra hết sức mãnh liệt. Chiến cục không có thay đổi. Triệu Bân cùng Long Phi tuyệt đối chiếm thế thượng phong. Triệu Bân thì đã quen, nhưng Long Phi lại thường xuyên nhíu mày, cô ta đã nhiều lần đánh bật rắn 8 đầu thân dung nhưng cũng chỉ có thể đánh nó bị thương chứ không thể diệt hẳn được nó, còn có năng lượng của đối phương một chút cũng không suy nhược, ma lực dường như cuồn cuộn không dứt. Nó đã giam cầm ma lực. Triệu Bân nhắc nhở một tiếng. Hắn tất nhiên là đang nhắc tới tà niệm mặt quỷ, nó chắc chắn có đại thần thông, không chỉ không ngừng hồi sinh hung hổ ma khôi cùng rắn 8 đầu thân dung mà còn khống chế bọn chúng cắn nuốt hết tất cả ma quỷ trong di chỉ ma vực, dùng phương pháp biến hóa kỳ dị tập trung lại tất cả ma lực của ma vực để ma khôi cùng thân dung sử dụng. Chỉ cần ma lực không cạn kiệt thì bọn chúng liền bất diệt. Trừ khi bọn họ có nguồn năng lượng siêu mạnh đến mức có thể một kích đánh diệt 2 ký chủ. Trước khi Long Phi tới thì hắn đã nhìn rõ được điều này. Cho nên phần lớn thời gian hắn đều tìm tà niệm mặt quỷ, chỉ có diệt được nó thì mới có thể phá được trận pháp này. Đáng tiếc đạo hạnh của hắn có hạn, không bắt được tà niệm mặt quỷ, mặc dù chỉ là tà niệm nhưng nó cực kỳ xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn chạy trốn vô biên. Ngay trong giờ phút này hắn cũng không thể tìm được tung tích của tà niệm mặt quỷ. Nhưng hắn biết chắc chắn nó vẫn còn ở đây. Nói không chừng còn đang trốn ở một đỉnh núi nào đó chờ xuất ra đại chiêu đánh lén. Giết! Ma khôi gầm giống, thân dung rít gào, ngay cả khi đã bị đánh nát thì ma sát vẫn bộc phát ngập trời. Tất nhiên, cho dù bọn chúng có gầm giống lớn đến cỡ nào cũng vô ích. Ai đang đánh nhau ở bên trong vậy? Động tĩnh lớn đến mức đã truyền ra khỏi ma vực. Quân trấn Ma Ti đang canh giữ bên ngoài đất ma đều nhíu mày nhìn chằm chằm về phía ma vực nhưng không thể nhìn xuyên qua sương mù, chỉ có thể nghe thấy tiếng vang và biết bên trong có người đang đại chiến, hơn nữa chiến cục còn không nhỏ. Ma vực đã yên lặng mấy tháng nay đột nhiên lại nổi lên sóng gió, thật sự quá quỷ dị. Không ai đi vào, cũng không ai có thể vào. Đây là mệnh lệnh tuyệt đối từ cấp trên. Phụt, hung hổ ma khôi lại đẫm máu, bị một trưởng của Triệu Bân đánh nát thân. Có ma lực cuồn cuộn không ngừng tái tạo thân thể, ma khôi lại tiếp tục xoay người bật dậy lao về phía Triệu Bân. Triệu Bân nghiêng người né qua, nắm lấy đuôi hung hổ hất mạnh lên. Sau đó lại vang lên những tiếng ầm ầm không dứt, hung hổ ma khôi nguy nga như núi bị nện xuống mặt đất liên tục, thể hung hổ không kịp tái tạo lại điên cuồng rách ra, lực phản chấn hết sức mạnh mẽ khiến cho ma khôi không ngừng hộc máu, thân thể nửa người nửa quỷ muốn gãy ra làm hai. Chuyện vẫn chưa kết thúc. Triệu công tử đã đập hung hổ ma khôi xuống đất đến 9 lần. Đó là một cảnh tượng hãi hùng, hung hổ quá to và quá nặng đã chấn vỡ núi cao, ma sát tán loạn trong không trung, đại địa tạc đầy huyết quang chói mắt. Hự, ma khôi rít gào, cố gắng giãy giụa. Nhưng hắn ta đã bị Triệu Bân nắm quá chặt lại bị đập quá tàn nhẫn khiến cho hắn ta không có cách nào phản kháng nổi.
cho dù đã có ma lực cuồn cuộn không ngừng tiếp viện nhưng hắn ta cũng không thể nào gánh nổi sự đả kích liên tục thế này. Hừ, rắn tám đầu thân dung cũng đang gầm giống. So với hung hổ ma khôi thì hắn ta còn thảm hại hơn, vốn có 8 cái đầu nhưng hiện giờ chỉ còn một mà còn không được nguyên vẹn, thân thể bị Long Phi liên tục đánh nát, nếu như không có ma lực cuồn cuộn không ngừng tái tạo thì hắn ta đã sớm bị đánh diệt rồi. Phá! Bọn chúng gầm giống, phá tan trói buộc cùng một lúc rồi thoát ra ngoài. Cũng chính vào lúc đó, bầu trời tối tăm rung lên, một cánh cổng khổng lồ chậm rãi được dựng lên. Trên cánh cổng có khắc đồ đằng mặt quỷ nhe răng cười dữ tợn khiến cho cả Triệu Bân và Long Phi cũng phải cả kinh khi nhìn thấy. Trên cánh cổng còn có khắc một khối lớn bí văn cổ xưa đen xì, giống như khắc thẳng vào một vật còn sống khiến cho máu chảy đầm đìa. Động tĩnh lớn như vậy tất nhiên là do tà niệm mặt quỷ gây ra. Chẳng qua nó chưa hiện thân thể hồ lai lúc này là vật chứa của nó, cũng chứa đựng luôn cả nội tình cùng căn cơ của nó, uy lực hết sức đáng sợ. Đó là thứ gì? Triệu Bân lẩm bẩm, bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Hắn đang ở trong trạng thái kỳ lân hóa vốn đã khổng lồ nhưng vẫn phải ngước nhìn cánh cổng này. Long Phi cũng như vậy, so sánh với cánh cổng này thì bọn họ chỉ giống như hai đứa trẻ lên ba. Điều quan trọng nhất là uy thế của cánh cổng cực mạnh khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng áp lực. Đó là Phật Pháp Tu La Môn. Triệu Bân và Long Phi không biết, Tiểu Kỳ Lân cũng không biết, nhưng Cửu Vĩ Hồ không hổ là lão cáo già, liếc mắt một cái liền biết rõ. Tiểu Hồ Ly, người cũng hiểu biết không ít đó. Lời nói âm trầm tự mang ý cười vang vọng khắp bầu trời. Tất nhiên là tà niệm mặt quỷ đang nói, nhưng vẫn tìm không được vị trí của nó bởi vì nó đổi vị trí liên tục. Đó chính là Phật Pháp Tu La Môn sao? Long Phi lẩm bẩm, cô ta đã từng nghe kể về bí thuật này, nó là bí thuật đặc biệt của Phật gia, những dòng truyền thừa khác không thể nào thi triển được nó. Tương truyền Tu La Môn là cấm vực của Phật gia. Bị hút vào trong đó thì sẽ bị niệm lực hóa diệt sức mạnh bị hóa diệt lại trở thành nguồn dinh dưỡng cho Phật. Chuyện này cô ta chỉ từng nghe kể qua, hôm nay mới là lần đầu được nhìn thấy. Tà ma của Phật gia. Triệu Bân nghĩ thầm, ánh mắt lóe lên. Nếu không có liên hệ với Phật thì cũng không thể thi triển ra Phật Pháp Tu La Môn. Nguyên nhân chính là vì như thế cho nên hắn mới cảm thấy kinh ngạc, không ngờ tà niệm mặt quỷ lại là tà ma của Phật gia. Hơn nữa, vị Phật gia này khi còn sống vô cùng cường đại. Theo hắn thì vị Phật gia này nhất định phải vượt qua cảnh giới thiên võ. Không, không không. Trong lúc hai người đang quan sát thì lại có tiếng rít gào vang lên. Tiếng rít gào đó chính là của hung hổ ma khôi cùng với rắn tám đầu thân dung, cũng không thể trách bọn chúng. Cánh cổng khổng lồ kia đang phóng ra hai sợi xích sắt đen xì khóa bọn chúng lại rồi kéo về phía Tu La Môn. Tà niệm mặt quỷ có mục đích rất rõ ràng. Nó đang muốn hóa diệt hai người bọn chúng, hoặc là nói nó đang muốn hiến tế hai người bọn chúng, cho dù bọn chúng có dẫy dụa cũng vô ích, bọn chúng là do tà niệm mặt quỷ hồi sinh cho nên cũng chịu sự khống chế tuyệt đối của tà niệm mặt quỷ. Nhanh! Phá hủy Tu La Môn, Cửu Vĩ Hồ gầm lên. Không cần nó nói thì Triệu Bân cũng đã dương cung cài tên. Long Phi cũng đang kết ấn niệm chú, ngưng tụ ra một đạo kiếm quang chói mắt. Ông! Mũi tên lôi điện của Triệu Bân đã bắn ra đầu tiên. Mũi tên mà hắn bắn ra hết sức bá đạo nhưng vừa chạm vào Tu La Môn thì đã bị hóa diệt. Ngược lại, Tu La Môn không hề bị tổn hại. Kiếm quang của Long Phi cùng đã chém tới nhưng không thể làm suy xuyền Tu La Môn. Không biết lượng sức, tà niệm mặt quỷ ầm trầm cười nói trong tiếng cười tràn đầy ma lực. Phật Pháp Tu La Môn có niệm lực chống đó, không phải ai cũng có thể phá được. Triệu Bân không chịu thua. Long Phi cũng không chịu thua, không ngừng công phạt. Tà niệm mặt quỷ nhếch miệng, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Đánh! Cứ đánh tiếp đi! Không! Ma khôi cùng thân dung vẫn đang rít gào vô cùng thống khổ. Mới vừa rồi bọn chúng còn hung tàn bạo ngược. Vậy mà bây giờ bọn chúng lại đang trở nên hết sức sợ hãi, từ trong cõi chết sống lại không có nghĩa là đã nhìn thấu sinh tử. Bọn chúng biết nếu như bị hút vào cánh cổng kia thì sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong linh hồn giống hệt như ngày xưa khi bọn chúng bị cơ ngân chu sát, cho dù có được sống lại thì đã sao, cuối cùng bọn chúng vẫn không thể thoát khỏi cái chết. Tà niệm mặt quỷ không hề thương xót. Hung hổ ma khôi cùng rắn tám đầu thân dung đều đã bị nó kéo vào Tu La Môn.
theo sau đó là những tiếng kêu rên thê lương thảm thiết truyền ra từ bên trong tu la môn, khiến cho người ta bất giác nghĩ đến chuyện bên trong đó có giam giữ vô số tà ma ác quỷ đang chịu đựng nổi thống khổ dày vò vĩnh viễn không được siêu sinh. Hiến tế. Tà niệm mặt quỷ đã hiến tế bọn chúng. Ma lực mà nó thu thập bên trong ma vực cũng đều bị hút vào tu la môn. Ông. Tu la môn ông chấn động, bộc phát ma quang càng lúc càng mạnh mẽ. Cẩn thận quan sát còn có thể nhìn thấy bên trong ma quang có tiềm tàng Phật quang đen kịt. Còn có Phật âm truyền ra. Tuy nhiên Phật âm này không thanh tịnh tinh khiết mà lại có ma lực vô thượng. Cùng với Phật âm tụng niệm, cánh cổng Phật Pháp Tu La Môn vốn đang đóng chặt lại chậm rãi mở ra, bên kia cánh cổng không phải là thế giới Niết Bàn Cực Lạc mà là một thế giới tăm tối giống như một hố đen không một tia sáng. Chỉ cần liếc mắt nhìn thì tinh thần lực cũng có khả năng bị cắn nuốt, đừng nói tới Triệu Bân cùng Long Phi. Ngay cả Kỳ Lân cùng Cửu Vĩ Hồ cũng đều lộ ra vẻ kiêng kỵ, một khi bị hút vào trong đó thì chắc chắn sẽ không sống nổi. Ông! Tiên lực của Triệu Bân dâng lên, hắn lại dương cung cài tên. Một mũi tên lôi điện đầy uy lực lại bắn vào Tu La Môn nhưng vẫn không có tác dụng. Leng keng! Tiếng xích sắt va chạm lại vang lên chói tai. Từ Tu La Môn lại phóng ra thêm hai sợi xích sắt đen xì nhanh như chớp. Thấy vậy! Triệu Bân và Long Phi đều phi thân ra phía sau. Nhưng xích sắt vẫn nhanh hơn và đã khóa chặt được cả hai người. Hai người còn chưa chạy được quá trăm trượng thì đã bị xích sắt khóa lại. Phá! Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, dùng kiếm chém vào xiềng xích. Tiếng kim loại va chạm vẫn vang lên chói tai nhưng kiếm của hắn không thể chém đứt xích, chỉ có một tia lửa tạc ra. Ở cách đó không xa, Long Phi cũng đang trong tình trạng như thế. Phải thật sự bị khóa lại thì mới biết xích sắt này quỷ dị đến cỡ nào. Phật Pháp Tu La Môn vừa quỷ dị vừa tiềm tàng nguồn năng lượng thần bí đáng sợ, mạnh mẽ đến mức khó có thể kháng cự. Hai người đang ở trong trạng thái Kỳ Lân hóa và Cửu Vĩ hóa cũng không thể thoát nổi sự trói buộc của xích sắt, sau đó bị cưỡng ép lôi về phía Tu La Môn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì số phận của cả hai người cũng sẽ giống như Ma Khôi và Thân Dung trước đó. Có cách nào phá được Pháp này không? Long Phi cắn răng kiên trì hỏi Cửu Vĩ Hồ. Xích sắt rất quỷ dị, có lực cắn nuốt vô cùng mạnh, chỉ mới một chút mà năng lượng Cửu Vĩ đã bị nó hút đi rất nhiều, năng lượng Kỳ Lân cũng vậy. Nếu như cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ chưa đợi bọn họ bị hút vào Tu La Môn thì trạng thái Cửu Vĩ hóa cùng Kỳ Lân hóa đã không giữ được nữa, đến lúc đó bọn họ sẽ biến thành những con cừu non chờ bị người ta giết thịt. Tu La Môn có niệm lực chống đỡ. Không phá được niệm lực thì Tu La Môn cũng không thể phá. Với đạo hạnh của hai người thì không thể nào phá được tử cục này. Cửu Vĩ Hồ liên tục nói nhưng mọi lời nói của nó đều vô nghĩa. Chỉ có một câu để hình dung, đây chính là tử cục. Đến đây đi, hợp nhất với ta. Tà niệm mặt quỷ hiện thân, đáp xuống phía trên Tu La Môn rồi nở nụ cười đáng sợ. Triệu Bân không nói, chỉ lặng lặng mở thiên nhãn nhắm thẳng vào tà niệm mặt quỷ. Nó đang nằm ở trong phạm vi mà hắn có thể thi triển thuấn thân tuyệt sát, trước đó hắn không thi triển chính là để chờ giây phút này. Tà niệm mặt quỷ quả nhiên không thể chờ được mà hiện thân, cho nên mới nói, con người ở những giây phút đắc ý nhất thường cũng là những giây phút dễ mất cảnh giác nhất. Vèo! Kỳ Lân thể biến mất, Triệu Bân cũng biến mất trong chớp mắt. Tiếng lưỡi kiếm xé gió chói tai vang lên, Triệu Bân đã thuấn thân lên cánh cổng Tu La Môn. Nhưng một kiếm của hắn vẫn không trúng mục tiêu, khi hắn thuấn thân vào phạm vi niệm lực của Tu La Môn thì thuấn thân tuyệt sát của hắn cũng mất đi uy lực, hoặc cũng có thể nói không gian xung quanh Tu La Môn đã làm trạch đường thuấn thân của hắn. Một kiếm rõ ràng đã nhắm ngay tà niệm mặt quỷ không ngờ lại bị lệch đi tận mấy trượng. Ngươi thật sự nghĩ Tu La Môn chỉ là vật bài trí thôi hay sao, tà niệm mặt quỷ nhếch miệng nói. Vừa dứt lời, một sợi xích sắt lại lao ra khỏi Tu La Môn, quấn về phía Triệu Bân. Thần thái của Triệu Bân vẫn lẫm liệt, bay người ra sau. Nhưng sợi xích sắt còn nhanh hơn, Tu La Môn còn cố hết sức giảm bớt tốc độ của hắn, nên chỉ trong thoáng chốc đã bị đuổi kịp. Hắn định dùng thuật triệu hồi ngược hướng để trốn thoát, nhưng khu vực cấm trong không gian của Tu La Môn lại một lần nữa đảo lộn không gian, khiến thuật triệu hồi ngược hướng mất tác dụng. Xoạt! Sợi xích trói hắn lại, không có Kỳ Lân hóa, sức mạnh của hắn quá mỏng manh, chỉ thoáng chốc đã bị lôi vào Tu La Môn. Cơ ngân. Long Phi hô lên, mặt mũi trắng bệch. Vào Tu La Môn thì thập tử vô sinh, cơ ngân sẽ bị niệm lực tiêu diệt thành tro.
đừng nóng vội. Ngươi cũng không thoát được đâu. Tà niệm mặt quỷ mỉm cười nham hiểm, đôi mắt u ám. Dứt lời, bên trong tu la môn lại phóng ra vài ba sợi xích sắt. Cửu vĩ long phi vẫn còn đang giãy giụa bị trói cứng ngắc, bị lôi vào tu la môn, từng tấc một. Trong thế giới tăm tối, Triệu Bân khẽ rên rỉ. Bên trong tu la môn thực sự giống như một cái hang đen ngòm, xòe tay ra không thấy 10 ngón, nguồn sức mạnh đáng sợ rất dồi dào, niệm lực ma tính cuồn cuộn nhấn chìm hắn. Khí huyết, tiên lực, chân nguyên của hắn, đều bị tiêu hóa đến hết, ngoài ra, thêm cả võ hồn và thần trí cũng bị đầu độc, vô số niệm lực ăn mòn chúng. Nếu không có gì bất lực, hắn sẽ hồn bay phách lạc. Hắn cố gắng lưu chuyển trường sinh quyết, gắng gượng tái tạo lại thể phách. Thế nhưng cũng không trụ nổi bao lâu. Trường sinh quyết tuy rất huyền diệu, nhưng cũng phụ thuộc vào vết thương thế nào. Tổn thương từ niệm lực của Phật gia vô hình vô thanh, cộng thêm khả năng đầu độc của sức mạnh thần bí Tu La Môn, nghiễm nhiên vượt ra khỏi một phạm trù nào đó mà phép tái sinh của trường sinh quyết không thể theo kịp tốc độ băng hoại của cơ thể. Quỳnh! Trong lúc nguy cấp, chiếc nhẫn ma thoáng rung lên, có một vật gì đó từ bên trong bay ra. Nhìn kỹ lại thì nó chính là bảo liên đăng, thậm chí còn tự mình tỏa ánh sáng. Ánh sáng màu vàng lấp lánh khiến bóng tối cũng không thể che đậy được, nó lơ lửng trên đỉnh đầu Triệu Bân, ánh sáng vàng bao phủ cơ thể hắn, ngăn chặn sức mạnh ăn mòn của niệm lực. Sức mạnh thần bí của Tu La Môn cũng khó lòng xuyên thủng quầng sáng của Bảo Liên Đăng. Có cả năng lực này nữa à? Triệu Bân nhớn mày, cảm thấy kinh ngạc. Trong thời khắc then chốt, ngọn đèn này mang đến niềm vui bất ngờ. Hửm! Tà niệm mặt quỷ ở thế giới bên ngoài đột nhiên nhíu mày, vô thức cụp mắt. Dường như cách một tầng Tu La Môn vẫn có thể nhìn thấy Triệu Bân và Bảo Liên Đăng màu vàng trên đỉnh đầu hắn đang lao tới lao lui ở bên trong. Sao có thể thế được? Tà niệm mặt quỷ kinh ngạc, không thể tin nổi. Đây là Tu La Môn Phật Pháp, thế mà không hòa tan được một võ tu địa tạng. Nó không tin. Nó lại bấm tay niệm ấn quyết lần nữa. Tu La Môn rung lên, niệm lực trong thế giới tăm tối cuồn cuộn trào dâng. Thế nhưng niệm lực của nó dường như không hữu dụng, nhấn chìm được Triệu Bân nhưng chẳng thể phá được ánh sáng của Bảo Liên Đăng. Tiên vật ư? Tà niệm mặt quỷ thoáng nhíu mày, nhìn ra được sự phi thường của Bảo Liên Đăng. Thật kỳ lạ quá, thằng nhãi này lấy đâu ra vật kỳ quái này nhỉ, đến nó cũng không thể nhìn thấu được. Cục diện có phần lúng túng. Mà cảm giác lúng túng này là của tà niệm mặt quỷ. Nó nuốt được cơ ngân, nhưng không thể nào tiêu hóa được hắn. Lối ra ở đâu? Triệu Bân không dừng lại, hắn lượn vòng trong tăm tối. Đúng là Bảo Liên Đăng bảo vệ được hắn, nhưng hắn không tìm được lối ra, đập vào mắt chỉ thấy màu đen. Cục diện này cực kỳ giống với màn đêm vô hạn của Sở Vô Xương. Có điều dường như Tu La Môn này đáng sợ hơn màn đêm vô hạn rất nhiều. Chí ít thì hắn biết cách phá giải màn đêm vô hạn. Hay lắm thằng nhãi. Đợi ta xử lý cửu vĩ đã. Tà niệm mặt quỷ, hừ một tiếng, tạm thời gác Triệu Bân qua một bên, chuyên tâm đối phó với Long Phi. Cửu vì Long Phi không kém gì hung hề ma khôi hay thương xà thân dung, ma khôi và thân. Dung được nó tái sinh, bị nó khống chế lối vào tụ la miên là khoanh tay chịu trời, nhưng Long Phi của đại hạ thì khác, cô ta không bị nó khống chế cũng có nghĩa là đèn phản kháng của Long Phi có. Tác dụng, cô ta đang dốc sức ngăn cản sự lôi kéo của Tu La Môn. Cũng không sao. Phản kháng hữu hiệu không có nghĩa là chống để được. Long Phi bị lôi vào Tu La Môn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cơ ngân có Bảo Liên Đăng chứ Long Phi thì không, một khi tiến vào Tu La Môn, cô ta sẽ bị niệm lực tiêu hóa, trở thành chất dinh dưỡng cho nó. Đợi khi ma lực của nó tăng thêm nhiều hơn rồi tiêu diệt cơ ngân, sau đó, nó sẽ tái tạo thể phách của cơ ngân, khi nào tiến hành đoạt xá sẽ dễ như trở bàn tay. Cửa đâu? Triệu Bân như một luồng sáng vàng, lao tới lao lui. Đây chẳng phải nơi tốt đẹp gì, hắn chẳng muốn ở lại chút nào. Lỡ nào ánh sáng của Bảo Liên Đăng tan, chẳng phải là hết đời sao? Còn cả Long Phi nữa, e là cô ta cũng chẳng trụ được lâu. Không có Bảo Liên Đăng bảo vệ, khỏi cần nghĩ cũng biết được kết cục. Đùng! Câu hỏi của hắn thì không ai đáp lời, nhưng có một tiếng nổ vang lên. Đó là tiếng sấm từ thế giới bên ngoài vọng tới. Dù ở trong Tu La Môn, hắn vẫn nghe được. Sấm. Đêm nay có sấm sét. Trên bầu trời mây đen vần vũ, sấm sét đì đùng.
không sớm không muộn. Đến rất đúng lúc, Triệu Bân đột nhiên đứng lại, lôi kiếm Long Uyên ra, giơ cao nó lên. Hắn nhẩm thầm Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Bỗng chốc, sấm chớp trên bầu trời tập trung lại, giáng thẳng vào Tu La Môn. Răng rắc, Tu La Môn cực kỳ kiên cố mà vẫn bị chém ra một vết nứt. Nhìn đi, gì mà Phật Pháp, gì mà Tu La Môn, không gì hữu hiệu bằng thiên uy nhé. Tu La Môn rung lên bần bật, tà niệm mặt quỷ không kịp đứng vững. Đợi khi đứng vững rồi, chỉ thấy một gương mặt quỷ đang méo mó và dữ tợn. Cơ ngân đang dẫn xét. Dường như đây lại là một biến cố. Sấm xét này dù không phải thiên kiếp cũng rất bá đạo, nó thực sự có thể phá được Tu La Môn. Thiên phạt, lôi đình vạn cân. Bên trong Tu La Môn, Triệu Bân thét lên đầy đanh thép. Sấm xét lại giáng xuống, Tu La Môn rung huỳnh huỳnh. Long Phi nghe thấy mà bỗng chốc sững sờ. Cửu Vĩ nghe thấy cũng mờ mịt. Còn sống. Hình như cơ ngân vẫn còn sống. Không chỉ còn sống, tên này đang dẫn dụ sấm chớp, định dùng chúng để phá Tu La Môn. Sao có thể thế chứ? Cùng một câu này, Cửu Vĩ lặp lại một lần. Trước đó không lâu, nó còn khẳng định chắc chắn rằng không thể phá nổi Tu La Môn. Lúc này đây, đúng là tự vả rát mặt. Là nó đánh giá thấp cơ ngân rồi, bản lĩnh ghê gớm quá mà. Đùng, binh. Trong lúc họ kinh ngạc, sấm chớp chưa hề ngừng lại. Sấm sét trên bầu trời rất hữu dụng, thêm vào đó là thiên uy đáng sợ khiến Tu La Môn rung lên đùng đùng, mỗi một luồng sấm sét giáng xuống, trên Tu La Môn sẽ có thêm một vết nứt, sau cùng, đất đá bay tứ tung, từng luồng sáng đen từ vết nứt lọt ra ngoài. Tu La Môn bị hư hại, thế giới tăm tối cũng bị sứt mẻ theo. Giữ vững cho ta. Tà niệm mặt quỷ gào thét, điều động ma lực đỉnh tu sửa Tu La Môn. Mà Tu La đúng là đã được trùng tu, nhưng sấm sét trên bầu trời giáng xuống còn nhanh hơn, bù đắp thế nào cũng không kịp. Bên trong Tu La Môn đã không còn toàn màu đen nữa. Tu La Môn bị hư hao, có ánh sáng lọt vào qua khe nứt. Hai mắt Triệu Bân sáng ngời như ngọn đuốc, hắn nhìn chằm chằm vào từng vết nứt. Bất kỳ một vết nứt nào cũng là lối ra, thứ này khá giống với màn đêm vô hạn của Sở Vô Xương, cứ có ánh sáng là có khe hở. Phá! Triệu Bân vung nhát kiếm phong lôi, chém ngược lên bầu trời. Thấy kẽ hở phải cắm kiếm vào, cũng là một thao tác đòi hỏi kỹ thuật. Hắn nhắm rất chuẩn, từ một khe nứt mà trốn ra khỏi Tu La Môn. Hắn lao vọt lên trời, giống như một luồng sáng vàng cắm thẳng vào tầng mây, sau đó, sấm chớp tập trung trên kiếm Long Uyên, hắn chĩa kiếm xuống dưới, ngắm chuẩn vào Tu La Môn, đến cả tà niệm mặt quỷ cũng bị sấm sét bao trùm. Chết tiệt! Tà niệm mặt quỷ biến sắc, dùng một cơn lốc xoáy trốn ra ngoài. Tuy nó trốn rồi, nhưng Tu La Môn vẫn còn đó, bị hàng vạn tia sét đánh cho nổ tung. Tu La Môn bị phá hủy nên sợi xích sắt kéo lôi Long Phi cũng bị phá hủy theo, thế nhưng thời gian quá dài, sức mạnh Cửu Vĩ cũng bị hấp thu đến cạn kiệt. Cô ta thu hồi Cửu Vĩ hóa, không đứng vững nên suýt nữa cắm đầu xuống đất. Phá rồi. Cục diện kia phá rồi. Nhưng việc này chưa kết thúc. Chạy. Chạy đâu hả? Triệu Bân không ngừng thét lên, huy động sấm sét liên tục giáng xuống. Tà niệm mặt quỷ không dám đối đầu. Sấm sét chí cương chí dương, chuyên khắc những thứ tà ác. May mà độn pháp của nó rất đỉnh, thế nào cũng tránh được. Long Phi đứng vững hơn, cô ta cũng xách kiếm lao tới, dù không có Cửu Vĩ hóa thì khả năng chiến đấu của bản thân cũng rất mạnh. Cấm. Cô ta dùng tới thuật phong ấn. Tiếc rằng cô ta cũng không bắt được tà niệm mặt quỷ, tên đó trốn quá nhanh. Nếu đoán không nhầm thì đó là vô tướng Phật Pháp, độn thuật không có đối thủ. Tránh ra. Triệu Bân hét to, hai tay giơ kiếm. Long Phi hiểu ý, vội vàng lùi về sau. Cô ta vừa đi, sấm sét đầy trời đã giáng xuống. Không bắt được tà niệm mặt quỷ thì dùng công pháp không sai không lệch, thế nào cũng phải có một thứ đánh chúng. Tuy phương pháp này rất ngu ngốc nhưng vẫn hữu dụng, tà niệm mặt quỷ đang trốn tới trốn lui thì một luồng sấm sét giáng xuống. Sấm sét khác tà niệm, quả nhiên không sai được, ma lực và ma sát của nó bị đánh thành cho bụi. Lần nữa, Triệu Bân lại tập hợp sấm sét. Chỉ cần sấm chớp kéo dài đủ lâu, dù phương pháp ngu ngốc đến mấy cũng có thể tiêu hao sinh lực của tên kia đến chết. Soạt, tà niệm mặt quỷ cắn răng, ra khỏi xác thịt của Hồ Lai. Nó giống như một luồng sáng màu đen,
không đợi sấm sét giáng xuống đã vọt ra khỏi vùng trời đó rồi. Còn muốn chạy à? Triệu Bân cuốn theo sấm sét, không ngừng truy sát. Hắn dùng tới thiên nhãn truy tung, nhắm thẳng vào tà niệm mặt quỷ, dù chạy tới chân trời góc bể cũng phải tiêu diệt nó. Cứu hắn ta! Lời của hắn vẫn còn vọng lại phía sau. Hắn ta mà hắn nhắc tới, tất nhiên là Hồ Lai. Long Phi nhanh như cắt, đỡ được Hồ Lai đang rơi xuống. Cô ta không quen người này, chỉ biết hắn ta là một hòa thượng. Hồ Lai chưa tỉnh, vẫn còn trong cơn hôn mê. Lúc này hắn ta hết sức già nua, tất cả là vì tà niệm mặt quỷ thi triển Phật Pháp Tu La Môn, hiến tế 50 năm thọ mệnh của hắn ta, lúc này đây trông giống một lão nạp cũng không hề sai. Đùng, binh! Ở phía xa, những tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên. Triệu công tử thi triển thần uy, dẫn dụ sấm sét, liên tục truy đuổi tà niệm mặt quỷ. Có thiên nhãn truy tung, bất kể tà niệm mặt quỷ trốn tới đâu hắn cũng đuổi theo được, với tiền đề là phải ở trong thời gian nhất định. Thiên nhãn truy tung dù rất huyền diệu nhưng vẫn bị hạn chế bởi thời gian. Á! Triệu Bân vừa đi vừa chém, tà niệm mặt quỷ vừa chạy trốn vừa gào thét. Nó tiêu hao mất tinh lực mấy tháng trời, bày ra thiên la địa võng để bắt sống cơ ngân, sau cùng biến số liên tiếp ập đến, ban đầu là Long Phi phá vỡ thế cục, sau đó lại có sấm sét. Nhiều biến cố như thế mà nó gặp hết. Sấm sét. Các cường giả trấn ma ti canh giữ ở bên ngoài vùng đất ma đồng loạt ngẩng đầu lên. Họ nhìn không quá rõ, nhưng vẫn loáng thoáng thấy được cả một vùng trời đầy sấm sét. Có người đang độ kiếp à? Không ít người đưa mắt nhìn nhau, bởi vì sấm sét đang di chuyển. Chưa biết chừng là có người độ kiếp, đang ôm theo sấm sét trên đầu mà chạy loạn. Không biết tới bao lâu, tiếng nổ mới chấm dứt. Sấm sét ngừng rồi. Triệu Bân cũng dừng lại rồi. Trên nền đất khô cằn và tan hoang, hắn xách Long Uyên, vừa đi vừa tìm. Đuổi một hồi thì không thấy tà niệm mặt quỷ đâu nữa, ấn ký truy tung mà thiên nhãn của hắn khắc ra cũng tiêu tán. Theo suy đoán thì chắc hẳn tà niệm mặt quỷ dùng bí pháp xóa bỏ ấn ký truy tung. Khi hắn trở lại đã là 3 ngày sau. Long Phi vẫn đang ở đó, đang dùng chân nguyên bồi dưỡng thể phách cho Hồ Lai. Có đuổi được không? Để nó chạy mất rồi. Triệu Bân ho khan rồi cũng ngồi thụp xuống, nhíu mày nhìn Hồ Lai. Tà niệm mặt quỷ quá tàn nhẫn. Hiến tế 50 năm thọ mệnh của Hồ Lai, khí huyết tiêu điều hết cả, sinh lực cũng yếu ớt, căn cơ và gốc rễ bị tổn thương nặng, dù tỉnh lại thì cả đời cũng chỉ dừng ở cảnh giới địa tạng. Ma vực. Triệu Bân bồi bổ thể phách cho Hồ Lai rồi khoanh chân ngồi trị thương. Phen ấy dùng kỳ lân hóa, sức mạnh kỳ lân bị nuốt mất rất nhiều, tiểu kỳ lân rất yếu, hắn cũng chịu ảnh hưởng. Long Phi không quấy rầy, đi sang nơi khác. Đây là lần đầu cô ta tới ma vực. Đến hơi muộn nên bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Ví dụ như trận huyết chiến kia. Khi cô ta xuất hiện lần nữa đã đứng trên một mảnh đất khô cằn đen thùi lùi, trên đó còn nhuốm vết máu đỏ thẫm. Nếu tin đồn không sai thì Vô Xương được chôn ở nơi này, cô ta có thể tưởng tượng được, đêm đó cơ ngân đã bất lực thế nào, trơ mắt nhìn Sở Vô Xương chết nhưng không thể thay đổi được gì. Nếu lúc đó cô ta cũng có mặt, có lẽ Sở Vô Xương sẽ không chết. Mong người ở trên trời có linh. Long Phi đổ một bình rượu cổ để cúng tế Sở Vô Xương. Qua hồi lâu, cô ta lặng lẽ quay đi giống như một người lữ khách hồng trần, đi qua rất nhiều nơi. Ở bên này, Triệu Bân vẫn đang trị thương. Từng có khoảnh khắc, hắn thoáng nhíu mày, đột nhiên mở mắt. Thời điểm mở mắt ra, dường như hắn nghe thấy tiếng gầm của hệ. Hắn và thức đứng dậy, đi tìm nguồn âm thanh. Không biết qua bao lâu, hắn mới đứng lại. Trước mắt là một đống hoang tàn khi đâu đâu cũng là gạch ngói. Trước kia nơi này có một tòa cung điện, bởi vì đại chiến mà đổ nát, tiếng gầm của con hổ phát ra từ nơi này. Thứ gì thế? Hắn dùng thiên nhãn, gắng sức nhìn trộm. Qua ý nghĩ, hắn trông thấy một con hổ ở nơi sâu nhất, một con hổ hư ảo, ước chừng chỉ to bằng lòng bàn tay của trẻ sơ sinh, bị vùi lấp trong đống đất đá vụn, đang gầm lên đầy bất lực. Thái thượng hung hổ. Triệu Bân sững người. Tuyệt đối không nhìn nhầm, chắc chắn là Thái Thượng Hung Hổ. Nói cho chính xác hơn thì là một mảnh tàn hồn của Thái Thượng Hung Hổ, tàn hồn diễn tiến thành dáng vẻ của Hung Hổ, nhỏ đến mức gần như không thấy được. Hắn không dám tin, Ma Khôi đã bị tiêu diệt rồi mà Thái Thượng Hung Hổ vẫn còn sống. Không nghĩ nhiều, hắn vội vàng xới đống đất đá, cứu Hung Hổ. Tiểu Hung Hổ rất yếu ớt,
ủ rũ nằm trong lòng bàn tay hắn. So với vẻ nguy nga như một ngọn núi trước kia, hung hổ bây giờ bé nhỏ đến đáng thương. Nhưng cũng không sao. Còn tàn hồn là còn hy vọng. Cho nó đủ thời gian, nhất định có thể quay về thời kỳ đỉnh cao. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, mang con tiểu hung hổ này về, giao cho ma tử chăm sóc, bồi dưỡng tình cảm là có hy vọng được làm túc chủ của hung hổ, loại túc chủ không bị hạn chế bởi khế ước, giống như hắn và tiểu kỳ lân vậy. So với khế ước thì tâm ý tương thông hữu dụng hơn. Nghĩ như thế, hắn thu tiểu hung hổ vào trong tay áo. Sau đó, hắn bắt đầu đào bới trong đống đổ nát. Hung hổ còn sống, chưa biết chừng thương xà cũng còn sống. Không lâu sau, Long Phi quay về, thấy hắn đang đào hố ở đó mà tỏ ra khó hiểu. Tìm gì thế? Tìm báu vật. Triệu Bân trả lời một câu, tiếp tục đào bới. Tìm một hồi lâu cũng không thấy bóng dáng thương xà đâu, vậy là bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Quay về vùng trời kia, Hồ Lai đã tỉnh dậy. Tỉnh thì tỉnh nhưng hắn ta gục đầu, ngồi đó đờ đẫn, chắc hẳn là đang ngẫm nghĩ một câu chửi thề. Ngủ một giấc dậy, mất toi 50 năm thọ mệnh. Xin hãy bớt đau buồn, Triệu Bân vỗ vai hắn ta. Lão nạp còn chưa cưới vợ mà, Hồ Lai chảy nước mắt giàn giụa. Triệu Bân nghe xong mà khóe miệng giật giật. Long Phi nghe xong cũng không khỏi giật giật khóe miệng, tên này là Hòa Thượng à. Dưới ánh nắng buổi sớm, ba người cùng nhau lên đường. Triệu Bân và Long Phi vẫn ổn, còn Hồ Lai liên tục ngáp ngủ. Có lẽ vì đánh mất 50 năm thọ mệnh, tuổi tác đã cao, đi tới đâu cũng buồn ngủ. Điều duy nhất không thay đổi là cái đầu bóng loáng của hắn ta. Khi ba người ra khỏi ma vực thì màn đêm đã ập xuống. Dưới ánh trăng, đế đô vẫn rất phồn hoa. Hai người bước qua thu hút rất nhiều ánh mắt. Rất có tướng phu thê, không ít lão già vuốt râu nói. Không ai phản bác câu này. Một người là Thánh tử Thiên Tông, một người là Công chúa Đại Hạ. Một người là Túc chủ Kỳ Lân, một người là Túc chủ Cửu Vĩ. Không phải là trời đất tác hợp hay sao? Xét về thân phận hay thực lực, đều cực kỳ đẹp đôi. Điều duy nhất không hoàn hảo là tên đầu chọc đi bên cạnh họ. Chính là Hồ Lai đấy. Mái đầu bóng lưỡng của hắn ta giống y hệt cái bóng đèn. Đói bụng rồi, ta đi ăn cơm đây. Hồ Lai nói rồi quay đầu chạy vọt vào một tửu lâu. Gọi là tửu lâu thì cũng không đúng lắm, hẳn là một thanh lâu. Long Phi liếc mắt nhìn biển hiệu, càng lúc càng thấy Hồ Lai giống một tên hòa thượng giỏm. Bảo đi ăn cơm á, lừa ai vậy? Ta cũng đói rồi. Triệu Bân trầm ngâm, sau đó cũng sải bước đi theo. Đói là giả, mượn nhờ địa giới của thanh lâu để nhìn trộm hình tháp mới là thật. Long Phi hít một hơi thật sâu. Nói cơ ngân tới thanh lâu ăn cơm, cô ta tin. Bộ phim truyền hình dài 80 tập của cơ ngân, cô ta có nghe nói đến sau khi thức dậy. Hình ảnh trong quá khứ được bày ra rõ ràng, cơ ngân không phải đi uống rượu tán gái mà là đi ăn cơm thật. Cũng không biết tên đó bị làm sao, bao nhiêu tử lâu không đi, lại cố tình chạy tới thanh lâu. Đại gia. Sao bây giờ mới đến? Mẫu hậu đang đợi chúng ta. Long Phi rất tự giác, không đợi các cô nương đón Triệu Bân vào trong đã lôi hắn đi. Thanh lâu là một nơi rất hay ho, chỉ sợ người nào đó ăn no rừng mỡ làm chuyện gì đó đặc biệt. Triệu Bân thực sự đi theo Long Phi. Hắn cũng sợ, sợ Long Phi theo hắn vào trong. Có người này ở bên cạnh thì còn nhìn trộm hình tháp làm sao được. Nghe mẫu hậu nói, người có thê tử. Long Phi cúi đầu cụp mắt, đột nhiên hỏi một câu. Triệu Bân khẽ gật đầu, biết Long Phi đang nói bóng nói gió. Đám cưới ma đêm hôm ấy, chẳng phải hắn đã có thêm một người vợ hả? Nếu Nguyệt Thần còn ở đây, chắc cô ta lại giảng giải đạo nghĩa cho hắn một hồi, đám cưới ma cũng là đám cưới, chỉ cần từng bái đường thì là hai vợ chồng rồi. Long Phi mỉm cười, thần sắc có vẻ ảm đạm. Tên trai thẳng đuồn đuột nào đó dường như không hiểu lòng con gái. Khi họ đang đi thì gặp một người bạn cũ. Kẻ này chính là Ân Minh, nửa đêm không ở nhà tu luyện mà chạy ra dạo chơi. Chủ yếu nhất là trận thế của tên này quá lớn, có trời mới biết bao nhiêu hộ vệ và tiểu đệ rào trước đón sau. Cơ ngân. Thấy Triệu Bân, Ân Minh lập tức nghiến răng kèn kẹt. Thấy Triệu Bân và Long Phi đi cùng nhau, tên này càng căm hận đến ngứa răng, suýt chửi thề rằng đôi cẩu nam nữ. Long Phi điềm nhiên không đáp. Triệu Bân cũng lười ngó ngàng. Công chúa của Đại Hạ đã tỉnh,
mối liên quan giữa Long Phi và Ân Minh cũng đã đứt, hắn không kiêng dè gì nữa. Nếu Triệu Bân tiếp tục muốn tìm kích thích, hắn ta không ngại ra tay tàn độc, còn nữa, tốt nhất đừng để hắn ta gặp được ở bên ngoài, hắn ta sẽ giết. Hai người bỏ đi, xa dần xa dần. Ở phía sau, mặt mũi Ân Minh trở nên cực kỳ vặn vẹo. Giết hắn. Đây là mệnh lệnh của hắn ta với hộ vệ. Các hộ vệ tỏ ra đồng thuận, trên thực tế chỉ coi lời của hắn ta như lời nhảm nhí. Giết Cơ Ngân. Cũng phải có bản lĩnh đấy mới được. Mẹ kiếp, Kỳ Lân Hóa mở ra thì ai mà ngăn nổi, người giỏi thì ngươi làm đi. Trong Hoàng Cung, tại Ngự Hoa Viên, Hoàng Phi đã đợi sẵn, đang lật dở cổ thư trong đình nghỉ mát. Khi Triệu Bân và Long Phi tiến vào, bà ấy mới đặt sách xuống, nhìn Triệu Bân và con gái với vẻ tán thưởng, đâu chỉ người trong thiên hạ thấy đẹp đôi, người làm mẹ như bà ấy còn thấy họ đẹp đôi hơn, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Nguyệt Thần nhìn chỉ thấy cậu chuyện của con heo và cải trắng thôi. Triệu Bân hiểu lễ tiết, chưa vào đến định nghỉ mát đã hành lễ rồi. Ma vực có chuyện gì thế? Hoàng Phi Triệu Bân cùng thật thà, kể lại từ đầu chi cuối tất nhiên cùng có vài chuyện mà hắn cố tình giấu đi. Ví dụ như tiểu hung hệ Hoàng Phi nghe xong mà nhíu mày mơ phương như chuyện này cực kỳ trọng đại. Sao thế giới lại có nhiều tà ma đến thế, đến cả Phật với lục căn thanh tịnh mà vẫn có tà niệm. Hơn nữa, lúc sinh thời còn là một vị Phật vô cùng lợi hại, nếu không thì cũng không thể nào đi ngược lại ý trời làm cho ma khôi và thân dung sống lại. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Có một nhân vật như thế tồn tại, đến ngủ cũng không thể ngon giấc. Bỗng nhiên, mấy tỷ nữ nối đuôi nhau bước vào, mỗi người một mâm ngọc với đầy ấp thức ăn ngon, trong đó có một người ôm theo thau to, cơm đơm đầy ấm áp. Ăn đi! Long Phi liếc mắt nhìn Triệu Bân. Triệu Bân tằng hắng, cô gái này cũng đúng là hiểu lòng người. Cơm của Hoàng Cung trắng tinh ngon miệng thế nhưng hai mẹ con lại chẳng động chén đũa, chỉ ngồi nhìn hắn ăn. Tiền bối, Diệu Ngữ thế nào rồi? Triệu Bân vừa lùa cơm vừa hỏi. Hoàng Phi khẽ lắc đầu. Bà ấy đã tra cứu rất nhiều sách cổ bí văn nhưng đến nay vẫn phải bó tay. Sau bữa cơm, Triệu Bân hối hả rời khỏi Hoàng Cung. Hắn nhân lúc trời vẫn còn sáng để đến Lầu Xanh. Hồ Lai vẫn còn ở đó uống rượu hoa, không chừng tối nay sẽ ngủ lại đó luôn. Đao Vô Ngân không có mặt trong căn phòng trên cùng của Lầu Xanh. Triệu Bân cầm kính viễn vọng, lén lút quan sát hình tháp. Vận may của hắn không tồi. Có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của mẹ ở bên kia, bà ấy vốn đang nhìn về phương Nam nhưng vì cảm nhận được ánh nhìn của hắn nên mới trông sang hướng này, máu mủ tình thân thỉnh thoảng còn nhạy bén hơn cả trực giác. Vù! Một cơn gió nhẹ thổi qua, có bóng người đi vào. Là Huyễn Mộng, cô ta cố tình đến để tìm Triệu Bân, đúng thật là hắn đang ở đây. Tin tức đáng tin cậy đây, dạo này ân chú muốn luyện một lò đan dược, Huyễn Mộng không nói lời thừa thãi. Đan dược gì, Triệu Bân không nhìn nữa. Chắc là đan thiên tâm năm vân, Huyễn Mộng khẽ nói. Mắt Triệu Bân sáng lên, hắn chưa từng nghe nói tới đan thiên tâm, càng không biết loại đan dược này dùng để làm gì, nhưng nếu như đã là đan năm vân thì sẽ khá tiêu tốn thời gian và tinh lực, một khi bắt đầu luyện là lại càng không thể nghỉ giữa chừng. Đây chính là cơ hội để hắn lẻn vào phủ đại tế ti, trộm thẻ thông hành và đến hình tháp cứu mẹ. Đây là một tin tốt. Huyễn Mộng lại tỏ ra khá lo lắng. Trong phủ đại tế thì đâu đâu cũng là cạm bẫy, bất cần một cái là bỏ mạng ở đó ngay. Nhưng cô ta biết mình không thể ngăn được Triệu Bân. Một lúc lâu sau, cô ta mới lên tiếng, lại có rất nhiều sát thủ từ các nước tìm đến. Chuyện này ta cũng đoán được, Triệu Bân khoanh tay trầm ngâm, hắn vẫn còn đang suy nghĩ cách làm sao để cứu mẹ. Còn nữa, Diêm La Mặt Quỷ cũng đã đến, Huyễn Mộng nói thêm. Triệu Bân nghe thấy thì bất giác liếc qua, Diêm La Mặt Quỷ là ai? Sát thủ cấp chữ thiên của La Sinh Môn, Huyễn Mộng nói, nghe đồn hắn ta từng giết chết cảnh giới thiên võ. Năm xưa, Long Triều Đại Hạ nội chiến, Đại Hạ Hồng Tước cảnh giới thiên võ cũng suýt chết trong tay hắn ta. Đánh giá cao ta thật đấy. Triệu Bân nghe xong thì chật lưỡi suýt xoa. Trong khu rừng bên ngoài thành Vong Cổ, hắn đã gặp Hắc Bạch Vô Thường. Mấy tháng trước, lúc ở mộ vua Âm Nguyệt, hắn đã gặp Thủy Hỏa Phán Quan. Bây giờ lại có thêm một tên Diêm La Mặt Quỷ. Lẽ nào lần sau môn chủ La Sinh Môn sẽ đích thân đến sao? Xem ra các nước thật sự đã bỏ giá cao để lấy được mạng hắn, mời Diêm La Mặt Quỷ đến ám sát chắc phải rất tốn kém, thử
thường thì các thế lực và truyền thừa bình thường không thể mời nổi sát thủ chữ thiên. Đến thì cũng đã đến rồi. Vậy thì phải bẫy chết hắn. Triệu Bân vuốt cằm, dụ hết sát thủ vào một rổ rồi tóm trọn ổ. Trước đây hắn mượn mộ vua Âm Nguyệt. Lần này thì núi Bất Tử có vẻ sẽ là nơi lý tưởng. Nhân lúc trăng sáng, hắn ra khỏi lầu xanh. Đồng thời hắn đã lẻn ra khỏi đế đô. Trước khi đi, hắn còn đến sân nhỏ dắt theo quỷ đầu to. So với đế đô thì thành Thiên Thu càng an toàn hơn. Đại Bằng sải cánh bay cao giống như một tia sáng vụt qua bầu trời. Đưa ta đi đâu thế hả, quỷ đầu to ngoan ngoãn, khẽ lên tiếng hỏi. Một nơi tốt dành cho ngươi, Triệu Bân cười nói. Lúc hắn đến núi Bất Tử, vừa hay gặp một đám người đang đứng chửi thề nói tục. Sau khi vào thành, hắn mới biết đó gia tộc nhà Kiếm Nam. Hắn đoán không sai, ân chú đã ra tay với nhà Tư Không, cũng may các cao thủ của thành Thiên Thu chi viện kịp nên mới không có thương vong. Ai đến cũng không cự tuyệt. Đấy là chiến lược của Triệu Bân. Gió đã thổi, giông tố sắp đến. Tình hình của đại hạ rất bất ổn, đoàn kết mới là con đường đúng đắn. Trong thành có rất nhiều dị tượng. Là dị tượng của Liễu Tâm Như, nàng lại tăng cấp, không chỉ bùng nổ sau khi tích tụ đủ, cả quá trình như có bắp thêm vào vậy. Điều này khiến mấy lão già không ngừng suýt xoa, đến người có huyết mạch đặc biệt như bọn Phượng Vũ cũng phải ngượng ngùng. Đúng là một mầm cải thìa tươi ngon. Các trưởng lão thốt lên đầy cảm xúc. Sau đó họ hướng mắt nhìn sang Triệu Bân, không cần nói thêm nửa vế sau, ai cũng hiểu cả. Triệu Bân không đồng tình, lôi hung hổ ra. Các cao thủ ma gia thấy vậy thì mắt đều sáng rực. Nếu họ không nhìn nhầm thì đây là Thái Thượng Hung Hổ, à, không đúng, nên nói là tàn hồn của Hung Hổ. Tiểu Hổ. Thương Khung là người kích động nhất, nghẹn ngào gọi Tiểu Hổ. Còn cả Bất Diệt Chiến Kích, nó liên tục rung lên ù ù, đó là tọa kỵ của chủ nhân, sao nó có thể không biết. Đáng tiếc, Hung Hổ chỉ còn tàn hồn. Thần trí của nó cũng không trọn vẹn, trải qua thời gian dài dằng dặc, vật chủ liên tục thay đổi nên ký ức của nó đã mất gần hết, không hề có phản ứng gì trước tiếng gọi của Thương Khung và sự kêu gọi chiến kích. Có được nó công nhận hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Triệu Bân mỉm cười, đưa Tiểu Hổ qua cho ma tử. Những người có mặt ở đó đều hiểu được ý của hắn, tên này đang muốn ma tử chăm sóc cho Tiểu Hổ để sau này làm vật chủ của nó. Đấy là tạo hóa. Hơn nữa, còn là tạo hóa không dễ gì có. Ma tử vô cùng kích động, chỉ có anh em tốt là thương hắn ta. Bọn ta đã quyết định giải quyết tộc Ma Sơn, đại trưởng lão ma gia nói. Tìm được sào huyệt của Ma Sơn rồi sao, Triệu Bân chau mày. Lần theo dấu vết và đã tìm được vị trí của chúng, tam trưởng lão vuốt râu. Tốt lắm, Triệu Bân vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh. Thành Thiên Thu của hắn bây giờ đã lớn mạnh, ma gia, nhà họ Bạch, mộ gia và nhà Tư Không, tất cả đều có rất nhiều người có sức chiến đấu đỉnh cao nên chắc việc giải quyết nhà Ma Sơn sẽ không khó. Quan trọng nhất là lão tổ của Ma Sơn vẫn còn sống, cũng tức là lục ma tướng Thương Khung, Ma Sơn là truyền nhân của ông ta. Có lão tổ đích thân ra tay thì chắc không cần đánh cũng thắng. Nếu thật sự không ổn thì đánh là đẹp. Với lực lượng của bọn họ, diệt Ma Sơn không phải chuyện khó gì. Chuẩn bị xong thì gọi ta. Triệu Bân mỉm cười và nói, sau đó đến đỉnh núi của Triệu gia. Các lão tiền bối trụm đầu bàn bạc chiến lược. Dù sao đối phương cũng nằm ở biên cương của đại hạ, tốt nhất không nên kinh động đến trấn Ma Ti, một là không đánh, hai là đánh nhanh rút nhanh. Triệu Bân đã lên núi đến bái tế cha mình. Lúc hắn đến thì Liễu Tâm Như cũng ở đó, mỗi ngày nàng đều đến bái tế. Vài ngày không gặp hơi thở của Liễu Tâm Như đã trở nên như có như không, toàn thân có ánh sáng bao phủ, thậm chí còn có dị tượng như thể đang ở trong ý cảnh mộng ảo. Nếu đoán không sai, sức mạnh thần bí ẩn nấp trong cơ thể của nàng là sức mạnh huyết mạch, vô cùng đáng sợ, Triệu Bân nhìn mà thấy hoảng hốt vô cùng. Cô nhóc cũng rất hiểu chuyện. Triệu Bân vừa ngồi, nàng đã đứng sau lưng nắn bóp vai cho tướng công. Từ nhỏ, mẹ đã dạy bảo nàng là khi gả cho người ta là phải tuân thủ nữ tắc nghiêm khắc, còn phải chịu thương chịu khó. Thú thật, Triệu công tử cũng rất hưởng thụ cảm giác này. Sống mấy chục năm, tới bây giờ. Hắn chưa từng có được đãi ngộ cỡ này đâu, cảm động vô cùng ấy chứ. Khi ánh nắng ban mai chiếu sáng khắp nơi, Liễu Tâm Như đi tới bếp. So với luyện võ, nàng thích học nấu ăn hơn. Ngày này của đôi vợ chồng son trôi qua rất ấm áp.
thân là sư phụ của Liễu Tâm Như, Tử Linh luôn cố ý mà lại làm như vô tình tới cửa làm khách. Lục ma tướng nói tên này có vấn đề, thân mang nguyền rủa, không nên làm gì kia đâu. Đều là những thanh niên trẻ tuổi nhiệt tình, củi khô cũng có ngày bốc lửa thôi, phải dè chừng. Tử Linh cũng không phải đang lo lắng cho Liễu Tâm Như mà chủ yếu là phải trông chừng Triệu Bân cẩn thận, mặt người dạ thú, không phải kẻ chịu yên phận. Mặt của Triệu Bân lại hơi đen nha. Đây là vợ chính thức của hắn, sao lại phòng hắn như phòng trộm vậy? Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Quá là mắc cỡ, có một cô vợ ngon nước thế này, tối ôm ngủ thì sung sướng biết bao nhiêu, thế mà lại có kẻ đáng chém ngàn đao nguyền rủa hắn, có vợ mà chỉ được trơ mắt ngắm, lòng dạ rối bời là việc nhỏ, nhưng dục hỏa trong người rất khó kiềm nén. Để tránh tên này gấp quá làm liều, Tử Linh dẫn Liễu Tâm Như đi. Vì điều này mà cô ta còn tìm một cái cớ rất đáng tin, dẫn Liễu Tâm Như đi tu hành. Hôm sau, cả đám người ra khỏi thành. Đi giải quyết một mạch ma sơn, nói liền làm liền. Thân là lão tổ, Thương Khung cũng tính trong đó. Trừ ông ta còn có mấy trưởng lão ma gia, cường giả bạch gia, lão tổ mộ gia, lão tổ tư không, không dẫn ai cảnh giới địa tạng theo, cả đội hình đều là chuẩn thiên, thế trận rất khổng lồ. Triệu Bân cũng đi. Đợi ở trong thành Thiên Thu, hắn cũng không có gì làm. Hắn là người có gia thất nhưng chỉ được nhìn không được ăn, trong người không nóng mới lạ. Người trẻ tuổi phải siêng năng tu luyện. Thương Khung vuốt ve tròm râu, nói một câu đầy thâm sâu. Biểu cảm của mấy lão già khác cũng khá là giống nhau. Ánh mắt Triệu Bân cực kỳ không đàng hoàng. Đám lão già sống dai này đúng là đứng nói chuyện không đau eo mà. Không biết sao, khi thấy mặt Triệu Bân không vui, tâm trạng của họ lại rất sung sướng. Làm nhảm thì làm nhảm nhưng việc chính vẫn phải làm. Hang ổ của Ma Sơn nằm ở phía Bắc Đại Hạ, cũng chính là Bắc Cương. Diện tích Bắc Cương rộng lớn, nhiều dãy núi và rừng rậm, muốn tìm nơi ở của đối phương thì khá là tốn công sức và thời gian nhưng so với ma quật biệt tăm biệt tích kia, Ma Sơn đã là dễ tìm rồi. Chắc là cũng có bảo bối. Triệu Bân luôn nhủ thầm lời này suốt dọc đường. Đi từ xa tới tận đây, hắn không phải tới để đánh nhau mà là vì tìm bảo bối. Nghe nói Ma Sơn cất trữ khá phong phú, khẳng định có không ít bảo vật, biết đâu còn có đèn trường minh. Chẳng biết từ bao giờ, mọi người dừng bước. Mắt nhìn chung quanh, khắp nơi đều là những dãy núi cao. Ma Sơn đúng là biết tìm chỗ, che giấu hang ở trong dãy núi sâu nơi đây, mà trông dãy núi này còn lớn hơn cả núi Bất Tử. Từng có người nghiêm túc đếm thử, có khoảng 3 vạn ngọn núi. Trốn ở đây rất khó tìm, thế càng không phải nói tới việc đối phương còn dùng bí pháp che giấu, che lấp cực kỳ kỹ càng. Đúng đấy. Đại trưởng lão Ma Gia nhìn thoáng qua, chỉ tay về phía xa. Mọi người phủ áo bào đen lên người, lén lút tới gần. Đúng như Triệu Bân dự đoán, ở nơi sâu hút của dãy núi có một tòa thành cổ, nó thấp thoáng mông lung trong sương mù. Sương mù chính là trận pháp che lấp. Hơn nữa, cấp bậc của trận pháp cũng không thấp. Không sao. Trong đám người tới đây có rất nhiều kẻ thông hiểu về trận pháp. Dù không có thì cũng còn Thương Khung, tuy chiến lực tên này khá là thấp nhưng kiến thức lại không tầm thường, ông ta dẫn mọi người đi tới lui một hồi là đã từ chỗ bí ẩn lẻn vào thành đến được tường thành của Ma Sơn. Người canh gác không hề phát hiện, đa số đều đang ngáp, hơn nửa đêm rồi, ai mà không mệt. Ai? Rất nhanh đã có tiếng quát to. Trong thành có người mới lên thay. Hình như là võ tu cảm giác. Cảm giác đêm nay rất nhạy, vừa lên đã nhận ra có kẻ lẻn vào. Đại gia ngươi! Mấy lão già hét lên, chăm miệng một lời. Đội hình cũng rất mạnh mẽ, chẳng lẽ không thể kiêu ngạo một chút à? Tổ tông nhà ngươi! Mọi người hét, Triệu Bân là kẻ la làng khí phách nhất. Đám mấy lão già đồng loạt trợn mắt sững râu, tên nhát cái, còn dáng làm cáo mượn oai hùm à? Sắc mặt Thương Khung cũng khá là âm trầm. Mẹ nó, đây là thoại của ta mà. Ta nói thay ông mà. Triệu Bân cười nói, làm màu cũng là việc yêu cầu trình độ nha, để hậu sinh làm là được. Ai? Trong thành Ma Sơn nổi lên rất nhiều tiếng quát tháo, mấy bóng dáng nhảy ra, hơn nữa còn dẫn theo người, đông nghịt một mảng, tất cả tràn vào đại điện Ma Sơn vì mấy người Triệu Bân đã vào điện. Đánh hay hòa thì cứ bàn bạc trong điện là được. Trận hình của Ma Sơn rất khổng lồ, có 6 cao thủ chuẩn thiên. Địa tạng cũng đông đúc vô cùng. Triệu Bân thấy thế thì mới biết lúc trước Ma gia chạy là đúng.
không nói ba nhà kia, chỉ một mạch Ma Sơn này thôi cũng khiến họ hứng đủ, cả ngày bị đuổi theo đánh thế thì không chạy còn làm gì được. Thương Khung thấy vậy cũng thầm than một tiếng. Nhớ lại khi ấy, ma vực uy nghiêm cỡ nào. Chưa đề cập vấn đề khác, chỉ tính cảnh giới chuẩn thiên thôi đã không dưới 100 người. Hơn nữa, quá nửa trong số đó đều là đỉnh cao đại thật sự đã thay đổi, truyền thừa của ông ta đã trở nên yếu ớt như vậy, tinh một chút trong 6 chuẩn thiên cũng chỉ 2 người đỉnh cao, quá thấp so với những gì ông ta mong đợi, đọc tiếp tại có ánh mắt là chuyện tốt người trải khác hẳn. Qua sóng ta giá lớn đúng là Thương Khung rất bùi ngùi mấy người Lào Tể Bạch ra lại thiền thức tặc lưỡi, đội hình Ma Sơn kém các tộc lớn siêu cấp nhưng căn cơ dày đặc, 6 chuẩn thiên cũng đủ năng lực giải quyết rồi. Đây chỉ mới là xào huyệt của Ma Sơn thôi. Không chừng những chi nhánh khác vẫn còn cao thủ. To gan thật, dám xông vào Ma Sơn của ta, một ông già mặc mãng bào hét lên. Đó là đại trưởng lão của Ma Sơn, là cảnh giới chuẩn thiên đỉnh cao đúng chuẩn. Trông ông ta lớn giọng vậy thôi chứ thực tế không hề tự tin. Mặc dù ở địa bàn Ma Sơn của mình nhưng lực lượng của đối phương thật sự quá lớn mạnh. Nếu như đánh nhau thật, chưa chắc Ma Sơn của ông ta có thể thắng. Đến cả ông ta mà còn như vậy thì càng không phải nói đến những cao thủ khác của Ma Sơn, ai cũng nheo mắt lại. Trong lòng họ suy đoán lai lịch của đối phương, chỉ mỗi việc dám lẻn vào thành cổ của Ma Sơn thì bên kia cũng đã không tầm thường rồi. Lẽ nào là người của trấn Ma Ti sao? Lão quỷ, lâu quá không gặp. Đại trưởng lão Ma Gia mỉm cười, cởi áo bào đen xuống, để lộ ra khuôn mặt. Các trưởng lão Ma Sơn nhìn thấy ông ta thì đều chau mày, đương nhiên họ nhận ra đại trưởng lão Ma Gia, vậy cũng có nghĩa những người đến đây đều là người của Ma Gia. Vậy thì kỳ lạ quá, trong ký ức của bọn họ, Ma Gia không có cảnh giới chuẩn thiên, bây giờ lại có nhiều cao thủ chuẩn thiên đến vậy đồng loạt xuất hiện ở đây, điều này khiến họ thật sự cảm thấy sốc. Nếu như đã là cao thủ của Ma Gia thì rõ ràng là muốn đến phá hoại, đã bao nhiêu năm nay rồi, nội chiến giữa 5 tộc không ngừng diễn ra, các bên đều có ân oán với nhau. To gan thật! Đại trưởng lão Ma Sơn hét lớn, bùng nổ chân nguyên. Đó là một tín hiệu, các cao thủ của Ma Sơn tiến vào điện cũng sôi sục máu lửa, uy áp của họ chồng chất lên nhau, bùng nổ làm đại điện chấn động đến mức liên tục rung lên ầm ầm, cục diện trở nên căng thẳng như sắp đánh nhau đến nơi. Bọn ta không phải đến để đánh nhau, nhị trưởng lão của Ma Gia mỉm cười. Bọn ta đến là để thu phục Ma Sơn, tam trưởng lão Ma Gia nói thẳng mục đích của họ. Thu phục, đại trưởng lão Ma Sơn cười lạnh lùng rồi nói, Ma Gia dựa vào đâu chứ? Dựa vào ta, Thương Khung lạnh lùng đáp rồi từ từ bước ra. Ông ta vừa dứt lời, tay cũng cởi phăng áo bào đen ra, để lộ khuôn mặt. Đây là khuôn mặt thật sự của ông ta, giống hệt như 8.000 năm trước. Các trưởng lão của Ma Sơn nhìn thấy ông ta thì đều ngây người, sao trông người này quen đến thế? Hao hao giống với lão tổ Thương Khung của Ma Sơn, bây giờ chân dung của Thương Khung vẫn còn đang được treo trong từ đường của Ma Sơn để thờ cúng mà. Ngươi, là ai? Đại trưởng lão Ma Sơn nhìn chằm chằm. Tên ta là Thương Khung. Thương Khung lạnh lùng đáp, mặc dù tu vi không cao nhưng khí thế lại vô cùng uy nghiêm. Cũng tức là lục ma tướng. Triệu Bân nói thêm. Bao nhiêu người ở đó chỉ có hắn là chuyên nghiệp nhất, khi bước vào trong đại điện Ma Sơn, hắn đã cởi giày, mắt lại nhìn ngang liếc dọc, chăm chăm tìm bảo bối, hơn nữa hắn cũng đã tìm ra. Dựa vào cảm giác đại địa linh chú, hắn đã tìm ra được bảo tàng Ma Sơn, chính là ở dưới đại điện rộng lớn này, chắc bên dưới có một địa cung. Còn về việc có gì bên trong, tạm thời hắn chưa cảm nhận được vì bí pháp che mắt tổ truyền của Ma Sơn rất kỳ diệu. Không thể nào! Người trong điện xôn xao, các cao thủ của Ma Sơn không sao tin nổi. Lão tổ của Ma Sơn đã chết từ 8.000 năm trước rồi, không thể nào còn sống được, mà dù sống thì cũng chẳng thể sống lâu được như vậy, Ma Gia muốn đến phá hoại nên chắc đã tìm một người đến để mạo danh. Lão tổ nhà mình mà cũng không dám nhận sao, lục trưởng lão của Ma Gia mỉm cười và nói. Nói lung tung, lão tổ của bọn ta đã qua đời từ lâu rồi, tam trưởng lão của Ma Sơn lạnh lùng đáp. Ông ta vừa dứt lời, bên tai lập tức nghe thấy một tiếng vù. Một tia sáng đen bay ra từ trong ống tay áo của ông ta, nói đúng hơn, đó là một con dao găm như đao, đen từ đầu đến cuối, bên trên còn có khắc những đường vân khá cổ xưa. Con dao găm rất có linh tính, không ai gọi nhưng chính nó lại tự bay ra và lao về phía Thương Khung, sau đó nó cứ bay trên không vòng quanh Thương Khung, không ngừng rung vù vù, như đang kích động và nghẹn ngào.
dùng đao phệ hồn của ta có quen tay không? Thương Khung chậm rãi nói với dáng vẻ vô cùng oai phong. Không sai, là đao của ông ta. Giống như tên gọi của nó, đó là binh khí chuyên dùng để chém võ hồn. Năm xưa ông ta từng tế luyện nó cả trăm năm. Và cũng từ lâu, đao phệ hồn đã được nuôi dưỡng ra linh. Đương nhiên đao của ông ta vẫn nhận ra được chủ là do linh của đao phệ hồn vẫn còn được giữ nguyên. Chuyện này, tam trưởng lão của Ma Sơn thấy vậy thì ngây mặt ra. Đao phệ hồn đúng thật là binh khí của lão tổ Thương Khung, truyền từ đời này qua đời khác mới đến tay của ông ta. Mặc dù nó có linh, rất mạnh nhưng linh của đao phệ hồn lại ngủ quên nhiều năm, sau khi Thương Khung chết, nó đã chìm vào giấc ngủ, các đời chủ nhân của đao phệ hồn, bao gồm cả ông ta trong đó cũng đều từng thử đánh thức linh của nó. Nhưng ngặt nỗi chưa từng có ai thành công. Bây giờ không ngờ nó lại tự thức tỉnh. Rõ ràng là nó đã ngửi thấy khí tức của chủ nhân nên mới tự chạy ra nhận chủ. Điều này cũng có nghĩa người đang đứng trước mặt thật sự là lão tổ Thương Khung. Ông ta có thể nhìn ra được, lẽ nào những cao thủ khác của Ma Sơn không nhìn ra được sao? Sự thật thắng hùng biện, đao phệ hồn nhận ra chủ là minh chứng tốt nhất. Người, thật sự là lão tổ Thương Khung sao, tam trưởng lão của Ma Sơn há miệng. Còn có thể giả sao, Thương Khung không nói gì, là đại trưởng lão của Ma gia nói giúp ông ta. Không khí trong điện đột nhiên trở nên yên lặng. Phần lớn đám người Triệu Bân đều đứng vòng tay. Nhưng các cao thủ của Ma Sơn phía đối diện thì đã có phần choáng váng, mọi việc cứ như đang nằm mơ, bọn họ cần có thời gian để thích ứng. Qua 8.000 năm rồi, lão tổ vốn đã chết lại còn sống và đứng sờ sờ ở đây, ai mà dám tin. Chính vì biết bọn họ đã choáng váng nên bọn Triệu Bân mới không nói nhiều. Nghĩ, từ từ mà suy nghĩ đi. Nghĩ thông rồi thì chúng ta sẽ có chuyện để nói với nhau. Nếu như nghĩ không thông, bọn ta sẽ giúp cho các ngươi nghĩ thông. Bất quá là đánh nhau một trận thôi. Không biết đến lúc nào, mọi người lại dương mắt nhìn nhau. Sau đó, đại trưởng lão Ma Sơn dẫn đầu, đằng sau là các cao thủ khác, đồng loạt quỳ một gối, khấu đầu làm lễ, bái kiến lão tổ. Không cần đa lễ. Thương Khung phất tay, dáng vẻ rất oai phong. Các cao thủ của Ma Sơn đứng dậy, ai nấy đều khép nép, ánh mắt nhìn Thương Khung cũng đầy vẻ kính sợ. Ổn rồi. Các trưởng lão của Ma gia thầm mỉm cười. Chỉ cần Ma Sơn chịu nhận Thương Khung thì chuyến đi này của bọn họ đã thành công được một nửa. Mặc dù truyền nhân của năm tộc trong ma vực đấu đá nhau liên miên nhưng lão tổ đã đích thân đến, làm gì có chuyện không nhận chứ. Đừng nói người đến là Thương Khung, dù là các ma tướng khác, bọn họ cũng phải nhận, thời đại thay đổi cũng không sao, lòng người không đổi là được rồi. Mệnh lệnh của ta còn có giá trị không? Thương Khung thu đao phệ hồn về lại rồi mỉm cười nhìn mọi người. Tất cả nghe theo hiệu lệnh của lão tổ, các cao thủ của Ma Sơn đồng thanh hét lên rồi lại cùng nhau quỳ một gối xuống và khấu đầu. Ta muốn xây dựng lại ma vực, Thương Khung lạnh lùng nói. Ý nghĩa của câu nói đó rất sâu xa. Các cao thủ ma gia đều là người từng trải, sao họ có thể không hiểu được? Ý của lão tổ rất rõ ràng. Ông ta muốn hợp nhất Ma Gia và Ma Sơn, không chỉ có hai tộc của bọn họ mà sau đó nhất định còn có cả Ma Quật, Ma Điện và Ma Cung, muốn xây dựng lại ma vực thì phải thống nhất truyền nhân của cả năm mạch. Xin nghe theo sự ra lệnh của lão tổ. Lời như thế được cường giả của Ma Sơn lặp lại lần nữa. Thật ra, tuy năm nhánh này kéo dài vài năm nội chiến nhưng mục đích của tất cả đều chỉ có một, kéo dài vinh quang của ma vực. Đáng tiếc, mấy ngàn năm nay, chưa nhà nào có thể thống nhất toàn bộ. Lúc trước đất ma bị diệt vong, nhưng tính ra đất ma lại khá có thực lực, tuy vậy cũng chẳng làm gì được vì quá hiếu chiến. Còn chưa chính thức thống nhất thực lực năm mạch là đã dám khai chiến với đại hạ, từ đó bị trấn ma ti diệt sạch rồi. Sau đất ma, nội chiến năm dòng lại càng thêm nghiêm trọng. Thảm nhất là ma gia. Trong trận hỗn chiến lớn trăm năm trước, cường giả đứng đầu ma gia gần như chết sạch, bốn mạch còn lại cũng tổn thất thảm thống. Bọn họ đều đã từng suy nghĩ, tới bây giờ sở dĩ sự thống nhất năm mạch trở nên khó khăn không phải là do vấn đề thực lực mà là thiếu một người có tiếng nói, có uy vọng để chủ trì đại cục, nhưng người như thế lại không dễ tìm. Sau đó có một ma đồng. Nghe nói, ma đồng là con trai cả của ma quân. Vì mối quan hệ này mà ma quật từng muốn dùng danh nghĩa của người này để ra lệnh cho năm nhánh nhưng chẳng ai chịu nghe họ làm nhảm lải nhải. Nay thì tốt rồi. Đã có một người vai vế cực cao xuất hiện.
Ma Đồng có phải là con trai cả của Ma Quân không thì họ chẳng biết. Nhưng Thương Khung lại là lục ma tướng chân chính, là người từng theo Ma Quân chinh chiến khắp nơi. Giờ để ông ta chủ trì cục diện thì chắc sẽ không ai dám phản đối, thân là truyền thừa của ma tướng, họ hiển nhiên là phụ tá đắc lực nhất. Họ đã chán ghét nội chiến lắm rồi. Mấy người Triệu Bân đều nở nụ cười, có thể ngồi xuống tâm sự rồi. Không ai ngờ thu nạp Ma Sơn lại dễ dàng đến thế, có Thương Khung ở đây đúng là dễ xài. Lão Phu đề nghị nên uống một ly. Đại trưởng lão Ma Gia cười nói, âm thanh vang vọng trong đại điện. Nói uống là uống. Trong đại điện bày tiệc rượu, Thương Khung và Triệu Bân đều ổn, ngược lại trưởng lão Ma Gia và Ma Sơn đều thổn thức cảm thán vô cùng. Đã loạn lạc bao năm, giờ hai nhà vẫn có thể ngồi cùng nhau cụng ly. Một nụ cười xóa mọi thù oán. Nói nhiều thêm cũng chỉ toàn nước mắt. Có biết nơi ở của ba nhánh khác không, Thương Khung hỏi. Trưởng lão Ma Sơn cười gượng đồng loạt lắc đầu. Nơi họ ở không dễ tìm, nếu không phải họ chủ quan thì sẽ không bại lộ đâu. Thương Khung không nói gì nữa, chỉ lặng lặng uống rượu. Nếu không dễ tìm thì tìm khắp nơi là được. Tiền bối, nhà của ông có đèn Trường Minh không? Triệu Bân chọt đại trưởng lão Ma Sơn hỏi. Đèn Trường Minh, đại trưởng lão Ma Sơn nhướng mày. Ông ta vô thức nhìn qua đám cường giả của Ma Sơn, thấy biểu cảm của mọi người thì hiển nhiên chưa ai từng nghe nói tới thứ này. Trong dữ liệu của Triệu Bân rồi, Hoàng Phi Vũ Linh cũng không biết thì càng đừng nói tới mấy người này. Triệu Bân vẫn mang vẻ mặt mong đợi chờ đáp án. Hắn chạy từ xa tới đây để tìm đèn Trường Minh. Có thì lấy ra đi. Thương Khung thản nhiên nói, Triệu Bân từng bảo đèn Trường Minh có thể làm người ta sống lại. Mà mấy người Lăng Phi cũng từng kể, mẹ Triệu Bân chết 10 năm trước cũng được tên nhóc này mời về Dương Thế cơ mà. Thật sự chưa từng nghe nói tới, đại trưởng lão cười xấu hổ, nếu không tiểu hữu ghé qua kho tàng nhìn một chút. Vậy đi xem thử, Triệu Bân cười đáp. Tiểu hữu xin theo ta, cửu trưởng lão Ma Sơn đứng dậy nói. Triệu Bân vội đuổi theo, người Ma Sơn hào phóng thật, cũng dễ nói chuyện nữa. Hoặc có thể nói là thể diện Thương Khung rất lớn nha. Uống. Bầu không khí trong điện đầy nhiệt huyết, uống vô cùng thoải mái. Mà ngoài điện người chật như nêm, mấy cao thủ Ma Sơn đã bao vây chặt chẽ đại điện, chờ mệnh lệnh của đại lão là xông vào tấn công nhưng chờ lâu thật lâu, họ cũng chẳng thấy mệnh lệnh của đại trưởng lão. Triệu Bân và cửu trưởng lão Ma Sơn một trước một sau cùng nha xuống địa cung của đại điện. Cửa vừa mở, trong nháy mắt đó, một luồng ánh sáng chói lóa phóng ra làm mờ mắt Triệu Bân. Không thể không nói, tài sản của Ma Sơn đúng là phong phú quá mức, vàng bạc, tài bảo không cần phải nói, binh khí bí pháp vô số. So với Ma Gia mà hắn cứu thì nơi này giàu có hơn nhiều, đây là một bảo tàng. Tiểu hữu từ từ xem nhé. Cửu trưởng lão cười dặn rồi xoay thân đi. Rất nhiều năm về sau, ông ta sẽ hối hận vì mình ra ngoài quá sớm, vì không biết thân phận thật của Triệu Bân nên mới coi nhẹ võ đức và sự vô liêm sỉ của đối phương. Để một mình hắn ở lại, đó không phải là xem mà là ném bảo vật mà. Không dám. Triệu Bân vuốt tay áo bắt đầu tìm. Đứng bên ngoài luôn có thể nghe được tiếng lách cách leng keng như là có trộm trong kho báu của mình. Không có rồi. Sau một hồi tìm kiếm, Triệu Bân thở dài một tiếng. Ma Sơn tích trữ nhiều nhưng không có đèn Trường Minh mà hắn cần. Nhưng hắn cũng chưa chịu ra. Không tìm được đèn Trường Minh. Hắn cũng không thể về tay không được. Đầu tiên, tên này liếc ra ngoài, xác định không có ai rồi mới thuận tay cầm một khối huyền thiết phi phàm. Nếu hắn đoán không sao thì đây là một khối vẫn thiết đến từ bên ngoài, toàn thân lấp lóe ánh sáng, cảm giác cầm trong tay thì lạnh buốt, là tài liệu tốt để chế tạo binh khí, rèn nó thành thanh kiếm cho Liễu Tâm như nhà hắn thì quá thích hợp. Tên thì hắn cũng nghĩ xong luôn rồi, kiếm tiên linh. Tên này nghe chẳng phải cao cấp hơn kiếm thiên linh của Liễu Như Nguyệt biết bao nhiêu. Cái này cũng thuộc về ta. Lấy huyền thiết xong, Triệu Bân lại thó thêm vài cọng linh thảo đã được niêm phong trong bảo tàng. Hắn cũng không khách sáo, toàn chọn mấy món đã tuyệt tích bên ngoài. Ngoại trừ như thế, hắn còn lụm luôn mấy loại đan dược phẩm cấp không thấp, tất cả đều được hắn tự giác bỏ vào trong nhẫn ma. Cuối cùng hắn vẫn chừa lại chút thể diện cho đối phương. Bằng không là đã dọn sạch rồi. Sau đó Triệu Bân quay lại đại điện, trưởng lão hai bên đều đã uống say, còn có vài người vung nắm đấm nữa chứ. Hình ảnh rất hài hòa. Hình ảnh này đúng là khiến người ta thổn thức khôn nguôi.
một ngày trước còn đánh tới đỏ mặt tía tai. Giờ lại cạn ly vui vẻ như anh em tốt. Thương Khung nhìn thoáng qua Triệu Bân. Triệu Bân hơi lắc đầu, đèn Trường Minh đúng là không dễ tìm. Trưởng lão, người của huyết y môn tới. Đám đông đang uống thì một cường giả ma sơn tiến vào từ bên ngoài. Nghe thế, mấy người Triệu Bân quay sang cường giả ma sơn, sao, chẳng lẽ ma sơn và huyết y môn còn hợp tác với nhau? Chúng muốn thu tóm chúng tại tới vài lần rồi giấu giếm chúng trưởng lão ma sơn cũng chẳng là tiên lễ hậu binh rồi, đại trưởng lão ma ra vuốt ve tròm râu, đọc tiếp tại câu tiên lễ hậu binh dùng rất hay, người ở đó đều nghe hiểu. Mà đây là cách làm việc của huyết môn, đám người già ở đây đều rõ ràng là thâu tóm không được thì đối phương sẽ không ngại dùng bạo lực, dù sao họ cũng đã biết nơi ở của Mã Đơn, giờ ma sơn đã là mục tiêu sống, nếu không ăn mềm thì phải dùng cách cứng rắn thôi. Với thực đọc cấp lực của huyết tỷ môn, phải thêm nhiều cường giả tới là có thể nuốt trọn một mạch ma sơn rồi. Mọi người biết, đương nhiên các cao thủ của ma sơn cũng biết. Đấy cũng là việc mà bọn họ đang do dự. Mấy lần trước họ đều làm lơ để lừa gạt cho qua nhưng lâu dần, huyết y môn nhất định sẽ mất kiên nhẫn, rất có thể sẽ mạnh bạo tấn công. Bởi vậy mới nói, trước khi bọn Triệu Bân đến, ma sơn sẽ rất khó xử, bọn họ hoàn toàn không đủ khả năng một mình chống lại huyết y môn. Để hắn vào, Thương Khung lạnh lùng nói. Ông ta nói xong thì đứng dậy đầu tiên, bước vào trong nội điện. Bọn Triệu Bân cũng vậy, tất cả đều đi vào nội điện. Chừa chỗ cho người ta. Lát nữa phải đóng cửa đánh chó. Không chừng còn có thể lôi ra được nhiều bí mật nữa. Chẳng hạn như, bí mật liên quan đến hòm sắt, đến nay bọn họ vẫn còn chưa biết huyết y môn có bao nhiêu cái hòm sắt. Sau khi bọn họ đi, các cao thủ của ma sơn dọn dẹp lại đại điện rồi tìm chỗ ngồi xuống. Rất nhanh sau đó, một người mặc áo bào đỏ được dẫn vào đại điện, là cảnh giới chuẩn thiên đỉnh cao chân chính. Nếu đây là chiến tranh thì ông ta được xem như là một sứ giả. Đã nghĩ kỹ chưa, người mặc áo bào đỏ không nói nhiều, mỉm cười nhìn các trưởng lão của ma gia. Cho bọn ta thương lượng thêm vài ngày nữa, đại trưởng lão ma sơn vuốt râu, mạnh dạn nói. Trước đây ông ta rụt rè nhưng bây giờ thì lại đầy tự tin, đã có lão tổ Thương Khung bảo kê thì còn sợ cái giống gì nữa. Vậy ngày khác ta lại đến. Người mặc áo bào đỏ cũng rất dứt khoát, có được câu trả lời thì quay đầu bỏ đi ngay. Nhưng rõ ràng các trưởng lão đã nhìn thấy được sự lạnh lùng từ trong ánh mắt của ông ta. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Chắc hôm khác trong lời của ông ta chính là hôm nay. Nếu bọn họ đoán không sai. Bên ngoài thành cổ Ma Sơn đang có không ít cao thủ huyết y môn ẩn nấp, hơn nữa, lực lượng còn rất mạnh, bọn họ phái một người đến để hỏi, nếu quy hàng thì tốt, bằng không thì sẽ đánh. Soạt, người mặc áo bào đỏ chưa ra khỏi đại điện thì đã có một bóng người xuất hiện như một bóng ma, chặn đường người mặc áo bào đỏ lại. Nhìn kỹ thì thấy đó là lão tổ nhà họ Bạch. Trong các cao thủ cảnh giới chuẩn thiên có mặt ở đó thì ông ta mà người mạnh nhất. Triệu Bân trong trạng thái bình thường không phải là đối thủ của ông ta. Có thể nói nhà ông ta và huyết y môn là kẻ thù lâu năm, nếu không vì huyết y môn thì Bạch gia đâu cần phải rời xa quê hương. Thế là có ý gì? Người mặc áo bào đỏ chau mày, liếc mắt nhìn các trưởng lão ma sơn. Nếu như đã đến thì ở lại thêm vài ngày đi, đại trưởng lão ma sơn mỉm cười và nói. Sao hả? Muốn lật mặt với huyết y môn ta sao? Người mặc áo bào đỏ lạnh lùng nói. Đừng nói khó nghe thế, ở lại thêm mấy ngày thôi mà. Nếu ta không chịu thì sao? Ánh mắt người mặc áo bào đỏ đầy vẻ lạnh lùng. Sao có thể chứ? Chẳng lẽ ngươi lại không nể nang thế à? Các trưởng lão của ma gia đều lấy đồ nghề ra, ý của bọn họ rất rõ. Một là ngoan ngoãn ở lại, còn không thì bọn này sẽ giúp ngươi nán lại, đánh cho ngươi bán thân bất toại thì ngươi sẽ ngoan ngoãn thôi. Mới mấy ngày không gặp mà ma sơn các ngươi đã bản lĩnh vậy sao? Người mặc áo bào đỏ cười lạnh lùng. Sao bì được với huyết y môn các ngươi, các trưởng lão cầm đồ nghề, vây lên. Các ngươi có biết bên ngoài thành có bao nhiêu cao thủ huyết y môn của ta không? Người mặc áo bào đỏ nhếch môi nói tiếp, trong vòng nửa canh giờ, nếu như ta chưa ra khỏi thành thì ma sơn sẽ bị công phá, nhất định sẽ bị huyết y môn san thành bình địa. Sao hả, muốn dọa bọn này à? Hù ngươi thì sao hả? Nói thật. Tính khí của bọn ta không tốt lắm đâu. Câu nói của người mặc áo bào đỏ làm cả bọn Triệu Bân và Thương Khung đều nhảy ra, có lẽ vì khí thế của bọn họ liên kết lại quá mạnh nên người mặc áo bào đỏ đã phải loạng choạng.
ông ta đã đánh giá thấp Ma Sơn, không ngờ nội điện vẫn còn nhiều cảnh giới chuẩn thiên đến thế, hèn gì hôm nay Ma Sơn lại mạnh miệng vậy, thì ra là có người ngoài giúp đỡ. Ông ta không nghĩ nhiều mà quay đầu bỏ chạy ngay. Lúc bỏ chạy, ông ta vung ra một lá bùa. Chắc đó là bùa tín hiệu, ông ta không ngốc, vẫn còn biết phát tín hiệu cho cao thủ huyết y môn ở ngoài thành. Nhưng, bùa tín hiệu vẫn chưa kịp kích hoạt là đã bị đại trưởng lão của Ma Sơn trưởng thành cho. Lão tổ nhà họ Bạch cũng không chậm chân, lại chặn đường người mặc áo bào đỏ, trưởng ông ta bật trở lại. Người mặc áo bào đỏ vẫn chưa kịp đứng vững thì các trưởng lão đã xông hết lên, nhẹ nhàng tóm lấy ông ta. Là ngươi. Ánh mắt người mặc áo bào đỏ đầy biểu cảm không thể nào tin nổi, chắc là đã nhận ra lão tổ Bạch ra. Chính vì nhận ra nên ánh mắt mới bất ngờ đến vậy, sao lão tổ của Bạch thị lại ở Ma Sơn? Lão tổ nhà họ Bạch chẳng buồn quan tâm, trưởng một trưởng làm ông ta ngất lịm đi. Tiếp theo là màn trình diễn của Triệu công tử, hắn cũng đã xắn tay áo, đặt một tay lên đầu của người mặc áo bào đỏ, cưỡng chế soát hồn, tiếng la đau đớn lập tức vang khắp đại điện. Một lúc lâu sau, Triệu Bân mới thu tay lại. Lực lượng thế nào, đại trưởng lão Ma Sơn hỏi. 30 cảnh giới chuẩn thiên, cảnh giới địa tạng cũng không ít, Triệu Bân đưa ra con số ước chừng. Hắn vừa nói ra thì các cao thủ của Ma Sơn liền hít ngược vào trong. Tiếp đó, mọi người đều thở phào, may mà lão tổ của bọn họ đã đến đêm nay, nếu không, chắc tối nay nhánh Ma Sơn của họ sẽ phải bị diệt tộc. Huyết y môn dẫn theo lực lượng lớn như vậy chứng tỏ đã quyết tâm muốn nuốt chửng Ma Sơn của họ. Lão tổ, đánh sao đây, các cao thủ Ma Sơn đều nhìn Thương Khung. Thương Khung cũng thú vị, ma sai quỷ khiến thế nào lại nhìn sang Triệu công tử. Đóng cửa đánh chó sao, Triệu Bân nói. Rất hợp ý ta, các trưởng lão đều cười. Đại trưởng lão Ma gia lập tức hạ lệnh bố trí, tất cả trẻ nhỏ trong thành phải tìm chỗ ẩn nấp, cảnh giới địa tạng chuẩn bị sẵn sàng. Lát nữa họ sẽ nghe theo lệnh của ông ta, đồng loạt tấn công. Sau khi bố trí xong, Triệu Bân lấy ra một lá bùa từ trên thân của người mặc áo bào đỏ. Đó là bùa tín hiệu, hắn vứt đại nó ra đại điện. Bùa tín hiệu nổ tung, biến thành một tia sáng vàng kim, bay vút lên trời cao. Cùng lúc đó, cửa lớn của thành cổ Ma Sơn cũng được mở rộng. Các cao thủ huyết y môn nấp ở bên ngoài thành thấy vậy thì đều thò đầu ra, ai cũng cười chế giễu. Rõ ràng là Ma Sơn đã đầu hàng rồi. Trong thế giới kẻ mạnh làm vua, nắm đấm vẫn là thứ có tác dụng. Không gây áp lực với Ma Sơn một chút, bọn họ sẽ không chịu nhún mình. Đạo hữu, mời. Để diễn giống thật, tam trường là của Ma Sơn đã đích thân ra đón. Cao thủ huyết y môn chỉ ừ nhẹ một tiếng, ai nấy đều rất cao ngạo. Nghĩ cũng đúng. Ma Sơn đã đầu hàng rồi, bọn họ là người thắng cuộc phải ngông cuồng chút mới cái đọc. Đến khi vào trong đại điện, bọn họ lại đại trưởng lão Ma ra mỉm cười nói. Chào mày, tại sao lại phải chào mày? Vì họ không thấy người mặc áo bào để đâu. Đã đến kho tàng kiểm kê báu vật rồi, đại trưởng lão Ma ra mỉm cười nói. Các cao thủ huyết y môn nghe xong thì thấy rất bực, đã nói là cùng nhau kiểm kê sao giờ lại đi trước một mình. Vãn bối có một bảo vật, mong các tiền bối nhận cho, Triệu công tử đang ở đây, đối với người ngoài thì một võ tu cảnh giới địa tạng nhỏ nhoi như hắn cũng không đáng để nhắc đến, không có chút uy hiếp nào. Đám cường giả huyết y môn đều liếc mắt nhìn nhưng không thể thấy được lai lịch của Triệu Bân. Chưa đợi bọn chúng lên tiếng thì Triệu Bân đã lấy ra bảo liên đăng chuyển hướng sự chú ý của bọn chúng. Rõ ràng ngay khi bảo liên đăng được lấy ra thì ánh mắt của đám cường giả huyết y môn đều sáng lên. Thật sự đã bị thu hút sự chú ý, tất cả đều đồng loạt xông tới vây chặt Triệu Bân cùng Bảo Liên Đăng, ánh mắt của bọn chúng không nhìn Triệu Bân mà đều dán chặt vào Bảo Liên Đăng. Bảo bối, đây đúng là một món bảo bối. Nếu như bọn chúng đoán không sai thì đây còn là di vật của tiên gia. Trên bề mặt của nó vẫn còn có dấu vết của tiên khí. Thấy vậy, Triệu Bân thu Bảo Liên Đăng lại. Ánh mắt của đám cường giả huyết y môn cũng chuyển lên người Triệu Bân. Lọt vào trong tầm mắt của bọn chúng là nụ cười danh mãnh của Triệu công tử. Sau đó, toàn bộ cơ thể của hắn cũng phát sáng. Đúng vậy, đó là thể ánh sáng được Triệu Bân dùng tiên lực thi triển cho nên hào quang tỏa ra cũng chói mắt hơn bình thường. Hự! Những tiếng kêu rên bắt đầu vang lên, đám cường giả đang vây chặt Triệu Bân đều bị hào quang của thể ánh sáng làm cho chói mắt, tầm nhìn bị bôi đen, tinh thần ông chấn động,
bọn chúng đột nhiên trúng chiêu cho nên đều trở tay không kịp. Keng! Triệu Bân rút kiếm ra. Kẻ đứng gần hắn nhất đã bị chém đầu. Huyết quang chói mắt. Giết! Thấy Triệu Bân đã thành công, các trưởng lão ma gia đang ẩn nấp trong bóng tối cũng đồng loạt xông ra ngoài chém giết. Té nước theo mưa. Tất cả mọi người đều ra tay không chút lưu tình, mỗi một chiêu xuất ra đều là chiêu tuyệt sát. Phụt, phụt. Hiện trường trong điện đẫm máu, ngập tràn những tiếng kêu la thảm thiết. Chỉ trách chuyện xảy ra quá đột ngột, mấy người Triệu Bân ra tay cũng quá nhanh, đám cường giả huyết y môn hoàn toàn không có thời gian phản ứng, khi phản ứng lại thì đầu đã rơi xuống đất. Giết! Bên ngoài điện cũng truyền đến những tiếng kêu la dữ dội tương tự. Những kẻ vào điện chỉ có cường giả huyết y môn cảnh giới chuẩn thiên, cảnh giới địa tạng không có tư cách vào đây. Hiện giờ trong điện đã khai chiến, ngoài điện sao có thể không khai chiến chứ? Đại trưởng lão đã ra mật lệnh, nghe thấy tiếng kêu la trong điện thì liền tập hợp lại để vây công. Chỉ trong chớp mắt, một cuộc tấn công áp đảo toàn diện đã được triển khai, đao quang kiếm ảnh không ngừng hiện ra đầy trời. Phụt, phụt. Đám huyết y môn cảnh giới địa tạng cũng bị chém giết nhanh đến mức trở tay không kịp. Làm gì có chuyện quy hàng, làm gì có chuyện khiêu chiến, hoàn toàn là đánh úp, không hề bàn chuyện võ đức. Chuyện này, đám tiểu bối ma sơn nhìn thấy vậy thì đều chết lặng. Đang êm đẹp sao tự nhiên lại khai chiến rồi, lại còn khai chiến với huyết y môn. Không có ai đáp lại, khung cảnh chỉ có giết chóc. Dưới ánh trăng. Thành cổ ma sơn liên tục truyền ra những tiếng kêu thảm thiết thê lương. Xương máu tràn ngập, huyết quang chói mắt. Đây không phải là một cuộc chiến, đây là thảm sát từ một phía. Đám cường giả chuẩn thiên của huyết y môn đều lần lượt ngã xuống. Đám cường giả địa tạng cũng chết đi trong bi thảm. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều kẻ may mắn đột phá được vòng vây. Giết! Không được để kẻ nào thoát. Cường giả ma gia hừ lạnh, ngay lập tức truy đuổi. Đám cường giả huyết y môn đột phá được vòng vây thậm chí còn không dám quay đầu lại, tầm mắt và tinh thần của bọn chúng vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được sự tỉnh táo. Bọn chúng vốn tưởng mình không đánh mà thắng, vừa có thể thuận lợi thu thập ma sơn về dưới trướng vừa có thể càn quét không ít bảo bối, còn có thể tìm mấy cô nương ma sơn xinh đẹp phát hỏa, chỉ có quỷ mới biết được tại sao giữa đường lại xảy ra biến cố, cũng chỉ có quỷ mới biết được bên trong ma sơn lại ẩn giấu nhiều cao thủ đến như vậy. Tâm tình mới giây trước còn sung sướng đắc ý, giây sau đã lặng như cho tàn. Trong trận chiến này huyết y môn đã thất bại thảm hại. 30 cường giả chuẩn thiên còn chưa kịp ra tay thì đã bị tiêu diệt. Ngoài ra còn có rất nhiều cường giả địa tạng bị đánh diệt trong cảnh cuồng oanh loạn tạc. Từ khi huyết y môn thành lập cho đến nay chưa từng xảy ra chuyện thê thảm đến thế này, thậm chí bọn chúng còn không có bất kỳ cơ hội nào để chờ mình. Chạy! Chạy đi đâu? Đến lượt cường giả Bạch gia xông lên truy đuổi sát nút không buông. Bọn họ có ân oán sâu nặng với huyết y môn, tất nhiên là muốn tru sát toàn bộ. Các trưởng lão của ma gia và ma sơn cũng hết sức nhiệt tình chém giết. Huynh đệ đồng lòng chém đinh chặt sắt. Lần đầu tiên bọn họ đoàn kết chống lại kẻ thù, chiến lực của tất cả dường như đều tăng vọt. Đây mới đúng là truyền thừa của ma vực chứ, thương khung thân là lão tổ đang bật cười rất sung sướng. Có thể thống nhất được năm mạch truyền thừa thì ma vực liền có thể lấy lại được vinh quang trước đây, đêm nay chính là trận chiến đầu tiên trong công cuộc thống nhất đó. Vèo! Triệu Bân lao đi như một tia sáng vàng đuổi theo một kẻ áo đen ra khỏi thành cổ. Kẻ đó là một cường giả chuẩn thiên, tốc độ chạy trốn không hề tầm thường. Ở đây có nhiều người như vậy, tại sao hắn lại không ngừng truy đuổi kẻ đó? Còn có thể tại sao nữa, chính vì Triệu công tử rất thích kẻ đó. Chính xác mà nói thì thứ hắn thích chính là bảo bối trên người của kẻ áo đen kia, ngay khi kẻ đó vừa bước vào điện thì hắn đã để ý thấy một chiếc nhẫn đỏ được làm từ chất liệu đặc biệt, nhưng thứ càng đáng giá hơn của nó không phải là chất liệu mà là cổ tự được khắc bên trên, chính là độn giáp thiên tự. Lão phu giúp ngươi. Nhìn thấy Triệu Bân một mình đuổi theo, tam trưởng lão ma sơn cũng nhanh chóng xông tới. Không sao đâu, đại trưởng lão ma gia ngăn lão ta lại, lão ta hiểu rõ chiến lực của Triệu Bân. Đối phương tuy là cường giả chuẩn thiên đỉnh phong nhưng chỉ còn lại nửa cái mạng, với chiến lực của Triệu Bân muốn giết kẻ đó không hề khó. Chắc chắn chứ, tam trưởng lão ma sơn nhíu mày. Hắn có thể lo được, đại trưởng lão ma ra cười nói. Tam trưởng lão ma sơn rõ ràng không thể tin nổi. Ta quên không hỏi,
hắn thuộc thế lực nào vậy? Tam trưởng lão Ma Sơn hiếu kỳ hỏi. Tên tiểu bối kia chiến lực không tầm thường, chắc chắn phải có lai lịch lớn. Hắn có hai cái tên, đại trưởng lão Ma gia thần bí nói. Hai cái tên, một là Cơ Ngân, một là Triệu Bân. Đại trưởng lão Ma gia chỉ để lại một câu rồi tiếp tục truy đuổi người của huyết y môn. Phía sau lưng lão ta, tam trưởng lão Ma Sơn ngẩn người ra không tin vào tai mình. Cơ Ngân, thánh tử Thiên Tông. Triệu Bân, con trai Phù Dung. Đây là một bí mật kinh thiên động địa khiến cho lão ta đầu váng mắt hoa. Lão ta sao có thể dám tin Cơ Ngân lại chính là Triệu Bân. Tử Y Hầu đi khắp thiên hạ tìm hắn, không ngờ hắn lại dám trà trộn vào Thiên Tông, hắn thật sự quá gan dạ quyết đoán. Gì vậy? Đánh đi! Tứ trưởng lão Ma Sơn xông tới thấy tam trưởng lão đang đứng ngây người ở đó thì ngay lập tức mắng lớn một tiếng. Lão ta chắc chắn rằng nếu như lúc này công khai thân phận của Triệu Bân thì cả Ma Sơn đều sẽ khiếp sợ giống như mình. Ngẫm lại vẫn nên quên chuyện đó đi. Đợi đánh xong một trận rồi nói sau cũng không muộn. Bên này, Triệu Bân đã đuổi theo kẻ áo đen ra khỏi núi. Không hổ là cường giả chuẩn thiên đỉnh phong, tốc độ chạy trốn cũng nhanh hơn người thường không biết bao nhiêu lần. Triệu Bân dốc hết toàn lực nhưng vẫn chưa đuổi kịp. Trên thực tế, kẻ mặc áo đen kia đang sử dụng cấm thuật độn pháp. Đã là cấm thuật cho nên tất nhiên phải tiêu hao năng lượng khủng khiếp, nguồn năng lượng mà kẻ đó hiến tế cho cấm pháp chính là tuổi thọ, để gia tăng tốc độ trốn thoát thì không thể không hy sinh. Tên tiểu bối cảnh giới địa tạng đang đuổi theo phía sau lưng rõ ràng là một con quái vật, thân pháp quỷ dị đoạt thiên tạo hóa. Vèo! Triệu Bân nhanh như cắt, đuổi sát không buông. Độn giáp thiên tự, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Thời gian lâu dài, kẻ áo đen dường như không chịu được tiêu hao nữa cho nên tốc độ giảm mạnh. Triệu Bân nhanh tay lẹ mắt, trong nháy mắt thu hẹp khoảng cách, không hề nghĩ ngợi mà thẳng thừng thi triển thuấn thân tuyệt sát. Huyết quang hiện ra chói mắt. Nhưng thứ bị một kiếm xuyên thủng cũng không phải là kẻ mặc áo đen. Kẻ đó có huyết thai hộ thể, một kiếm tuyệt sát của Triệu Bân đã đâm trúng vào huyết thai hộ thể đó. Thuấn thân tuyệt sát. Ngươi là Cơ Ngân. Kẻ áo đen kinh hãi, nhận ra thân phận của Triệu Bân. Thảo nào cái tên này lại mạnh đến như vậy, hóa ra hắn chính là Thánh tử Thiên Tông. Thật khó tin. Người của Thiên Tông lại kết liên minh với Ma Sơn. Chuyện này nhất định Hoàng tộc Đại Hạ cùng Thiên Tông đều không biết. Huyết y môn lắm nhân tài. Triệu Bân thở dài, không ngờ kẻ này lại còn có huyết thai hộ thể. Cũng không sao. Chạy đi, người cứ ra sức chạy đi. Ông đây không đuổi kịp ngươi thì cũng không mang họ Triệu. Vì bảo bối, Triệu Bân có động lực vô cùng lớn, giống như cao gián đuổi chết không buông. Hắn truy đuổi đến mức kẻ áo đen muốn nổi điên, nội tình dốc hết, tuổi thọ cũng phải hiến tế để gia tăng tốc độ, tình trạng hiện giờ của kẻ đó vô cùng thảm, chạy thêm chừng mấy trăm trượng nữa thì khí huyết cũng khô cạn, cứ thế không thể thoát khỏi Triệu Bân được nữa. Tình hình chia làm hai bên. Tại thành cổ Ma Sơn, đại chiến đã hạ màn. Đám cường giả huyết y môn bỏ chạy đều bị giết chết không chừa một mống. Con mợ nó. Sau đó là những tiếng văng tục kích động không ngừng vang lên khắp nơi. Thân phận của Triệu Bân đã được công bố, đương nhiên cũng chỉ được thông báo cho mấy trưởng lão Ma Sơn. Bọn họ vừa nghe xong thì đã không nhịn được mà văng tục, thật không ngờ Thánh tử Thiên Tông lại chính là Triệu Bân của thành vong cổ. Nếu như không có ma ra nói thì làm gì có ai dám tin vào chuyện này, đúng là dọa cho bọn họ trở tay không kịp. Sao hắn vẫn chưa quay lại? Tam trưởng lão Ma Sơn khoanh tay, đứng ở bên cửa chờ Triệu Bân. Không chỉ có lão ta mà tất cả các trưởng lão Ma Sơn đều đang chờ đợi Triệu Bân trở lại để nghiên cứu một chút, bọn họ đều muốn biết hắn là giống loài gì mà có thể xuất chúng đến như vậy. Hồi lâu cũng không thấy Triệu Bân trở về. Các cường giả Ma Sơn cau mày. Đột nhiên dâng lên dự cảm không lành. Các cường giả ma gia thì rất bình tĩnh, bọn họ biết cái tên kia có bản lĩnh lớn thế nào. Chuyển nhà. Chẳng bao lâu sau mệnh lệnh này đã truyền ra khắp đại điện Ma Sơn. Lần này huyết y môn thảm bại nhưng bọn chúng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, bây giờ bọn chúng đã biết căn cứ điểm của Ma Sơn cho nên chắc chắn sẽ còn kéo nhau trở lại, tốt hơn là nên rời đi sớm, so sánh với tòa thành cổ này thì núi bất tử vẫn an toàn hơn cả. Không ai phản đối. Thương Khung đã hạ lệnh, người của Ma Sơn đều thực hiện một cách vô điều kiện. Nói chuyển liền chuyển. Thứ gì có thể mang đi bọn họ tuyệt đối sẽ không để lại.
bất cứ thứ gì không thể mang đi đều sẽ bị tiêu hủy. Lúc này các trưởng lão Ma Sơn mới nhận ra trong kho tàng nhà mình dường như đã thiếu đi rất nhiều bảo vật, hơn nữa tất cả đều vô cùng trân quý, cho dù là binh khí hay huyền thiết thì cấp bậc đều không thấp. Ngay lập tức, khuôn mặt già nua của các trưởng lão đều đen lại. Không cần phải nói, chắc chắn là chúng đã bị Triệu Bân lấy đi. Tam trưởng lão Ma Sơn bất giác ôm ngực, nếu như lão ta sớm biết hắn là Cơ Ngân, sớm biết hắn là Triệu Bân thì lão ta đã đi theo không rời một bước rồi. Cái tên này nổi tiếng nói không với võ đức, dường như còn không cần cả thể diện. Có hậu bối như vậy. Các trưởng lão Ma gia thì đang cười trên sự đau khổ của người khác, cười hết sức vui vẻ. Lão tổ Bạch gia ho khan, hắn còn chưa dọn hết toàn bộ bảo tàng nhà các người thì các người cũng nên mừng thầm đi. Thần thái của Thương Khung thì vô cùng âm trầm, chịu thêm vài lần thua thiệt thì nhất định sẽ nhớ rất lâu. Nhanh lên! Chẳng bao lâu sau, đại đội nhân mã hùng hổ ra khỏi thành. Mục tiêu, núi Bất Tử. Về phần Triệu Bân, xong việc rồi thì cũng tự mình trở về nhà. Nhắc đến Triệu Công Tử, sắc mặt của hắn lúc này cũng không được dễ coi cho lắm. Rượt đuổi gần cả đêm mà vẫn không đuổi kịp. Hắn không đuổi kịp nhưng vẫn khiến cho kẻ mặc áo đen phát điên, cứ như muốn tự sát. Không thể thoát khỏi. Làm sao cũng không thể thoát khỏi. Để trốn thoát, không biết kẻ đó đã hiến tế bao nhiêu tuổi thọ. Để trốn thoát, không biết kẻ đó đã dùng bao nhiêu cấm pháp. Giờ phút này căn cơ vốn đã bị tổn thương nghiêm trọng trước đó lại càng thêm thê thảm. Trong lúc chạy trốn kẻ đó lại nhảy vào một khu rừng. Triệu Bân đuổi theo như hình với bóng, cũng xông thẳng vào khu rừng. Kẻ áo đen dừng lại, chạy không nổi nữa, khí lực cùng huyết khí sa sút tới cực điểm nhưng khuôn mặt già nua lại lộ ra sự hung dữ đến đáng sợ. Nhiều người như vậy ngươi không đuổi, hết lần này tới lần khác đuổi ta, ngươi muốn gì đây? Chạy! Sao không chạy? Triệu Bân đuổi kịp, thở hổn hển. Muốn có bảo bối đúng là không dễ dàng, mệt mỏi chết đi được. Giết! Kẻ áo đen gầm lên, một kiếm bổ tới. Triệu Bân nhảy lên trời tránh được một kiếm, xoay người thi triển thiên thủ đại la. Phụt! Kẻ áo đen trào máu, bị chấn đến lảo đảo. Kẻ đó còn chưa kịp đứng vững thì từ trên bầu trời đã giáng xuống Chu Tiên Quyết. Kẻ áo đen đột nhiên biến sắc, mở ra bí pháp bảo vệ, hóa ra một cái chuông lớn màu đỏ bảo vệ toàn thân. Không ngờ nó lại có thể chặn được Chu Tiên Quyết. Nhưng vì thế kẻ đó cũng đã phải trả giá bằng máu. Cái chuông lớn băng diệt, cơ thể già nua của kẻ đó bị trúng phải dư âm của kiếm uy nên lập tức rách ra. Kết thúc rồi. Triệu Bân lãnh đạm nói, đã dương cung cài tên. Hai mắt kẻ áo đen lồi lên, đồng tử co rút lại, trong trạng thái hiện tại kẻ đó đã không thể né tránh hay đối kháng với mũi tên này được nữa. Huyết quang hiện ra, đỏ tươi chói mắt. Mũi tên lôi điện đã bắn xuyên đầu kẻ áo đen. Yên tĩnh. Cả thế giới yên tĩnh. Bắt được ngươi, thật là vất vả. Triệu Bân thu lại bá vương cung rồi đáp xuống, trước tiên lấy đi chiếc nhẫn đỏ sau đó còn không quên càn quét hết bảo vật trên người của kẻ áo đen rồi mới hủy thi diệt tích. Lúc này, hắn mới tìm một chỗ để ngồi xuống. Để bắt được kẻ áo đen này hắn đã rất tốn sức, đuổi theo đến tận nửa đêm. Sau khi nuốt xuống nửa bầu rượu, hắn lại luyện hóa độn giáp thiên tự. Long Uyên cùng rất tự giác, như một làn khói bay ra khỏi chiếc nhẫn ma. Sau khi Triệu Bân luyện hóa một lúc thì liền dung nhập được điện giáp thiên tự vào Long Uyên, trên thân Long Uyên hiện lên một lớp ánh sáng vàng chơi lợi, đó chính là kiếm uy, một loại có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Triệu Bân mỉm cười rồi lên đường về tiếng nổ lớn. Vừa ra khỏi khu rừng hắn lại nghe thấy Giai Tri Ân. Nghe thì biết đó chính là động tình của. Triệu Bân bất giác liếc mắt nhìn, lọt vào trong tầm mắt của hắn là một tia sáng bay vút lên trời, tia sáng còn nhiễm đỏ màu máu tươi. Vì tò mò cho nên hắn liền đi theo xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt là giả, muốn tìm bảo bối mới là thật. Khi đến gần hắn mới nheo mắt lại vì nhìn thấy người quen. Đó là hai lão già, một lão già áo đỏ và một lão già áo xanh hắn đều đã từng gặp qua. Hai lão già này chính là thủ hạ của ân chú, Xích Sơn lão quỷ cùng Thanh Sơn lão quỷ. Ân chú cũng rất thú vị, lão ta dường như có sở thích đặc biệt với màu sắc và lão quỷ. Tất cả thủ hạ của lão ta đều có hai chữ lão quỷ trong tên gọi và đều có màu sắc để phân biệt, chẳng hạn như Kim Sơn lão quỷ, Ngân Sơn lão quỷ, Hắc Sơn lão quỷ và Bạch Sơn lão quỷ.
ai không biết có khi còn tưởng Ân gia lão ta chuyên nuôi quỷ. Hai lão quỷ hơn nửa đêm còn ra ngoài chắc chắn không phải để đi du sơn ngoạn thủy mà là đi truy giết người khác. Người bị truy giết là một nữ nhân áo tím, hắn vẫn chưa thể nhìn thấy được khuôn mặt thật của người này. Triệu Bân mở thiên nhãn. Sau đó hắn lại nhận ra thêm một người quen. Hóa ra là Vân Yên. Thật là trùng hợp. Triệu Bân nghĩ thầm, âm thầm phóng tới. Sư phụ đang bị truy giết, không cứu không được. Phụt. Trong rừng núi, Vân Yên đẫm máu. Hôm nay cô ta ra ngoài không xem ngày cho nên mới bất ngờ bị vây sát. Hơn nữa lại còn đụng phải người của Đại Tế Ti. Đối với chuyện này cô ta cũng không quá ngạc nhiên. Ai bảo cô ta lại có một đồ nhi quá giỏi. Không bắt được cơ ngân thì bọn chúng liền bắt sư phụ của hắn thôi. Hai đánh một, cô ta tất nhiên đánh không lại. Chủ yếu còn là bởi vì hai lão quỷ này quá mạnh. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì đêm nay cô ta chắc chắn phải chôn thân ở đây, bởi vì thương thế của cô ta đã rất nghiêm trọng rồi. Vân sư muội, còn muốn chạy trốn sao? Xích Sơn lão quỷ rút kiếm xông đến, nở nụ cười âm trầm làm lộ ra hai hàm răng trắng nhởn nanh ác, bên trong ánh mắt âm u còn lộ ra rõ ràng sự tham lam cùng tà dâm. Mặc dù đã già nhưng lão ta vẫn rất yêu cái đẹp. Trùng hợp, Vân Yên cũng rất đẹp. Thanh Sơn lão quỷ cũng thè đầu lưỡi đỏ tươi ra liếm môi, lão ta không có hứng thú với nữ sắc giống Xích Sơn lão quỷ, thứ mà lão ta hứng thú chính là huyết mạch của Vân Yên, đó là một loại huyết mạch đặc biệt tuyệt vời, nếu như hấp thụ thì quá trình tu luyện của lão ta sẽ trở nên thuận lợi hơn. Nếu như Thiên Tông điều tra ra chuyện này thì nhất định sẽ tìm các ngươi thanh toán, Vân Yên lạnh lùng nói. Trạng thái của cô ta lúc này thật sự đã rất tồi tệ, trong lúc cô ta nói chuyện thì khóe miệng vẫn đang chảy máu. Lão đảo đứng không vững, y phục màu tím nhưng đã bị nhuộm đỏ. Hoang Sơn giã lĩnh, ai biết được chứ, Xích Sơn lão quỷ nhếch miệng nói. Ngươi chỉ có thể trách mình đã có một đồ nhi quá giỏi, Thanh Sơn lão quỷ âm hiểm cười nói. Lời nói của lão ta đã khẳng định cho suy đoán trước đó của Vân Yên. Chính xác là đồ nhi của cô ta quá giỏi cho nên cô ta mới bị liên lụy. Chuyện này cô ta đã đề phòng từ trước. Không ngờ hôm nay đã thận trọng ra ngoài mà vẫn bị theo dõi. Cấm! Thanh Sơn lão quỷ khẽ quát, một phong ấn đã từ trên trời giáng xuống. Vân Yên muốn tránh đi nhưng bất lực, ngay lập tức bị phong ấn gắt gao. Đêm khuya thanh vắng, cảnh đẹp vô ngần, đáng một đêm xuân mộng. Xích Sơn lão quỷ nâng tay, năm ngón tay mở ra hướng về phía Vân Yên bộc phát lực hút kinh người. Vân Yên không thể chống cự. Yếu ớt như một chiếc lá rụng bị Xích Sơn lão quỷ hút lấy. Đồ nhi, phải sống tốt. Vân Yên lẩm bẩm, thi triển cấm pháp. Đó là một loại bí thuật tự sát mà cô ta đã luyện từ rất nhiều năm trước. Trong lúc sắp cận kề cái chết trong đầu cô ta chỉ nghĩ đến hai đồ nhi của mình. Sau khi cô ta chết đi thì bọn chúng có bị người khác ức hiếp hay không? Cái tên nhóc cơ ngân hay gây chuyện đó nghe tin sư phụ của mình chết đi thì có rơi nước mắt hay không? Chính vào lúc này lại có một tia sáng vàng từ trên trời giáng xuống. Triệu công tử đã đến, một tay tóm lấy thắt lưng của Vân Yên, một tay tung ra một quyền mạnh mẽ đánh bật Xích Sơn lão quỷ. Cơ ngân! Nhìn thấy người tới, hai lão quỷ đều nheo mắt lại. Thật kỳ quái, hơn nửa đêm sao hắn lại xuất hiện ở nơi hoang sơn dã lĩnh này. So với nghi ngờ, hai người lại càng kiêng kỵ hơn. Cơ ngân của ngày hôm nay không phải là tiểu võ tu như ngày xưa, hắn có thể thuấn thân tuyệt sát, hơn nữa còn có thể thi triển kỳ lân hóa, nội tình hết sức hùng hậu, cường giả chuẩn thiên bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nghĩ đến thuấn thân tuyệt sát, cả hai lại lui về phía sau rất xa. Chỉ sợ nếu không cẩn thận thì đầu sẽ rơi xuống đất. Trên thực tế, lo lắng của cả hai là thừa thãi. Khi Triệu Bân đuổi theo kẻ áo đen thì hắn đã sử dụng thuấn thân tuyệt sát. Về phần kỳ lân hóa thì lại càng đừng nói đến, tiểu kỳ lân lúc này vẫn còn suy yếu, nhưng chuyện đó hai lão quỷ kia tất nhiên không biết, chính vì không biết cho nên mới cảm thấy bị đe dọa. Sao ngươi lại ở đây? Vân Yên kinh ngạc nói. Trùng hợp đi ngang qua, Triệu Bân cười nói. Cũng may là hắn trùng hợp đi ngang qua, nếu không thì sư phụ đã không còn rồi. Vân Yên cũng cười. Đầu óc mơ hồ. Không ngờ cơ ngân lại đến đây, đúng là niềm vui bất ngờ. Sau khi bất ngờ thì khuôn mặt của Vân Yên lại ửng đỏ, tay của ai đó vẫn còn đang đặt trên eo của cô ta. Lần đầu tiên trải qua chuyện này cô ta vẫn còn cảm thấy rất kỳ diệu,
tay của Đồ Nhi còn ấm áp hơn so với tưởng tượng của cô ta. Trong lúc cô ta còn đang hưởng thụ cảm giác ấm áp thì bàn tay của Triệu Bân đã đột nhiên đặt trên vai của cô ta, sau đó rót vào thân thể cô ta tiên lực cuồn cuộn tiêu diệt sát ý bên trong. Hai vị sư bá có nhã ý quá. Triệu Bân vừa trị thương cho Vân Yên vừa mỉm cười nhìn đối phương. Nhưng nụ cười của hắn ở trong mắt hai lão quỷ lại trông hết sức đáng sợ, khiến cho hai lão quỷ cảm thấy lạnh toát cả người. Cơ ngân chưa động thì bọn họ cũng không dám công phạt, sự uy hiếp vô hình khiến cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính xác. Nụ cười của Triệu Bân khá dọa người. Ánh mắt của hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo, sát khí đáng sợ tung hoành khiến cho núi rừng chậm rãi đóng băng từng tấc một, đừng nói đến hai lão quỷ, ngay cả Vân Yên bên cạnh hắn cũng cảm thấy tinh thần chấn động. Sát khí được hình thành qua biết bao nhiêu chiến trường ác liệt không thể nào bị sao chép, cũng giống như sát khí lúc này của cơ ngân vậy, hắn từng chu sát trăm vạn đại quân cho nên cũng có thể tụ tập trăm vạn sát khí, loại uy thế này người bình thường chắc chắn không chịu nổi. Đi! Hai lão quỷ sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Triệu Bân thầm hừ lạnh một tiếng trong lòng, nhanh như chớp đuổi theo. Tay chân của ân chú, chém đứt được càng nhiều càng tốt. Thấy hắn đuổi theo, hai lão quỷ run rẩy hoảng sợ, vừa sợ kỳ lân hóa vừa sợ thuấn thân tuyệt sát, không thể ở quá gần cơ ngân, chỉ cần một giây phút lơ là đầu liền có thể lìa khỏi xác. Chuyện mà bọn họ có thể làm lúc này chỉ có cố hết sức bỏ chạy, hơn nữa còn phải dựng lên lớp phòng ngự mạnh nhất. Chân nguyên hộ thể càng lúc càng dày lên. Vội vàng đi đầu thai sao? Triệu Bân cười lạnh, giơ tay thi triển Chu Tiên Quyết. Xích Sơn lão quỷ cảm thấy sống lưng lạnh toát bởi vì Chu Tiên Quyết của Triệu Bân đang nhắm vào lão ta. Trong giờ khắc ngàn cân treo sợi tóc, lão ta mạnh mẽ xoay người, tung ra một trưởng hóa diệt Chu Tiên Quyết. Triệu Bân lại tiếp tục thi triển Phách Thiên Trảm, một đường kiếm bá đạo chém ngang bầu trời, kiếm long uyên tự bộc phát ra kiếm uy nghiền nát. Xích Sơn lão quỷ biến sắc, vội vàng giơ kiếm lên chặn lại. Dù vậy lão ta vẫn bị kiếm của Triệu Bân chấn quỳ. Hắn không thể thi triển thuấn thân tuyệt sát. Xích Sơn lão quỷ gầm lên nói cho Thanh Sơn lão quỷ biết, ngụ ý rõ ràng rằng không cần bỏ chạy nữa, phải hợp lực lại đánh chết cái tên này mới đúng. Không cần lão ta nói thì Thanh Sơn lão quỷ cũng đã xông ngược trở về, Xích Sơn có thể nhìn ra sao lão ta có thể nhìn không ra được. Ở khoảng cách gần như vậy. Nếu như cơ ngân có thể thi triển thuấn thân tuyệt sát thì hắn đã sớm thi triển rồi, sở dĩ hắn chưa thi triển nhất định là do động lực không đủ, lão ta thậm chí còn hoài nghi cơ ngân bây giờ ngay cả kỳ lân hóa cũng không thi triển ra nổi. Đã vậy thì còn sợ cái quái gì nữa? Hai cường giả chuẩn thiên hợp lực đánh một võ tu địa tạng, bọn họ dường như không có lý do gì để thua. Ông! Thanh Sơn lão quỷ vung đao, một đao chém lui Triệu Bân. Cùng lúc đó, Xích Sơn lão quỷ đứng dậy đâm thẳng một kiếm lên trời. Hai lão quỷ phối hợp rất ăn ý, Thanh Sơn một đao chém bay Triệu Bân, Xích Sơn một kiếm tuyệt sát đâm lên, không thể không nói, hai chiêu này hết sức bá đạo, ngay cả không khí xung quanh cũng bị ma sát đến tóe lửa. Triệu Bân không di chuyển, một kiếm của Xích Sơn tùy ý đâm thẳng tới. Khi mũi kiếm còn cách ấn đường một tấc thì hắn đã thuấn thân biến mất, nơi mà hắn biến mất đột nhiên lại xuất hiện Thanh Sơn lão quỷ. Rõ ràng là hắn đã thi triển di thiên hoán địa, ở trong cục diện một chọi hai thì thủ đoạn là cần thiết. Ngươi! Hai mắt Thanh Sơn lão quỷ lồi ra, nét mặt cả kinh. Đồng tử của Xích Sơn lão quỷ cũng co rút lại, một kiếm tuyệt sát của lão ta đã không thể thu lại được nữa. Phụt! Huyết quang hiện ra. Một kiếm của Xích Sơn lão quỷ lã xuyên thủng ấn đường của Thanh Sơn lão quỷ khiến cho lão ta chết ngay tại chỗ, chết không nhắm mắt. Lão ta không bị cơ ngân diệt mà lại bị chính đồng bọn của mình diệt. Vèo. Xích Sơn lão quỷ không thể ngờ được cục diện này, ngay lập tức phi thân phóng về phía Vân Yên bên kia. Bắt Vân Yên uy hiếp cơ ngân xem ra là một sự lựa chọn không tồi. Triệu Bân đã biết trước được thủ đoạn của lão ta, sau khi hoán đổi vị trí với Thanh Sơn lão quỷ thì hắn đã ngay lập tức phóng tới, chân thi triển bước phong thần nhanh như chớp đuổi theo, tay lấy ra roi đánh hồn quất tới. Hự. Xích Sơn kêu rên, tinh thần bị chấn động đáng sợ. Không đợi lão ta đứng vững thì kiếm long uyên của Triệu Bân cũng đã đến xuyên thủng từ sau lưng của lão ta. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Đường đường là cảnh giới chuẩn thiên mà đan điền đã bị phế ngay tại chỗ. Tay của Triệu Bân cũng đã vươn ra đặt trên đỉnh đầu của lão ta, thi triển thuật soát hồn. Bên trong trí nhớ của Xích Sơn hết sức đẫm máu,
chỉ có quỷ mới biết được lão ta đã làm bao nhiêu điều xấu xa. Tha mạng! Xích Sơn gầm giống, thống khổ không chịu nổi. Triệu Bân không chút thương tiếc liền tung ra một chưởng đánh diệt lão ta. Giờ đây, cả thế giới đều yên lặng. Vân Yên lảo đảo đi tới, sắc mặt trắng bệch, hai cường giả chuẩn thiên đã bị giết nhanh chóng đến vậy sao? Xem ra đồ nhi này của cô ta đã vượt qua sư phụ từ lâu, đã không còn là tên tiểu võ tu trước kia nữa. Triệu Bân thuần thục thu dọn chiến trường. Thuận tiện còn hủy thi diệt tích. Xong việc hắn còn xoa xoa tay đi về phía Vân Yên. Ngươi, muốn làm gì? Vân Yên lùi lại một bước bởi vì nụ cười của cái tên này trông rất không bình thường. Hoa nở trăng tròn, hoang sơn dã lĩnh, người nói thử xem, Triệu Bân cười gằn nói. Lời này vừa nói ra thì Vân Yên lại từng bước lui về phía sau. Trong khi lui bước cô ta còn bất giác che chắn thân thể lại. Thật ra cô ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Triệu Bân là một tên cứng nhắc, không hề nghĩ đến những chuyện khác, chỉ muốn treo cô ta lên cây để trả đũa. Nguyệt Thần trừng mắt nhìn hắn, cái tên này là đồ nhi mà cô ta dày công bồi dưỡng đây sao? Vân Yên bước lui quá mau cho nên không đứng vững liền ngã xuống. Triệu Bân bước tới nhanh như gió, một tay đỡ cô ta dậy, làm cho người sợ rồi. Thú vị lắm sao, Vân Yên hung hăng trừng mắt nhìn hắn, bên trong đôi mắt đẹp còn nở rộ ngọn lửa. Triệu Bân không để ý, chỉ giúp cô ta đứng ổn định. Bởi vì đây là Vân Yên, nếu như là Vân Phượng thì hắn đã giết chết không chút do dự. Sư phụ không ở Thiên Tông mà chạy đến đây làm gì, Triệu Bân vừa nói vừa đưa cho Vân Yên một lọ đan dược trị thương. Trở về gia tộc, Vân Yên tức giận nhận lấy lọ đan dược. Vân Phượng có trở về gia tộc không? Triệu Bân lấy bầu rượu ra, thản nhiên hỏi. Câu hỏi này khiến Vân Yên ngạc nhiên. Đang yên đang lành sao tự nhiên hắn lại hỏi tới người tỷ tỷ máu lạnh của cô ta? Cô ta không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Đồ nhi đang rảnh rỗi, có thể cho người đi nhờ một đoạn, Triệu Bân cười nói. Vân Phượng cũng trở về gia tộc vậy thì hắn nhất định phải đi đến đó. Hắn đợi lâu như vậy chính là để chờ Vân Phượng rời khỏi Thiên Tông, đây chính là một cơ hội tốt của hắn. Ngày xưa nếu như không có Vân Phượng mật báo cho Tử Y Hầu thì Triệu gia của hắn cũng không phải tha hương, cha của hắn cũng sẽ không bị buộc phải tự sát. Đây là nợ máu, hắn phải giết chết Vân Phượng. Người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý, trong lòng Vân Yên đang cảm thấy tràn đầy ấm áp. Tiểu đồ nhi của cô ta vẫn là một người rất tốt. Lo lắng cho cô ta sẽ gặp tai nạn trên đường đi cho nên còn cố tình hộ tống. Chẳng bao lâu sau đại bằng đã dương cánh bay cao. Trên đường đi Triệu Bân thường xuyên lao kiếm. Thanh kiếm này sẽ sớm bị vấy máu của Vân Phượng. Vân Yên khoanh chân ngồi chữa thương, chỉ thỉnh thoảng ngước mắt lên liếc nhìn Triệu Bân, cũng giống như lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Ngân. Cô ta luôn có cảm giác người thanh niên luôn mang một chiếc mặt nạ thần bí cất giấu một đoạn chuyện xưa không muốn ai biết. Màn đêm rất nhanh đã tan đi. Nắng ấm tràn xuống trần gian. Đối với thành Thiên Thu thì không có sự khác biệt giữa ngày và đêm. Trong thành vẫn hết sức náo nhiệt như trước, người vẽ bùa, người luyện khí, phân công lao động hết sức rõ ràng chính xác. Trên đỉnh núi Triệu Gia, dị tượng đang diễn hóa. Tu vi của Thể Tiên Linh Liễu Tâm Như lại tăng lên. Thân là sư phụ, Tử Linh vô cùng vui mừng. Trong lúc đó, Liễu Tâm Như đã đi lên đỉnh núi bái tế Triệu Uyên. Đây là việc mà nàng làm mỗi ngày, nàng luôn một mình cầu nguyện Triệu Uyên ở trên trời phù hộ cho Triệu Bân cả đời an khang, nàng chính là một tiểu nha đầu hiền lành, mặc dù không rảnh thế sự nhưng vẫn rất thiện lương. Con mợ nó. 3 ngày sau, bên ngoài thành lại có thêm rất nhiều người văng tục. Người của Ma Sơn đã đến. Vừa thấy thành Thiên Thu thì bọn họ đã cả kinh tột độ. Hầu hết trong số họ đều đã từng đến núi Bất Tử nhưng chưa bao giờ nhìn thấy không gian thế giới. Khi vào thành lại là một cảnh tượng khác khiến cho bọn họ chấn động không thể nói nên lời, người của Ma gia trong thành cũng sửng sốt mất một lúc, không ngờ Ma Sơn lại đến đây nhanh như vậy. Điều này có nghĩa là hai mạch truyền thừa ma vực đã thống nhất rồi sao? Nhìn chung, bầu không khí rất hài hòa. Tất nhiên cũng có kẻ không phục, vừa gặp đã muốn đánh nhau. Cũng may ở đây có ma tướng thứ 6 trấn thủ cho nên không ai dám lỗ mãng. Cùng được sinh ra từ một gốc sao lại bức hại lẫn nhau. Đại bằng sải cánh bay cao, lại vượt qua một mảnh rừng, liền treo lơ lửng trên núi. Dân yên đã tỉnh dậy, vết thương trên người cùng đã bình phục. Triệu Bân khoanh chân nhắm mắt, tình tâm linh hội và đạo,
thật lâu vẫn chưa mở mắt ra. Ngừng lai. Một lúc sau, Vân Yên đột nhiên nói. Đại bằng có thể nghe hiểu tiếng người xuống. Dân Yên đứng dậy, từ trên trời đáp Triệu Bân cùng tỉnh và thấy Dân Yên vào rừng. Sâu trong núi rừng có một phần mộ nhỏ, Vân Yên vào rừng là để bái tế phần mộ này. Nét mặt Vân Yên đăm chiêu, cô ta dưới rượu trước mộ, người bên trong mộ là người mà cô ta yêu, đã bị tỷ tỷ của cô ta giết chết, hàng năm cô ta đều đến đây để ôn lại chuyện cũ cũng như để sám hối. Thời gian đã trôi qua quá lâu, đối với người này không biết cô ta vẫn còn yên hay là chỉ còn sự áy náy, nhưng đối với cô ta thì hai người từ lâu đã trở thành người một nhà rồi. Xin lỗi. Lời nói của cô ta như nghẹn lại. Khi Triệu Bân bước xuống thì khuôn mặt của cô ta đã đẫm lệ. Kể từ khi bước vào Thiên Tông, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vân Yên như thế này. Giờ phút này cô ta đã không còn là chủ đỉnh Tử Trúc nữa mà chỉ còn là một người phụ nữ nhỏ bé yếu đuối. Xin nén bi thương. Triệu Bân lẩm bẩm an ủi. Vân Yên không nói lời nào, chỉ lặng lặng quay người, từng bước rời đi, bước đi có chút loạng choạng. Không biết từ khi nào mà đầu óc của cô ta lại càng lúc càng không bình tĩnh, từ khi tu mộng pháp thì phần lớn thời gian cô ta không thể nào bình thường được. Đại bằng lại giương cánh bay cao. Triệu Bân vẫn ngồi xếp bằng uống rượu một mình. Sau lưng hắn, Vân Yên ngồi yên giống như một bức tượng, khóe mắt còn đọng lại giọt lệ chưa kịp hong khô, làn gió thoảng qua hơi lạnh khiến cho cô ta khẽ co người lại, gò má khẽ dựa trên lưng Triệu Bân. Chắc là cô ta đã quá mệt mỏi cho nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, dưới ánh trăng trông cô ta hết sức nhỏ bé yếu đuối, khuôn mặt xinh đẹp an tường thiếp đi. Sáng sớm, đại bằng từ trên trời đáp xuống. Trước mặt hắn là một tòa thành cổ vô cùng rộng lớn tên là thành cổ Thiên Tuyệt, gia tộc của Vân Yên đang ở trong tòa thành này, chuyện này Triệu Bân đã biết từ trước nhờ mạng lưới tình báo của Ma Gia. Lần đầu tiên đến đây sao? Vân Yên khẽ nói. Triệu Bân gật đầu. Nhìn lên tấm bảng phía trên cổng thành, bốn chữ thành cổ Thiên Tuyệt được khắc rất mạnh mẽ cứng cáp, ẩn chứa hàm ý ảo diệu, qua đó còn có thể thấy được người viết bốn chữ này nhất định là người thần thông quảng đại, nói không chừng còn là một tồn tại nằm ở cấp bậc thiên võ. Đến cũng đã đến rồi, ở lại ăn bữa cơm đi. Được. Triệu Bân thu tầm mắt lại, theo Vân Yên vào thành Thiên Tuyệt. Thành cổ Thiên Tuyệt vào sáng sớm cũng hết sức náo nhiệt, bóng người đông nghịt, những tiếng giao hàng vang lên không dứt. Khi hai người Vân Yên bước vào thành thì sự náo nhiệt lại càng tăng lên, ở thành Thiên Tuyệt này không có ai là không biết chủ đỉnh Tử Trúc Thiên Tông. So với Vân Yên thì Cơ Ngân lại càng nổi tiếng hơn. Mặc dù khuôn mặt đại chúng của hắn không có gì đặc biệt nhưng bức họa của hắn đã sớm truyền ra khắp đại hạ, giờ phút này ở khắp các phố lớn ngõ nhỏ mọi người vẫn còn đang say mê kể về những câu chuyện truyền kỳ của hắn. Hôm nay không ngờ Thánh Tử Thiên Tông lại đến thành Thiên Tuyệt. Hắn là yêu nghiệt thiên tài đã chu sát những thiên tài của các quốc gia khác, chu sát trăm vạn đại quân địch, gây ra động tĩnh cực lớn ở Nam Vực nhưng vẫn có thể sống sót bước ra khỏi cấm địa biển chết. Những câu chuyện của hắn đều đã trở thành thần thoại. Triệu Bân và Vân Yên chỉ khẽ cười lịch sự rồi cùng nhau đi ngang qua. Không hiểu vì sao mà thế nhân khi nhìn vào lại đều cảm thấy sư đồ nhà này có chút. Xứng đôi, tuy rằng bối phận khác nhau nhưng cũng không thành vấn đề. Hoàng đế Đại Hạ Long Chiến chẳng phải cũng lấy sư thúc của mình đó hay sao? Cũng chính là Hoàng Phi Vũ Linh. Vân Yên trở về quê nhà liền cảm thấy ấm áp lạ thường. Còn Triệu Bân thì trên đường đi đều lo quan sát trái phải, thành cổ Thiên Tuyệt này cũng không nhỏ hơn đế đô bao nhiêu, cường giả nhiều như mây, khí tức nồng đậm, chắc chắn sẽ không có ai dám lỗ mãng ở trong thành. Không có bảo bối. Hắn đã nói câu này không biết bao nhiêu lần trên suốt đường đi. Tên này có bệnh nghề nghiệp quá nặng, mỗi khi đến một nơi mới thì việc đầu tiên hắn làm luôn là tìm bảo bối, tất cả các quầy hàng lớn nhỏ trên đường đều bị hắn để mắt tới, nói không chừng còn có ẩn giấu bảo bối. Đi tới một nơi, hắn đột nhiên dừng lại. Hắn đang nhìn một tòa lầu các bên đường. Nói chính xác thì đó là một thanh lâu. Ở đó có bảo bối, nằm ngay trên tấm biển thanh lâu, bốn chữ Cúc Nguyệt Hoa Lâu hiện lên sáng rõ. Trong đó hai chữ Nguyệt cùng lâu là đặc biệt chói lóa trong mắt hắn, bởi vì đó chính là Độn Giáp Thiên Tự. Độn Giáp Thiên Tự có lớn có nhỏ, nhưng người biết nhìn bảo bối lại không có nhiều. Có tận hai Độn Giáp Thiên Tự chân quý đặt cạnh nhau vậy mà không có ai phát hiện. Đúng vậy, hầu hết những người đến đây đều tìm đến mấy cô nương xinh đẹp, ai lại rảnh rỗi đi nhìn chằm chằm vào tấm biển hiệu chứ. Vân Yên cũng dừng lại,
liếc nhìn Cúc Nguyệt Hoa lâu rồi lại nhìn Triệu Bân, đôi mắt đẹp xếch lên, ngọn lửa trong mắt lại nở rộ. Người đang đói lắm phải không? Vân Yên nói. Lời này rõ ràng là có ngụ ý, một thanh niên tốt như Cơ Ngân cũng có một tật xấu, đó chính là thích ăn cơm ở thanh lâu, bây giờ ở đây cũng có một thanh lâu, đồ nhi của cô ta nhất định là muốn vào ăn cơm. Gì? Nhưng đối với Triệu Bân thì ngụ ý này quá cao siêu, cho dù hắn rất cơ trí cũng không kịp phản ứng. Vào ăn cơm đi, Vân Yên tức giận nói rồi xoay người rời đi. Ta không đói bụng, Triệu Bân nhìn thanh lâu lần cuối rồi lại đi theo Vân Yên. Đã đi rất xa mà hắn còn không quên ngoái đầu nhìn lại, ban ngày ban mặt đi mua bảng hiệu thanh lâu nhà người ta thì cũng không tốt, đợi tới đêm hắn lại đến lấy nó đi, hơn nữa còn để lại cho bọn họ chút tiền để làm một cái bảng hiệu mới. Phủ đệ Vân gia hết sức nguy nga tráng lệ. Thực lực của Vân gia ở thành Thiên Tuyệt chắc chắn đứng thứ nhất, bằng không cũng không thể bồi dưỡng ra hai trưởng lão Thiên Tông như Vân Yên và Vân Phượng. Không chỉ có hai người này nổi tiếng, ngay cả cha của hai người cũng là một nhân tài, chính là thành chủ của thành cổ Thiên Tuyệt. Chỉ cần hai tầng quan hệ này thì thế lực bình thường cũng chẳng dám trêu chọc vào Vân gia. Ân chú cho dù có ngang ngược tới đâu, dám ngang nhiên phái người đến san bằng mộ gia thì cũng không dám ngang nhiên bước vào thành Thiên Tuyệt này gây hấn với Vân gia. Cỡ như Hắc Sơn lão quỷ và Bạch Sơn lão quỷ bước vào thành này gây hấn thì cũng đừng hòng toàn mạng trở ra. Chính vì không dám ngang nhiên hành động cho nên lão ta mới phái người giữa đường đuổi giết Vân Yên. Đến đây, từ xa Triệu Bân đã nhìn thấy phía trước phủ đệ Vân gia tập trung rất nhiều người. Nhất định là bọn họ đứng chờ đón Vân Yên. Trên thực tế, bọn họ cùng đang muốn nghênh đón Thánh tử Thiên Tông. Hai chữ Thánh tử có ý nghĩa hết sức đặc biệt, hắn chính là người sau này sẽ kế vị chức trưởng giáo Thiên Tông. Xét về tu vi thì có lẽ Triệu Bân không bằng Vân Yên, nhưng xét về thân phận và địa vị thì tiểu đề nhị này đã nằm trên Vân Yên. Trong những thời điểm đặc biệt Thánh tử còn có quyền điều binh khiển tướng, cho dù Vân Yên là sự phụ thì cũng phải nghe theo hiệu lệnh của hắn, chẳng giờ dùng tới qua là trước giờ Triệu Bân chưa bao quyền lợi của một Thánh tử mà thôi, đọc tiếp tại. Tiểu thư, còn chưa bước tới cửa thì bạn họ đã thấy có mấy thị nữ chạy ra đón tiếp. Sau đó có rất nhiều trường lão của dân gia ra đơn Vân Yên và Triệu Bân. Thánh tử đại giá quang lâm, không kịp từ xa tiếp đón. Cứ gọi ta là Cơ Ngân được rồi. Mời. Các trưởng lão còn nhiệt tình với hắn hơn nhiệt tình với Vân Yên. Điều này khiến Vân Yên rất bối rối, cảm giác như mấy vị thúc thúc bá bá này còn thân thiết với Cơ Ngân nhiều hơn mình. Không còn cách nào khác, ai bảo thân phận của hắn quá đặc biệt. Trước khi đến đây cô ta cũng không thông báo với gia tộc rằng Cơ Ngân sẽ đến. Bây giờ hắn lại đến đây khiến cho người trong gia tộc cảm thấy rất bất ngờ nhưng cũng không quá lúng túng. Cơ Ngân là thánh tử nhưng cũng là đệ tử của Vân Yên. Khi Vân Phượng đến đây đã mang theo Liễu Như Nguyệt. Vân Yên mang theo Cơ Ngân đến đây cũng là hợp lý. Nhắc đến Vân Phượng, cô ta đã đến Vân gia từ mấy ngày trước, chẳng qua là không ra đón mà thôi. Cô ta không ra ngoài, cũng không để cho Liễu Như Nguyệt ra ngoài. Đối với chuyện này, người của Vân gia cũng chỉ có thể thở dài, tỉ muội nhà này đã có ân oán từ rất lâu. Vừa bước vào trong phủ đệ Vân gia thì hai mắt Triệu Bân đã sáng lên. Vân gia là một gia tộc lớn, phủ đệ không hề nhỏ hơn Sở gia, bên trong phủ đệ có không ít bảo bối chân quý, kỳ hoa dị thảo khiến cho hắn không ít lần nổi lên bệnh nghề nghiệp. Không cần lâu, chỉ cần cho hắn thời gian một nén nhang thì hắn liền có thể dọn sạch Vân gia, nghĩ đến đây hắn liền bất giác nở một nụ cười quái dị. Các trưởng lão Vân gia thấy hắn cười thì đều nhướng mày. Không biết hắn đang nghĩ gì mà trông hạnh phúc đến như vậy. Vân Yên thấy hắn cười thì liền trừng mắt, cô ta rất hiểu đồ nhi của mình, hiển nhiên là cái tên này đang chẳng nghĩ đến chuyện gì tốt đẹp. Trong đại điện Vân gia cũng đã chật cứng người. Vân Thương Huyền, lão tổ Vân gia cùng với Vân Chiến Thiên, trưởng tộc Vân gia, đều có mặt ở đây. Ngoài ra còn có không ít trưởng lão và thái thượng trưởng lão vừa xuất quan. Cảnh tượng long trọng như vậy khiến cho ngay cả Vân Yên cũng cảm thấy kinh ngạc, năm nay cô ta về nhà lại có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy sao? Nhưng ngẫm lại thì cô ta cũng cảm thấy bình thường. Động tĩnh không lớn thì không xứng với danh tiếng của Thánh tử Thiên Tông. Có được một đệ tử như vậy, thân làm sư phụ như cô ta cũng cảm thấy vui mừng. Triệu Bân đi theo bên cạnh Vân Yên, sau khi bước vào đại điện thì hắn liền nhìn quanh một vòng, thấy nội tình của Vân gia quả nhiên rất mạnh mẽ.
Tính cả Vân Thương Huyền và Vân Chiến Thiên thì toàn Vân gia có tổng cộng 4 cường giả chuẩn thiên, ngoài ra còn có rất nhiều cường giả địa tạng đỉnh phong. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào người Vân Thương Huyền, ông nội của Vân Yên, tuổi tác của lão ta đã quá cao, khí huyết khô cạn còn bộc phát ra tử khí lúc ẩn lúc hiện, dường như không còn sống được bao lâu nữa. Bái kiến các vị tiền bối, Triệu Bân lễ phép chắp tay thi lễ. Không cần đa lễ, Vân Thương Huyền ôn hòa mỉm cười, có vẻ rất vừa mắt Triệu Bân. Lão Tổ Vân gia cũng là một tướng quân từng dẫn binh đánh giặc cho nên đối với những tiểu bối dám lên chiến trường đều đặc biệt coi trọng, mà Cơ Ngân còn là một nhân tài hiếm có. Trong trận chiến ở biên quan Đông Nam hắn đã chu sát 100 vạn đại quân địch, giành chấn bát hoang. Quả là tuổi trẻ tài cao, Vân Chiến Thiên cười lớn, mạnh mẽ vỗ vỗ vai Triệu Bân. Vân Thương Huyền xem trọng Triệu Bân, ông ta lại càng xem trọng Triệu Bân hơn, tên nhóc này chính là một yêu nghiệt ngàn năm khó gặp. Ngay cả Vân Thương Huyền và Vân Chiến Thiên còn như vậy thì đừng nói tới các trưởng lão khác. Đặc biệt là mấy thái thượng trưởng lão đều đang vây quanh Triệu Bân, người sờ cằm người vuốt râu, nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới như đang xem khỉ. Có mấy lão già không đứng đắn còn vươn tay ra nắn bóp tay chân của Triệu công tử, muốn nghiên cứu thử xem cái tên này rốt cuộc là cái giống gì mà lại có thể xuất sắc đến như vậy. Tên nhóc này đã có thê tử chưa? Để lão phu giới thiệu cho ngươi một cô nương. Đảm bảo ngươi sẽ hài lòng. Lớp người già hết sức ồn ào náo nhiệt. Triệu Bân lúng túng, sự nhiệt tình của Vân gia khiến cho hắn cảm thấy rất mất tự nhiên. Vân Yên thì lại càng lúng túng và mất tự nhiên hơn, mấy lão già này đều vây quanh Triệu Bân, hiển nhiên đã đá cô ta sang một bên. Khụ. Vân Thương Huyền ho khan một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, không được dọa lớp trẻ. Các trưởng lão cười khan, chủ yếu là bởi vì bọn họ lần đầu tiên mới được nhìn thấy một yêu nghiệt thiên tài cho nên nhất thời nhìn không được tò mò. Triệu Bân lúc này mới ngồi xuống, vẫn quan sát trái phải giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hắn đang tìm thứ gì? Tất nhiên là tìm người. Tìm ai? Tìm Vân Phượng. Hắn ngàn dặm xa xôi đến đây chính là vì muốn tìm Vân Phượng, khó khăn lắm mới đợi được cơ hội cô ta ra khỏi Thiên Tông, cô ta nhất định phải bị tiêu diệt, nếu như hắn bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này thì chỉ có quỷ mới biết khi nào Vân Phượng sẽ ra khỏi Thiên Tông lần nữa. Chuyện này không thể trì hoãn thêm được. Vừa nhắc tới Vân Phượng thì Vân Phượng đã đến. Cùng đi với cô ta còn có Liễu Như Nguyệt. Nhìn thấy Vân Phượng, nụ cười trên mặt Vân Yên liền biến mất. Thậm chí ánh mắt của cô ta còn trở nên hết sức lãnh đạm. Cô ta sẽ không bao giờ nở nụ cười với Vân Phượng. Lại nhìn sang Triệu Bân, ngoài mặt tuy hắn không thể hiện thái độ gì nhưng bên trong lại ẩn chứa sát khí tiềm tàng. Trong chớp mắt hắn đã có ý định ra tay, chỉ tiếc là chưa đúng lúc. Không vấn đề gì. Hắn đã tới đây thì Vân Phượng chắc chắn sẽ phải chết. Vân Phượng tỏ vẻ thờ ơ. Không thèm nhìn tới Vân Yên và Triệu Bân. Liễu Như Nguyệt thì vẫn phải cúi đầu trước Vân Yên, dù sao cô ta cũng chỉ là một hậu bối. Triệu Bân cũng phải làm điều tương tự. Bầu không khí đang náo nhiệt đột nhiên lại trở nên hết sức áp lực. Vân Thương Huyền và Vân Chiến Thiên đều thầm thở dài trong lòng, trong gia tộc chuyện gì cũng tốt, chỉ có Vân Yên cùng Vân Phượng là có khúc mắc với nhau vì một vụ huyết án năm xưa, Vân Yên đến nay vẫn còn hận Vân Phượng, không ai có thể giải quyết được. Đừng đứng đây nữa, yến tiệc đã chuẩn bị xong rồi. Thật lâu sau mới nghe thấy có trưởng lão Vân gia cười nói. Những trưởng lão khác cũng cười, bầu không khí ngột ngạt đến như vậy thật khiến cho người ta không quen. Hoa viên của Vân gia đã bày ra tiệc rượu. Đây là tiệc của gia tộc, ngoại trừ Triệu Bân và Liễu Như Nguyệt thì cũng không có người ngoài nào khác. Nhưng bữa tiệc gia tộc này cũng chính là bữa tiệc chia tay lão tổ Vân Thương Huyền, tuổi thọ của lão sắp kết thúc. Chỉ còn sống được vài ngày nữa cho nên lão muốn gấp rút tiếp viện biên quan. Bản thân lão từng làm tướng quân cho nên cũng có tình cảm đặc biệt đối với chiến trường, quyết phải được chết oanh oanh liệt liệt chứ không cam lòng chết già ở nhà, lão muốn trước khi chết được xung trận thêm một lần nữa. Chiến trường là nơi chôn thân tốt nhất của lão. Triệu Bân hết sức kinh ngạc và tôn trọng Vân Thương Huyền, ý chí của lão quá mạnh mẽ, đúng là một đại hán tử. Hắn bất giác lại nghĩ đến sư phụ của Sở Lam. Trước khi chết cũng muốn xung trận chiến trường, một đi không trở lại. Đều là lão tướng quân. Đều vô cùng đáng kính. Ông nội, không được đi, lần đầu tiên Vân Yên và Vân Phượng đồng thanh nói. Ý của ta đã quyết, Vân Thương Huyền mỉm cười nói. Vân Chiến Thiên muốn nói lại thôi. Ông ta cũng là một tướng quân cho nên rất hiểu tâm tình của cha mình.
Chiến trường là một nơi rất kỳ quái, khiến cho người ta vừa yêu vừa hận. Đợi đến khi tuổi thọ của mình sắp tận thì ông ta cũng sẽ giống như cha của mình vậy, sẽ xung trận chiến trường giết địch một lần nữa. Đã là một người lính thì ai cũng muốn được chết oanh oanh liệt liệt. Lão tiền bối, vãn bối kính người. Triệu Bân nâng chén rượu chân thành nói. Một chén rượu này đối với hắn có hai ý nghĩa, một là vì hắn tôn trọng lão tướng quân, hai là vì hắn muốn bồi tội trước với lão tướng quân, bởi vì một trong hai cháu gái của lão ta không lâu sau đó nhất định sẽ bị hắn giết chết. Tôn trọng thì tôn trọng, nhưng nợ máu cũng không thể quên, hắn nhất định phải giết được Vân Phượng. Đêm buông xuống, tiệc cũng tàn. Vân Thương Huyền đã rời đi, chỉ để lại bóng lưng già nua cho đám hậu bối nhìn theo. Vân gia rất đau buồn. Lần này ra đi cũng chính là vĩnh biệt. Triệu Bân xuất hiện trong một tiểu viện, nơi ở do Vân gia sắp xếp cho hắn. Vân Yên cũng ở đó, hẳn là đã uống hơi nhiều cho nên say đến mức ngủ thiếp đi ngay sau khi bước vào phòng. Triệu Bân chỉ nhìn thoáng qua rồi liền trở về lầu các của mình, cửa phòng vừa đóng lại thì bốn phân thân liền bắt đầu thi triển thuật triệu hoán ngược. Đêm nay hắn sẽ ra tay giết chết Vân Phượng, nếu như muốn toàn mạng ra khỏi Vân gia thì nhất định không được để kẻ khác phát hiện. Vì vậy thuật triệu hoán ngược là rất cần thiết. Đêm dài yên tĩnh, như một bóng ma, hắn lẻn ra khỏi lầu các. Vân Phượng đang ở trong một tiểu viện khác cách đó không xa, lúc trước hắn đã thăm dò rõ ràng. Hắn tránh được thị vệ tuần tra, lặng lẽ lẻn vào. Sau khi cẩn thận cảm nhận, hắn không khỏi nhíu mày. Liễu Như Nguyệt đang ở đó tháo trang sức trước gương, cô ta đã chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Nhưng không thấy Vân Phượng đâu. Đợi thật lâu cũng không thấy cô ta trở về. Bất đắc dĩ Triệu Bân đành phải rời khỏi tiểu viện, hắn như một bóng ma ra vào tiểu viện một cách cẩn thận, trong phủ đệ có rất nhiều cấm chế, nếu như không có thiên nhãn thì hắn nhất định đã sập bẫy. Người đâu? Triệu Bân đã lẩm bẩm hai chữ này rất nhiều lần. Hơn nửa đêm rồi, chẳng lẽ Vân Phượng còn chạy ra ngoài đi dạo? Hắn không chịu thua, chắc chắn Vân Phượng còn trong Vân gia cho nên vẫn tiếp tục tìm kiếm. Hắn đã tìm rất nhiều nơi. Trong phủ đệ Vân gia có rất nhiều lầu các cùng đình viện, tất cả đều có dấu chân của hắn đi qua. Mặc dù không tìm được Vân Phượng nhưng hắn đã nghe được không ít động tĩnh thú vị. Ví dụ như tiếng cọt kẹt của những chiếc giường. Ví dụ như tiếng thở hổn hển của nam nữ. Vân gia thật sự có không ít nhân tài vừa tận tâm vừa chuyên nghiệp. Trời không phụ người có lòng. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy Vân Phượng. Vân Phượng đang khoanh chân ngồi trong đình nghỉ mát giữa một hồ nước dâng lên sương mù lượn lờ, phản chiếu ánh sao lấp lánh. Thảo nào ta lại không tìm ra. Triệu Bân lẩm bẩm, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía hồ nước. Đây không phải là một hồ nước bình thường, lực che lấp của nó có thể qua mặt được cả đại địa linh chú. Chuyện này cũng không quan trọng. Chuyện quan trọng là Vân Phượng đang ở đây. Đã đến lúc thanh toán món nợ cũ rồi. Triệu Bân bình tĩnh thu lại khí tức, đạp trên mặt hồ mà đi. Vân Phượng còn đang tập trung vào việc của mình cho nên không hề phát hiện ra. Hoặc là do Triệu công tử bước đến rất lặng lẽ, không gây một tiếng động. Ánh mắt của hắn lạnh như băng. Hắn đã đợi ngày này quá lâu. Ai? Vân Phượng ngay lập tức mở mắt rồi đứng bật dậy. Triệu Bân nhướng mày, hắn lặng lẽ như vậy mà cô ta vẫn có thể cảm nhận được sao? Giấu đầu lộ đuôi. Vân Phượng lạnh lùng quát một tiếng, khí tức chuẩn thiên hiển lộ. Cùng lúc đó, sóng hồ cuộn trào tỏa ra hào quang. Sau đó Triệu Bân mới nhận ra trong hồ không chỉ có lực che lấp mà còn có ẩn dấu trận pháp, một tiên trận không hoàn chỉnh. Không hổ là gia tộc lớn, nội tình quả nhiên không tầm thường. Trong lúc tiên trận được kích hoạt thì hắn cũng bị ép phải hiện thân. Vân Phượng đứng trong đình nghỉ mát, rút kiếm quát lên, ngươi là ai? Triệu Bân không nói lời nào, ngay lập tức xoay người chạy trốn. Đi đâu, Vân Phượng hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng kết ấn niệm chú. Sau khi cô ta niệm chú xong thì liền có một luồng kiếm quang từ trong hồ nước phóng ra ngoài, cô ta đã kích hoạt tiên trận, uy lực của tiên trận mặc dù chưa hoàn chỉnh nhưng vẫn rất bất phàm, phóng ra kiếm quang vô cùng bá đạo. Ta đã đánh giá thấp ngươi. Triệu Bân rút ra một thanh huyết kiếm rồi cố hết sức vũ động chặn luồng kiếm quang vừa phóng tới. Huyết kiếm va chạm với kiếm quang tạc ra ánh lửa dữ dội làm chấn động không gian. Chuyện còn chưa kết thúc. Sau khi phóng ra luồng kiếm quang, từ trong hồ nước lại ánh lên ánh chớp. Tiên trận rất mạnh,
mỗi tia chớp đều tự mang lôi uy nghiền nát. Triệu Bân không ham chiến, chỉ một bên đỡ đòn một bên chạy trốn. Hắn đang cách Vân Phượng quá xa cho nên cho dù có thi triển thuấn thân tuyệt sát thì cũng chưa chắc có thể giết chết Vân Phượng, hơn nữa trong hồ còn có tiên trận có uy lực vô cùng lớn, sợ rằng hắn còn chưa kịp thuấn thân đến đỉnh nghỉ mát thì đã bị tiên trận chu sát rồi. Hắn tất nhiên không sợ những trận pháp bình thường. Nhưng đụng chúng tiên trận thì phải cân nhắc cẩn thận. Tốt hơn hết vẫn nên rút lui. Ấn quyết của Vân Phượng lại thay đổi, hồ nước đã kết băng từng tấc một. Lớp băng này hết sức quỷ dị, còn bộc phát ra lực phong ấn. Triệu Bân đang chạy trốn bỗng nhiên giảm tốc độ. Kiếm quang mang theo lôi điện đã phóng tới chỗ của hắn. Nhưng hắn phòng ngự rất chặt chẽ, sau lưng chỉ không ngừng vang lên những tiếng leng keng. Kẻ nào? Động tĩnh lớn đã đánh động xung quanh, ngay lập tức liền có người quát tháo chạy tới. Cường giả Vân gia chạy tới không ít, ngay cả cường giả chuẩn thiên cũng có mặt. Vèo! Triệu Bân nhanh nhẹn chạy ra khỏi hồ nước rồi biến mất trong tích tắc. Vân Phượng cau mày thật chặt, một người lớn còn sống sờ sờ trong nháy mắt lại biến mất không thấy tăm hơi, điều này khiến cho các cường giả Vân gia vừa chạy tới cũng sững sờ. Phượng Nhi, có biết đó là kẻ nào không? Các trưởng lão Vân gia tụ tập lại sau đó liếc nhìn Vân Phượng hỏi. Vân Phượng khẽ lắc đầu, sắc mặt vô cùng khó coi. Cô ta chỉ biết bóng lưng của kẻ đó trông rất quen, lại còn ngửi thấy một luồng sát khí lạnh lẽo, kẻ đó rõ ràng muốn tới ám sát cô ta. Á! Trong lúc mọi người còn đang hoang mang thì lại nghe thấy một tiếng hét truyền đến. Mọi người nghe vậy thì ngay lập tức chạy sang bên đó, nghe tiếng hét hình như là của Vân Yên. Đúng vậy, chính là Vân Yên. Cô ta đang ngủ thì đột nhiên bị một thứ không rõ rơi trúng lên người. Thứ không rõ đó chính là Triệu Công Tử, phân thân của hắn thi triển thuật triệu hoán ngược nhưng tư thế không vững lại gặp cảnh không gian biến đổi cho nên hắn liền rơi ngay vào phòng của Vân Yên. Chỉ nghe ầm một tiếng, toàn thân hắn đã đè lên người của Vân Yên khiến cho ngay cả giường cũng sập xuống. Hự! Đầu Triệu Bân ông ông, trong mắt hiện lên đầy những ngôi sao vàng. Dân Yên cùng không khá hơn là bao. Cô ta vốn đã rất say sầm vì cơn say mặt hơn. Bây giờ thì cô ta còn cảm thấy chóng mặt hơn. Triệu Bân lắc lắc đầu, cảm nhận được cả thứ gì đó rất mềm mại bên dưới đang bị mình đè lên. Khi hai mắt hắn sáng tỏ trở lại thì thứ mà mặt xinh đẹp hắn nhìn thấy chính là một khuôn với ánh mắt sách ngược đang bừng bừng lửa giận. Nhìn qua thật có chút quen mắt. Bùm, loảng xoảng. Phía sau là một căn phòng chìm trong hỗn loạn. Tiếng lạch cạch vang lên không ngừng bên tai. Đứng ngoài nghe thì chẳng khác nào có kẻ đang trộm cắp bên trong, nồi chén, bầu bồn ấm trà ly rượu nát đầy đất. Yên Nhi, cao thủ Vân gia đã tới, đông nghịt một mảng. Nhưng vừa tiến vào vườn thì đã thấy có khói bốc lên từ nóc phòng, phòng bị nổ banh chành, ngói xanh, xà nhà, mảnh vụn văng tung tóe. Ai không biết còn tưởng đang hủy phòng nữa chứ. Vèo, trong hỗn loạn, một bóng người thê thảm chui ra khỏi phòng, té ngã liên tục. Đó đúng là Triệu Công Tử, lúc này hắn còn choáng váng lắm. Phía sau là Vân Yên, Triệu Bân thê thảm, cô ta càng thảm hơn, cả người đen hết 7, 8 phần, quần áo xốc xếch, trong tay còn cầm theo một thanh kiếm. Vì đánh quá ác liệt nên chân mềm nhũn, đi đường cũng không vững, mặt đỏ ửng, cũng không biết vì xấu hổ hay vì tức. Thế này, mấy trưởng lão thấy thế đều sửng sốt. Hai thầy trò này đúng là thú vị, hơn nửa đêm rồi còn làm gì thế? Yên Nhi, đại trưởng lão Vân gia ra tay ngăn hai người lại. Đến lúc này, trong vườn mới yên tĩnh, cả đám mắt to trừng mắt nhỏ, hết xem Triệu Bân lại nhìn Vân Yên. Các ngươi, có trưởng lão thử hỏi. Biểu cảm mấy lão già này đều như nhau, họ mong có một lý do hợp lý. So tài, tỉ thí, không thể không nói, lúc này hai sư đồ rất ăn ý, lời thốt ra lại y hệt nhau. Có vài việc không nên nói trước mặt mọi người. Dù muốn nói cũng phải đợi đám đông tan đi mới tâm sự được. Mấy trưởng lão hít sâu một hơi, đồng loạt vuốt ve chòm râu. Hơn nửa đêm còn tỉ thí võ thuật, lừa quỷ à? Có chuyện, nhất định hai người có gì đó. Yên Nhi, có thấy kẻ nào lén lút không? Đại trưởng lão nghiêm túc, trịnh trọng hỏi. Vân Yên khẽ lắc đầu, các trưởng lão đều có mặt, thái thượng trưởng lão cũng bị quấy rầy kia. Có chuyện gì đây? Có kẻ lẻn vào ám sát Phượng Nhi, mấy trưởng lão đáp. Ám sát, Vân Yên nhíu mày, vô thức liếc nhìn Vân Phượng. Sau đó cô ta rời ánh mắt hỏi, biết là ai không?
chúng trưởng lão đều lắc đầu, xuất quỷ nhập thần, hắn chạy rồi. Vân Yên im lặng, ánh sáng trong mắt lập lòe vô chừng. Ông nội vừa đi, trong tộc lại hỗn loạn khiến cô ta không phát hiện được đã có người lén nhắm vào Vân gia. Chẳng lẽ là ân chú? Cô ta khá tin tưởng vào suy đoán này. Trên đường về nhà, cô ta đã bị đuổi giết, Vân Phượng cũng bị theo dõi, điều này không phải không có khả năng xảy ra. Vân Phượng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Triệu Bân. Chẳng biết tại sao mà cô ta thấy bóng người vào hồ nước ám sát rất giống Cơ Ngân. Triệu Bân thì ổn rồi, cả người cũng đen thui, quần áo biến thành bộ đồ màu đen, trông lam lũ vô cùng, người ngoài nhìn vô thì đoán chắc là bị Vân Yên đánh, nếu xem quần áo cũng chẳng thể nhận ra. Đi nghỉ sớm đi. Mấy trưởng lão cười nói rồi xoay thân rời đi, chạy khắp nơi tiếp tục điều tra. Họ không nói gì nhưng ánh mắt nhìn Triệu Bân và Vân Yên khi rời đi của Vân Phượng có chút khinh thường. Một sư phụ là nữ, một đồ đệ là nam, trai đơn gái chiếc ở chung hơn nửa đêm, không sợ người ngoài chê cười à. Da mặt Triệu Bân dày mà, thái độ rất bình tĩnh. Nét mặt Vân Yên vẫn lạnh nhạt trong trẻo như cũ, chuyện này liên quan gì ngươi? Vân Phượng đi rồi thì Vân Yên mới túm Triệu Bân, trong mắt đẹp là hai ngọn lửa ngùn ngụt. Không lo ngủ nghỉ mà vào phòng ta làm gì? Đi xì xì. Làm. Vân Yên tức điên. Cầm kiếm định cho tên kia một bài học. Cũng may Triệu công tử nhanh trí giãy giụa thoát khỏi sự trói buộc, quay đầu chạy mất, trong phút chốc đã ra khỏi vườn. Cơ Ngân! Đừng để ta gặp lại ngươi! Vân Yên dậm chân, ngực phập phồng. Lớn thế này mà cô ta chưa từng xấu hổ như vậy. Tính sai mà! Triệu Bân nhủ thầm câu này suốt dọc đường. Là hắn quá vội vàng, đánh giá sai thực lực Vân gia. Cứ tưởng có thể dễ dàng giết Vân Phượng, có trời mới biết Vân gia lại sở hữu pháp trận tiên cấp. Ra khỏi phủ Vân gia, hắn tới thẳng Cúc Nguyệt Hoa lâu. Đêm đã khuya, trên đường gần như chả thấy bóng người, thanh lâu cũng đã đóng cửa. Triệu Bân liếc nhìn một cái, tay vừa lướt qua bảng hiệu thanh lâu, lấy đi chữ Nguyệt và chữ lâu. Sau đó hắn xoay người đi mất. Trước khi đi hắn cũng không quên để bạc lại. Thấy thì nhớ làm lại bảng hiệu khác, ta trả tiền. Hắn đi nhưng để lại hai chữ trên bảng hiệu vô cùng chói mắt, Cúc Hoa. Nguyệt thần thấy thế thì vẻ mặt sâu xa vô cùng. Còn người nào đó thì không nghĩ nhiều đến thế. Hắn lòng vòng vài đợt rồi rẽ vào một khách điếm. Vân gia là không thể ở nữa. Hắn ở ngoài chờ, không tin Vân Phượng không ra ngoài. Ai làm? Là kẻ nào? Mới sáng ra mà tiếng quát tháo ầm ĩ. Tiếng mắng truyền ra từ bên thanh lâu. Tú bà đang chống nạnh. Đứng trước cửa chửi đồng, không biết là tên quỷ ma âm binh nào cậy mất hai chữ trên bảng hiệu nhà bà ta, rõ ràng cái tên Cúc Nguyệt Hoa lâu đang hay giờ chỉ còn Cúc Hoa, Hoa Cúc. Chúng ta bán thân, mãi nghệ chứ không bán hoa. Thú vị nha. Trước cửa thanh lâu tụ tập không ít người, họ đang chỉ trỏ bàn tán. Văn nhân nhà thơ không ít chữ còn bắt đầu ca ngợi Hoa Cúc một hồi. Hát, xì. Trong khách điếm, Triệu Bân hát hơi rất lớn. Xem ra lúc này có không ít người đang ân cần thăm hỏi nhà hắn rồi. Hắn thức trắng một đêm. Hai độn giáp thiên tự trộm được đã luyện hóa vào trong Long Uyên. Có thêm độn giáp, kiếm uy càng mạnh, Long Uyên đang rung lên dữ dội. Không tin là ngươi không ra ngoài. Triệu Bân đứng ở trước giường, mắt nhìn chằm chằm Vân gia. Càng nghĩ, hắn càng thấy nên ám sát bên ngoài là tốt nhất, có quỷ mới biết trong phủ đệ Vân gia còn bao nhiêu cạm bẫy. Chẳng ai biết hắn ra khỏi khách điếm lúc nào. Hắn biến ra rất nhiều phân thân, chạy vào khắp phố lớn ngõ nhỏ chỉ để theo sát Vân Phượng, còn bản thân lại tất bật lang thang khắp thành, dạo hết quán này đến quán khác, đến từng sạp hàng ở đầu đường, vì biết đâu chừng còn có bảo bối như độn giáp thiên tự, nếu có thêm được vài chữ thì sẽ càng tuyệt hơn. Chào tiểu hữu, trùng hợp thật nhỉ. Lúc hắn đang nhìn ngó thì đột nhiên nghe thấy có tiếng cười. Triệu Bân bất giác quay lại nhìn. Đập vào mắt hắn là một ông lão với ánh mắt hiền hòa, đó là lão Huyền Cơ. Không sai, đấy là lão Huyền Cơ ông chủ của Huyền Cơ Các, từng tặng cho Triệu Bân một tấm Huyền Cơ bài, cầm tấm lệnh bài đó thì có thể được hưởng ưu đãi 20% khi đến bất cứ cửa tiệm nào của Huyền Cơ Các. Vì điều này mà hai người họ còn có thỏa thuận, cứ đến ngày 15 hàng tháng, Triệu Bân sẽ đưa bùa chú cho lão ta để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Từ khi ma gia vào thành Thiên Thu thì có tới hơn 80% tài nguyên tu luyện được lấy từ Huyền Cơ Các,
không ngờ lại gặp được lão già này ở thành Thiên Tuyệt. Trùng hợp thật. Triệu Bân cười he he nhưng trong lòng lại cảm thấy rất kỳ lạ. Phải biết rằng hắn đang mặc áo bào đen che mắt và còn mang cả mặt nạ. Vậy mà cũng có thể nhận ra sao? Mắt lão già này tinh thật. Lão Huyền Cơ mỉm cười, đôi mắt già nua phát ra ánh sáng kỳ diệu. Thiên nhãn sao? Triệu Bân thấy vậy, miệng thầm lẩm bẩm. Mấy giây sau, hắn lại phủ nhận suy đoán đó. Không phải thiên nhãn mà chắc là một loại thiên phú đặc biệt. Hắn đoán không sai, đúng là một loại thiên phú đặc biệt, không có khả năng tấn công nhưng lại có thể phân biệt được con người. Chỉ có điều, không phải lúc nào cũng có thể dùng loại thiên phú này mà chỉ có thể sử dụng trong thời gian chỉ định mới được, lúc có hiệu quả lúc lại không, tự dưng hôm nay là ngày lành nên nhìn một phát là nhận ra người quen luôn. Sao tiền bối lại ở thành Thiên Tuyệt, Triệu Bân mỉm cười hỏi. Kiểm toán sổ sách, lão Huyền Cơ mỉm cười và còn đưa tay chỉ về cửa hàng ở cách đó không xa. Triệu Bân nhìn thấy thì không còn thấy kỳ lạ nữa. Huyền Cơ các rất thần bí, sự nghiệp rất lớn. Ở Đại Hạ, những thành cổ có quy mô một chút đều có chi nhánh của Huyền Cơ các. Cửa hàng của ta mới nhập một lô bảo bối, tiểu hữu đến xem thử không? Lão Huyền Cơ cười hiền, lão ta rất biết cách làm ăn, ra tới tận ngoài phố để kéo khách, lão ta biết cơ ngân có tiền, hơn cả chục tỷ chứ chẳng đùa. Chỗ thâm tình thì sao từ chối được? Đương nhiên Triệu Bân sẽ không từ chối. Hắn chuyển sang con đường khác nhưng vẫn chưa tới Huyền Cơ các. Phải nói là Huyền Cơ các ở thành Thiên Tuyệt có hàng chất lắm. Có điều vẫn chưa bày lên giá là đã lấy ra cho Triệu Bân xem trước. Có một miếng huyền thiết màu vàng làm Triệu Bân lóe mắt, thứ đó rất hiếm, là nguyên liệu tốt để đúc binh khí. Mấy thứ hiếm thì đương nhiên giá cả cũng sẽ rất đắt đỏ, có điều Triệu Bân có tiền, gặp được đồ tốt thì hắn không bao giờ tiếc tiền. Tiểu hữu, có thể nhờ thiên nhãn của ngươi giúp ta phân biệt một món đồ không, lão Huyền Cơ khẽ nói. Vậy miếng huyền thiết này, Triệu Bân vừa nghiên cứu miếng huyền thiết trong tay vừa cười he he. Giảm 20%. Được. Hai người họ nối đuôi nhau, vào sân sau của Huyền Cơ các. Lão Huyền Cơ tỏ vẻ thần bí, còn dùng đến bùa che mắt. Sau đó, lão ta mới lấy một món đồ ra. Đấy là một hòm bằng sắt đen thui, bốn mặt đều có khắc hình ảnh thần thú. Bát bộ phù đồ. Triệu Bân ngây ra, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Sao hắn có thể không nhận ra cơ chứ? Trùng hợp thật, thành Thiên Thu của hắn đang tìm món đồ này khắp nơi, vậy mà lão Huyền Cơ lại giữ một cái. Tiền bối, đây là gì? Triệu Bân giả vờ không biết gì, nhìn sang lão Huyền Cơ. Ta cũng không biết, nó được đem chợ đen về từ nhiều năm trước. Lão Huyền Cơ cười nói. Đương nhiên Triệu Bân không tin vào câu nói đó. Hắn không quan tâm nó từ đâu ra. Thứ mà hắn đang nghĩ là làm sao để lấy được chiếc hòm sắt đó. Nhờ anh bạn xem thử bên trong chiếc hộp là thứ gì. Lão Huyền Cơ đặt chiếc hòm sắt lên bàn. Để ta xem thử. Triệu Bân đứng vững rồi mở thiên nhãn một cách đàng hoàng. Đương nhiên hắn không xem thật mà chỉ làm ra vẻ thôi, vì nhìn chiếc hòm sắt mà hắn đã bị tổn thương mấy lần, lần nào cũng chúng phản phệ, mất luôn thị giác. Thảm nhất là buổi đấu giá tại thành Liệt Hỏa ở Nam Vực. Khi phần đầu ma quân chợt mở mắt nhìn hắn một cái làm hắn bay tận nơi nào, đến nay nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Hắn nhìn xong thì thu mắt lại. Là thứ gì, lão Huyền Cơ vội hỏi. Không có gì cả, Triệu Bân nhún vai. Ngươi chắc chứ, lão Huyền Cơ tỏ vẻ không tin tưởng. Chúng ta là chỗ quen biết lâu ngày, vãn bối có thể lừa ông được sao? Triệu Bân liếc mắt. Thời điểm thử thách tài diễn xuất lại đến nữa rồi. Không biết là IQ của lão Huyền Cơ chưa đủ cao hay là do ai kia diễn quá đạt mà lão ta đã tin vào lời của hắn thật. Bị người ta dụ rồi đúng không? Triệu Bân cầm ra một vò rượu. Còn tưởng là một bảo bối nữa chứ, lão Huyền Cơ thở dài. Rất lâu trước đây, vì còn trẻ chưa có kinh nghiệm nên lão ta đã bị một người bán dụ dỗ, đối phương liến thoáng luyên thuyên không ngừng khiến lão ta choáng váng. Để mua được chiếc hòm đó, lão ta đã phải tốn rất nhiều tiền. Cất giữ bao năm mà chẳng được gì. Nếu như tiền bối không cần thì cho ta đi, Triệu Bân uống một ngụm rượu. Lão Huyền Cơ nghe xong thì liền chau mày, không phải bảo bối thì ngươi lấy làm gì. Cầm nó đi đánh người chắc rất hữu dụng, Triệu Bân hạ giọng nói. Cái cớ đó rất hợp lý, lão Huyền Cơ cũng tin là thật, chiếc hòm sắt đó cực kỳ nặng, nếu lấy nó đi đập người khác thì người bình thường sẽ không thể chịu nổi. Giá cả hợp lý thì ta lấy,
Triệu Bân ngáp một cái. Lão Huyền Cơ vuốt râu, mấy giây sau mới hỏi với vẻ thăm dò, 500 vạn được không? Đây, tiền đây, Triệu Bân rất dứt khoát, hắn lấy ra một lốc ngân phiếu để lên bàn rồi cầm hòm sắt đi. Thứ này không phải là đồ có thể dùng tiền tài để đong đếm, hắn không dám trả giá vì sợ lão già đó đổi ý. Lão Huyền Cơ ngây mặt ra. Lão ta còn đang chờ Triệu Bân trả giá, sao lại nhanh gọn thế chứ? Lẽ nào chiếc hòm sắt này là bảo bối thật sao? Lẽ nào tên nhóc này đang dụ lão ta sao? Có thể để ta xem lại chút không? Lão Huyền Cơ cười he he. Cũng đâu phải là bảo bối gì, xem gì chứ? Triệu Bân nói xong thì quay đầu chuồn mất. Lão Huyền Cơ đứng phía sau, sắc mặt bực bội, trông tên này chạy nhanh đến thế thì chắc chắn chiếc hàm sắt đó không phải vật tầm thường. 500 vạn lượng mà không thèm trả giá, chắc mình bi gát đát roi. Ta cũng không lễ. Một lúc lâu sau mới nghe lão ta hít một hơi thật sâu. Giờ lấy lại lời hơn 400 vạn chiêu hon. Tấn mấy chục vạn mua chiếc hòm sắt, lão ta nghĩ vậy nên lòng cũng thấy dễ. Triệu Bân đi thẳng về chỗ chợ rồi đóng chặt cửa phòng lại. Chiếc hộp sắt lại lần nữa được lôi ra và đặt ngay ngắn. Không thể nghi ngờ gì thêm, đúng là bát bộ phù đồ. Hắn mở thiên nhãn, gắng gượng nhìn trộm. Giống như mấy lần trước, thiên nhãn lại gặp phản phệ, sức mạnh mất hết. Mà bên trong hộp là một bàn tay bê bết máu, khác ở chỗ, lần này là tay phải. Ba cái rồi, còn thiếu 5 cái. Triệu Bân cất hộp sắt, lặng lẽ nhỏ thuốc dưỡng mắt. Tái sinh được ma quân là có hy vọng tái sinh được cha hắn và vô xương. Cùng lắm thì cũng có thể kiếm được ít đan dược trường sinh bất lão và phương thức luyện đan từ ma quân. Lần này tới thành Thiên Tuyệt, quả nhiên không uổng công. Hắn mừng thầm, vừa lấy được 2 độn giáp thiên tự, lại lấy thêm 1 chiếc hộp sắt. Tính đi tính lại, Vân Yên cũng là một phúc tướng. Nhắc đến Vân Yên, cô ta đang tìm hắn khắp thành kia kìa. Không phải tìm hắn để tính sổ, mà vì thân phận của Triệu Bân quá đặc thù, cường giả các nước và sát thủ La Sinh Môn đều muốn đập chết hắn. Nếu biết hắn đang ở thành Thiên Tuyệt, chắc hẳn họ đã chạy tới, hắn không thể bị tiêu diệt được. So với thế giới ngoài kia thì ở trong Vân gia an toàn hơn. Tiếc rằng tìm hết cả một ngày cũng không thấy bóng dáng Cơ Ngân đâu. Màn đêm lại ập xuống. Vào ban đêm, Vân gia vẫn ở trong trạng thái phong tỏa. Để bắt thích khách, Vân Chiến Thiên còn điều động không ít cường giả, lục soát từng tấc đất trong phủ. Bước dây động dừng rồi. Trước cửa sổ, Triệu Bân cầm kính viễn vọng cứ nhìn rồi lại nhìn. Là hắn quá nóng vội, không thể tiêu diệt Vân Phượng, ngược lại còn đánh động cho cô ta. Nếu biết rõ có người muốn hành thích, chắc hẳn sẽ không dễ gì ra ngoài đâu. Ôi! Triệu Bân thở dài, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhỏ thuốc. Phản phệ từ hộp sắt rất mạnh. Thiên nhãn đến nay vẫn còn mơ hồ. May mà hắn có khá nhiều linh dịch bồi bổ thiên nhãn, không cần quá lâu cũng có thể hồi phục. Nửa đêm, mọi thứ im phăng phắc. Trong phòng, Triệu Bân khoanh chân nhắm mắt, tĩnh tâm ngồi thiền. Đột nhiên, ánh nến trong phòng thoáng lay động, gió lạnh có thêm phần lạnh lẽo. Triệu Bân thoáng nhíu mày, hé mắt ra một khe hở, có thể thấy một luồng khói màu đen từ bên ngoài thổi vào trong phòng. Vừa là khói gây mê vừa là khói độc có chứa hương thơm. Nếu khói này tiến vào cơ thể, chúng sẽ biến thành côn trùng. Hiển nhiên, có người muốn tiêu diệt hắn. Khói độc mạnh như thế này, hiển nhiên không phải kẻ trộm. Hắn tiện đà ngã vật ra, để tạo cảnh tượng giả lừa thích khách. Được rồi. Là do hắn diễn tốt quá, thích khách trên nóc nhà sáng cả mắt lên. Đợi qua hồi lâu không thấy Triệu Bân có động tĩnh gì, đến cả hơi thở cũng ngừng. Đến lúc ấy, thích khách mới lén lút chui vào. Là một kẻ mặc áo đen, khí tức bị che giấu, đúng chuẩn một cao thủ chuẩn thiên. Thật thú vị, một thích khách chuẩn thiên giết võ tu địa tạng mà dùng khói độc, đúng là mất hết thể diện. Soạt! Không đợi bóng người áo đen chạm đất, Triệu Bân đột nhiên mở mắt. Cũng vào lúc ấy, hắn đột ngột bật dậy, chỉ trong thoáng chốc đã dùng dư chấn tiêu diệt hết trùng độc trong cơ thể. Người áo đen biến sắc, quay người định trốn. Triệu Bân còn nhanh hơn, tung chu tiên quyết đâm xuyên qua thể phách của tên này. Người áo đen khẽ rên lên nhưng không thay đổi ý định, vẫn bước xuyên qua tường mà đi. Quay lại đây. Triệu Bân đuổi theo như hình với bóng, giơ tay định túm kẻ đó về. Sau đó là một âm thanh đùng, roi đánh hồn gõ vào gáy của kẻ kia, tạo ra âm thanh rất vui tai.
Người áo đen khẽ hừ, hoa mắt chóng mặt. Không đợi hắn ta khôi phục sự tỉnh táo, hàng trăm đạo phong ấn đã được gắn lên người hắn ta. Bùa phong ấn của Triệu Bân, lá nào cũng rất phi phàm, cấp bậc không hề thấp, phong ấn kẻ kia cứng ngắc. Đùng! Triệu Bân quất thêm một roi, tiễn người áo đen vào cõi mộng. Hắn kéo lớp khăn che mặt của người áo đen, để lộ ra một gương mặt lạ hoắc. Sau khi xác nhận mình chưa từng thấy tên này, hắn đặt tay lên đầu của người áo đen, dùng tới pháp soát hồn. Người áo đen đang hôn mê, rên rỉ đầy đau đớn. Triệu Bân không hề tiếc thương, soát hồn đến chết mới thôi. Linh hồn kẻ này có cấm chế, cực kỳ ngăn cản hắn soát hồn. Cũng không sao, không hề tiêu hao quá nhiều thời gian. Hắn càng mạnh mẽ, người áo đen càng đau đớn, thất khiếu chảy đầy máu tươi. Là một thích khách, một khi hành thích thất bại, chờ đợi hắn ta chỉ có tai họa. Không biết đến lúc nào, người áo đen kia mới ngã vật xuống đất. Công tôn gia của Nam Vực. Triệu Bân thu tay, đôi mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Đúng vậy, thích khách này là công tôn gia tìm tới, mặc dù đúng là thích khách, nhưng không thuộc về La Sinh Môn. Đợi đó cho ta. Triệu Bân quát thầm trong lòng, đợi hắn cứu được mẹ, đợi hắn thống nhất ngũ mạch của Thành Thiên Thu. Hắn không ngại điều quân xuống phương Nam tiêu diệt công tôn gia, thêm cả Cát gia, Huyết Hy Môn, Thi Tộc và tộc Hỏa Long, không một ai chạy thoát. Hắn quét sạch chiến lợi phẩm, sau đó hủy thi diệt tích. Người áo đen chết trong hầm hực, chắc hẳn vì đã đánh giá Thánh Tử Thiên Tông quá thấp, cũng đánh giá khói độc của bản thân quá cao. Độc tính của thứ này rất bá đạo, cao thủ chuẩn thiên cũng chưa chắc đã chịu nổi. Thế nhưng thứ tràn trề trong cơ thể Triệu Bân đâu chỉ có chân nguyên, mà còn có 9 phần tiên lực. Độc tính mạnh đến đâu cũng không địch nổi khả năng hủy diệt của tiên lực. Gian khách điếm này không thể ở lại được nữa. Triệu Bân thu dọn tay nải, lặng lẽ trốn ra ngoài. Người áo đen có thể tìm được hắn thì các thích khách khác cũng có thể. Người từ đại tộc Nam Vực, từ La Sinh Môn, từ các phương triều lớn, để tiêu diệt hắn, có trời mới biết bao nhiêu sát thủ được phái tới. Hắn không sợ có người hành thích, mà là trước khi giết được Vân Phượng, hắn không muốn gặp nhiều rắc rối. Đợi khi giết được Vân Phượng rồi, hắn không ngại tìm một chốn nương thân cho sát thủ của các bên. Cũng chính là núi bất tử ấy. Tìm một cơ hội để giết cả bầy. 3 ngày sau, Vân gia giải trừ phong tỏa. Nhân lúc có trăng, hai bóng dáng yêu kiều lẻn ra khỏi phủ đệ, ai nấy đều mặc đồ đen. Triệu Bân thấy thế mà hai mắt khẽ nheo lại, tuy đối phương che chắn toàn thân, nhưng không tránh được việc bị hắn nhìn trộm. Đó là Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt, chắc hẳn định quay về Thiên Tông. Đúng như hắn dự đoán, ra khỏi thành Thiên Tuyệt, Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt chạy thẳng về phía Nam. Lần này xem ngươi chạy đi đâu. Triệu Bân quát một tiếng, sau đó đuổi theo. Tốc độ của Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt nhanh đến kỳ lạ, hay nói cách khác, tỏa kỵ mà họ ngồi cực nhanh. Vân Phượng cưỡi bạch hạc vô cùng hiếm có. Tính theo tu vi của con người thì chắc tọa kỵ này cũng phải đạt đỉnh địa tạng, dùng thêm bùa tốc hành cao cấp nên nhanh như điện xẹt. Triệu Bân cũng không chậm, hắn cũng dùng bùa tốc hành, như một bóng ma đi xuyên qua rừng núi, đuổi theo sát nút. Chỉ cần khoảng cách đủ gần, hắn sẽ dùng thuấn thân tuyệt sát không hề do dự, cũng chỉ giết Vân Phượng. Còn về Liễu Như Nguyệt, hắn đã có tính toán từ trước, chuẩn bị cho cô ta một cốc nước phong tình. Dưới ánh trăng, ba người ngồi trên tọa kỵ dần dần cách xa thành Thiên Tuyệt. Bên ngoài trăm dặm, tọa kỵ của Vân Phượng giống như một luồng sáng trắng từ trên trời đáp xuống, rơi vào một khu rừng. Hai mắt Triệu Bân sáng ngời, hắn theo sát phía sau. Điều khiến hắn bất ngờ là trong rừng cây lại có một tòa địa cung. Khi hắn đuổi tới, Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt men theo lối đi tiến vào địa cung. Thú vị đấy! Triệu Bân liếc mắt nhìn một cái rồi đuổi theo. Đập vào mắt hắn là Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt đang đứng ngay chính giữa điện, đã vậy còn quay mặt về phía hắn, xem ra họ đã biết có người bám đuôi từ lâu rồi. Uỳnh! Triệu Bân vừa mới bước vào, cửa lớn bằng đá đã đóng sập lại, bên trên có hoa văn thần bí chuyển động, chắc hẳn là một loại cấm chế để gia tăng độ bền chắc cho cánh cửa này. Nếu không có sức mạnh tuyệt đối, không thể nào làm vỡ được. Triệu Bân thoáng nhíu mày, dự cảm không lành nảy ra trong lòng. Địa cung này dường như là một cái bẫy, dưới nền, trên nóc, bốn bức tường xung quanh ẩn hiện phù văn đang chuyển động, nghiễm nhiên biến địa cung chưa đầy 500 trượng vuông thành một cái lồng nhốt người. Nhốt ai thế? Tất nhiên là nhốt hắn rồi.
Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt cố tình dẫn hắn tới nơi này. Nếu như dự đoán của hắn không sai thì cả đống cường giả đã bao vây địa cung này từ mọi hướng rồi. Hắn lại đánh giá Vân gia quá thấp, tưởng rằng vì bắt thích khách mà họ mới làm ra chiếc bẫy này. Thật lúng túng thay, bây giờ hắn mới biết. Mà dự đoán của hắn không sai tí nào, đại địa linh chú để cảm nhận, hắn thấy bốn phương tám hướng xung quanh địa cung đều có khí tức được che giấu kỹ đang tiến gần, phải có tới 8 cao thủ chuẩn thiên. Hắn cảm nhận được Vân Chiến Thiên, cảm nhận được Vân Yên, thậm chí còn có cả Vân Phượng. Thế nên, Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt đang đứng đối diện hắn là do kẻ khác đóng giả. Hắn đoán không sai, hai kẻ ở phía đối diện quả thật không phải Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt. Không muốn ông ta chết thì yên phận đi. Triệu Bân điềm nhiên nói, một thanh kiếm đã kê ngang vai đại trưởng lão. Hắn không muốn đối địch với hai trưởng lão này. Nhưng để rút lui toàn thây, hắn phải tìm một con tin làm bùa hộ mệnh, điều này rất cần thiết. Thả huynh ấy ra. Nhị trưởng lão dừng tay, không dám lỗ mãng nữa. Ông ta vừa dứt lời, cửa đá từ bốn phía đông tây nam bắc của địa cung mở ra, có bóng người lao vào, có thể nhận ra Vân Chiến Thiên, Vân Yên và Vân Phượng, thêm cả trợ thủ mà Vân gia mời tới, toàn là cao thủ chuẩn thiên, bịt kín lối vào xung quanh. Thấy cảnh tượng bên trong địa cung, ai cũng nhíu mày. Họ lên kế hoạch rất tỉ mỉ, chỉ không ngờ tới điều này. Hai vị trưởng lão căn cơ hùng hậu, cho dù không đánh nổi đối phương cũng có thể cầm cự tới khi họ tới. Thật không ngờ, mới chỉ một loáng, đại trưởng lão đã bị khống chế rồi, hết sức ngượng ngùng đấy. Quen thuộc quá. Thấy Triệu Bân, Vân Yên thoáng nheo mắt. Đâu riêng gì cô ta, Vân Chiến Thiên và Vân Phượng cũng có chung cảm giác này. Thế nhưng họ không nhìn thấu được Triệu Bân. Các hạ, Vân gia và người có thủ oán ư, hai mắt Vân Chiến Thiên sáng rực như đuốc. Thù hay không thù lát nữa tính tiếp, có tiện nhường đường không nhỉ, Triệu Bân mỉm cười. Người nghĩ rằng người đi được sao, Vân Phượng lạnh lùng nói. Thế thì khó nói lắm, thanh kiếm trong tay Triệu Bân rung lên bần bật, trông như sắp tiêu diệt đại trưởng lão. Chớ làm bậy, Vân Yên hoảng loạn. Lòng kiên nhẫn của lão phu có mức độ thôi, Triệu Bân vờ như không thấy, kiếm quang lóe lên lạnh như băng. Nhường đường, Vân Chiến Thiên hô lên đầy kiên định. Chỉ sợ đối phương muốn cá chết lưới rách, tiêu diệt luôn đại trưởng lão. Lời nói của ông ta cũng rất hữu dụng, đám đông đồng loạt lùi sang hai bên. Soạt, Triệu Bân uy hiếp đại trưởng lão, trốn ra khỏi địa cung nhanh như cắt. Đám đông đồng loạt đuổi theo. Đập vào mắt họ là hình ảnh đại trưởng lão bị hắn quăng lại. Mà Triệu Bân đã co chân chạy mất, bay vọt lên trời. Keng, tiếng mũi tên chói tai vang lên, có người âm thầm bắn tên. Người này là cường giả mà Vân Chiến Thiên mời tới để đề phòng, trước đó không tiến vào địa cung mà canh giữ ở bên ngoài. Không ngờ rằng vẫn có thứ để đề phòng. Mũi tên của kẻ này sở hữu lực sát thương rất mạnh, giống như một luồng sáng bạc xẹt ngang bầu trời. Triệu Bân nhíu mày, gắng gượng tránh né. Thế nhưng uy lực của mũi tên quá mạnh, hắn vẫn gặp phải dư chấn, bả vai bên trái bị chém ra một vết máu. Đuổi theo. Vân Chiến Thiên thét lên. Ông ta cũng là người đầu tiên đuổi theo. Đám đông cũng không chậm trễ, ào ào tràn ra ngoài. Tại ta, đại trưởng lão đã được giải trừ phong ấn, mặt mũi rất áy náy. Nếu không phải ông ta bị bắt, đối phương chắc hẳn đã bị hạ gục rồi. Bây giờ thì khác, tên đó chạy mất rồi. Màn đêm yên tĩnh có thêm chút ồn ào. Triệu Bân vừa chạy vừa trốn, đám cường giả sau lưng vừa đuổi vừa đánh. Tiếng nổ ầm ầm vang lên. Rừng cây nhếch nhác vô cùng. Không biết tới bao giờ, động tĩnh mới ngừng lại. Đám đông dừng chân, không phải vì không muốn đuổi nữa, mà là đang đuổi thì không còn thấy bóng dáng của Triệu Bân. Ôi! Vân Chiến Thiên thở dài, cơ hội tốt thế này mà vẫn để đối phương chạy mất. Các cường giả mà ông ta mời tới thì lên tiếng ho khan. Đội hình hoành tráng thế này, đuổi đánh tới nửa đêm mà không bắt được người, đúng là mất hết thể diện. Khi xuất hiện thêm lần nữa, Triệu Bân đứng trước một thác nữa. Các cường giả lúng túng, hắn cũng phải vuốt mặt. Bị lừa hai lần rồi, đúng là có lỗi với phong độ của hắn. Hai lần hành thích Vân Phượng đều thất bại, không thể quay về thành Thiên Tuyệt thêm lần nữa, Vân gia chắc chắn sẽ tiếp tục đặt bẫy hắn. Để ngươi sống thêm vài ngày. Triệu Bân nhìn về phía thành Thiên Tuyệt rồi quay đi. Thế nhưng chưa đợi hắn đặt chân xuống,
một lưỡi kiếm dài mảnh và đen tuyền đã lao tới trước mặt. Triệu Bân biến sắc, bay về sau để tránh. Một kẻ nấp sau lưng mà hắn không hề phát giác. Nhát kiếm này không gì cản nổi, tuy chưa trúng hắn nhưng uy lực của nó đã làm rách da thịt trên mi tâm hắn. Máu tươi chảy ra, kiếm ý từ miệng vết thương chui vào mi tâm, lạnh lẽo mà tịch mịch, khiến đầu hắn ong ong như muốn nứt ra. Hắn dám chắc rằng, nếu trúng nhát kiếm này, hắn sẽ chết ngay, khỏi cần nghi ngờ. Không phải vì hắn quá yếu, mà là đối phương quá mạnh, nhát kiếm tuyệt sát khỏi cần bàn cãi. Đừng nói là hắn, dù là Hoàng Phi Vũ Linh bị chém phải cũng sẽ hồn bay phách tán. Đây là sát thủ với cấp bậc cao cỡ nào chứ? Thích khách cấp chữ thiên của La Sinh Môn. Thời khắc nguy hiểm kéo đến, hắn dùng thiên nhãn tuấn thân trốn lên vách đá đối diện mới tránh được đòn tuyệt sát. May mà đêm nay đồng lực đủ dùng, nếu đồng lực thiếu hụt, không dùng được tuấn thân, hắn chết chắc rồi. Đến lúc này, hắn mới nhìn rõ kẻ xuất kiếm. Hóa ra là một người mặc áo đen, hành tung như một bóng ma, đeo mặt nạ đầu quỷ che nửa mặt, không nhìn rõ dung mạo, chỉ có đôi mắt u ám lộ ra bên ngoài. Từ đôi mắt của đối phương, hắn không tìm được chút tình cảm nào. Diêm La Mặt Quỷ, Triệu Bân lầm bầm. Đúng như hắn nói, là Diêm La Mặt Quỷ. Ở La Sinh Môn, ngoại trừ môn chủ La Sinh, không ai có thể xuất ra chiêu kiếm tuyệt diệt như vậy. Hay cho một thiên nhãn thuấn thân, Diêm La Mặt Quỷ điềm tĩnh nói. Tiền bối đến thăm, vãn bối quả thực rất vinh hạnh, Triệu Bân sách kiếm Long Uyên, tiên lực trong cơ thể căng tròn, cưỡng ép đẩy sát ý của nhát kiếm kia ra ngoài, nhưng da thịt bị nứt trên mi tâm lại khó lành. Là do kiếm ý của Diêm La Mặt Quỷ quá đáng sợ, đến mức nó vẫn vất vưởng quanh vết thương, khó mà tiêu diệt hoàn toàn. Ta sẽ còn đến. Diêm La Mặt Quỷ buông lại một câu rồi lẩn vào trong màn đêm. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy tên này đang trốn. Mà đúng là vậy, hắn ta đang trốn. Không phải Triệu Bân bốc phét, nếu đánh nhau trực diện, một mình hắn có thể đánh được 10 tên như Diêm La Mặt Quỷ. Đã vậy còn với tiền đề không dùng đến kỳ lân hóa nhé. Thích khách là một kiểu võ tu rất cực đoan, toàn tu luyện các chiêu thức để tiêu diệt kẻ địch trong một nhát kiếm, dù là cao thủ thiên võ chúng phải cũng có khả năng bị giết chết, nhưng nếu đánh nhau quang minh chính đại, ngoại trừ môn chủ La Sinh Môn, ai nấy đều đánh đấm rất dở. Đây là lý do tại sao nếu một nhát kiếm không đem lại kết quả, thích khách sẽ trốn đi ngay lập tức. Cũng phải xem mình đang đánh nhau với ai chứ. Đối diện với nhân tài như Triệu Bân, chuồn đi là thượng sách. Chạy đâu hả? Triệu Bân thét lên trong lòng, sách kiếm đuổi theo vào bóng tối. Ngay trước đó, hắn dùng thiên nhãn, khắc một ấn ký bám đuôi lên người Diêm La Mặt Quỷ. Bị thiệt nhiều như thế, dù sao cũng phải vớt lại chút thể diện chứ. Nếu người trong thiên hạ biết được, chắc sẽ kinh ngạc lắm. Diêm La Mặt Quỷ là ai chứ? Là sát thủ hàng chữ thiên đấy, giỏi nhất là hành thích, đến cả hồng tước của đại hạ cũng suýt mất mạng trong tay hắn ta. Người ngoài trốn còn không kịp. Vị này thì hay rồi, dám lao đầu về phía trước, thái độ này trông như muốn phản hành thích Diêm La Mặt Quỷ ấy. Suy nghĩ này của hắn không hề sai, hắn cũng có đủ khả năng để làm vậy. Có một tên sát thủ suốt ngày rình rập, đi ngủ cũng không dám nhắm mắt. Nếu có thể tiêu diệt được, hắn không ngại đánh một trận. Nếu có thể bắt sống thì tốt nhất. Người như Diêm La Mặt Quỷ cũng có thể tính giá bằng gam. Trói được sát thủ cấp chữ thiên, tìm môn chủ La Sinh Môn đòi 5-10 tỷ gì đó, hẳn là đối phương sẽ không từ chối đâu. Chẳng trách phái ta đến. Trong rừng cây, Diêm La Mặt Quỷ giống như một bóng ma, không ngừng lầm bầm trong lòng. Khi nghe nói phải hành thích một võ tu địa tạng, hắn ta còn nổi giận đùng đùng. Hắn ta ở đẳng cấp cỡ nào chứ? Từ ngày đạt cấp chữ thiên, những kẻ bị chôn dưới mũi kiếm của hắn ta yếu nhất cũng đã đạt đỉnh chuẩn thiên. Trong đó còn có hai cao thủ thiên võ, thế mà bây giờ lại phái hắn ta đi hành thích một võ tu địa tạng, đúng là vả vào mặt hắn ta. Chuyện này mà truyền lại cho hậu bối, chắc chắn chúng sẽ chê cười. Nếu không phải vì môn chủ ép buộc, hắn ta sẽ không chịu tới đâu. Phen này tới rồi mới thay đổi quan điểm về việc hành thích một võ tu địa tạng. Đến hắn ta còn thất bại, đến hắn ta cũng không tiêu diệt nổi cơ ngân chứ nói gì tới các thích khách khác. Thánh tử của Thiên Tông đúng là danh bất hư truyền, là tên yêu nghiệt nghịch thiên. Cũng không sao. Lần đầu thất bại không có nghĩa là lần thứ hai cũng thất bại. Ngoại trừ môn chủ, hắn ta là người giữ thể diện cho La Sinh Môn không giết nổi cơ ngân, làm sao giữ được mặt mũi.
Hửm. Khi đang đi, hắn ta đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh ngắt. Diêm La mặt quỷ đột ngột quay đầu, đập vào mắt là một luồng sáng màu vàng. Nói cho đúng hơn, là một mũi tên sấm sét màu vàng. Đúng vậy, Triệu công tử đuổi tới nơi rồi, kéo cung bắn ra một mũi tên bá đạo như vậy. Keng. Diêm La mặt quỷ rút kiếm, chém bay luồng sấm sét. Đến khi ấy, hắn ta mới trông thấy người ra tay, chính vì trông thấy mới phải nhướng mày thật cao. Tên tiểu tử này điên rồi, hắn dám đuổi theo, là định giết sát thủ cấp chữ thiên ư. Từ khi hành nghề sát thủ đến nay, lần đầu tiên hắn ta gặp phải chuyện kỳ quặc như vậy. Tuy mới mẻ đấy, nhưng hắn ta cũng thấy tức giận. Coi thường Diêm La mặt quỷ này chứ gì? Coi ta là quả hồng mềm dễ bóp chứ gì? Chạy từ xa tới đây chỉ để nắn quả hồng. Còn nữa, hắn ta dùng độn pháp chắc tuyệt, cơ ngân khóa chặt mục tiêu bằng cách nào, lại còn nhắm chuẩn như vậy chứ? Đến cũng đến rồi, không đánh một trận đã vội đi sao, trong bóng tối, Triệu Bân xách kiếm bước ra. Muốn chết như thế thì ta thành toàn cho ngươi, Diêm La mặt quỷ cười khẩy, hắn ta bước ra, đến khi xuất hiện lần nữa đã ở rất gần Triệu Bân, vẫn dùng một kiếm tuyệt sát. Có lẽ vì quá giận dữ nên uy lực của nhát kiếm này còn mạnh hơn nhát kiếm trước đó. Thế nhưng, lúc trước hắn ta đánh lén, lần này tấn công trực diện nên Triệu Bân đã có phòng bị, dù uy lực của nhát chém hơn hẳn cũng chẳng có tác dụng gì, không cần quá lâu, chỉ cần thời gian trong một khoảnh khắc đã đủ cho cơ ngân đối phó rồi. Keng! Mũi kiếm phá toạc tầng không, tóe ra ánh lửa. Triệu Bân như một pho tượng, sừng sững bất động. Khi mũi kiếm cách mi tâm của hắn chỉ còn ba tấc, hắn mới có động tĩnh, nhanh chóng độn thổ. Mũi kiếm đâm vào khoảng không, Diêm La mặt quỷ phản ứng không chậm, mũi chân chạm xuống đất, bay ra sau để thối lui. Nhưng Triệu công tử còn nhanh hơn, hắn chui ra khỏi lòng đất, một tay tóm lấy cổ chân của Diêm La mặt quỷ, túm hắn ta trở về. Đường đường là cao thủ đạt đỉnh chuẩn thiên mà bị hắn quăng quật, binh một tiếng nện xuống nền đất. Nói thật lòng, cú ngã này không dễ chịu tí nào. Chí ít, Diêm La mặt quỷ bị nện xuống mà phải rên khẽ. Hắn ta từng giết cao thủ thiên võ là thật, nhưng sức mạnh xác thịt của hắn ta quả thật không dám thể nói là tốt. Thích khách rất cực đoan, mạnh về tấn công, yếu về phòng thủ, đây là đặc tính của hắn ta. Lần nữa nào, chân nguyên của Triệu Bân cuộn trào, tiên lực tràn trề, quăng quật Diêm La mặt quỷ thêm lần nữa. Dạng thích khách với cấp bậc như hắn ta thì phải quăng chết trong một lần mới được. Nếu quăng ba lần không đủ thì quăng chín lần không đủ thì cứ quăng đến chết mới thôi. Phá! Diêm La mặt quỷ rên khẽ, cũng không uổng cái danh tiếng của mình, hắn ta dùng bí pháp, gắng gượng thoát khỏi gọng kìm của Triệu Bân, bay ra sau mà trốn. Nổ! Đáp trả hắn ta là tiếng thét lạnh lùng từ Triệu Bân. Nói nổ là nổ ngay. Tiếng nổ truyền tới từ cổ chân của Diêm La mặt quỷ, cũng chính là cổ chân mà ban nãy bị Triệu công tử tóm lấy, lúc tóm cũng tiện tay dán thêm ít bùa nổ, loại có thể vô hiệu hóa cả bùa chống nổ, thêm sức mạnh từ thiên lôi, sức mạnh kỳ lân và tiên lực. Đây là loại bùa nổ đặc chế của hắn, nếu không gặp được võ tu cấp bậc cao, hắn cũng không nỡ dùng. Phụt! Máu me tóe ra. Diêm La mặt quỷ vừa mới tiếp đất đã bị nổ cho lảo đảo, bên chân đó bị nổ cho máu thịt mơ hồ. Hắn ta mờ mịt, cơ ngân dán bùa nổ từ lúc nào thế? Còn nữa, hắn ta có bùa chống nổ cơ mà, tại sao bùa nổ của cơ ngân vẫn nổ được? Và lại, uy lực của thứ bùa nổ này cũng quá là mạnh. Tiền bối, sao lại trốn thế? Triệu Bân luôn tranh thủ mọi thời cơ, vừa kích hoạt bùa nổ, hắn vừa tấn công tới, hám sơn quyền vô cùng bá đạo. Diêm La mặt quỷ lộ ánh mắt hung hãn, vung trưởng đáp trả. Đùng! Quyền và trưởng va chạm, tạo ra một tiếng nổ lớn. Điều khiến người ta giật mình ngã ngửa là Diêm La mặt quỷ lùi về sau vì cú đấm, xương cốt trong lòng bàn tay nứt vỡ. Cũng phải, xét về tu vi thì Triệu công tử không bằng. Nhưng đọ sức mạnh thì Diêm La mặt quỷ vẫn còn thua xa. Nhân lúc hắn ta ôm yếu, kết liễu luôn mạng của hắn ta. Triệu Bân theo sát như hình với bóng, lao tới gần Diêm La mặt quỷ. Thậm chí không cần dùng kiếm mà mở đấu chiến thánh pháp. Đánh cận chiến là điểm yếu của thích khách, nhưng là thế mạnh của hắn. Về điều này, Diêm La mặt quỷ đã biết từ lâu rồi. Nghe danh thánh tử Thiên Tông đánh cận chiến siêu giỏi, nếu đã biết, hắn ta sẽ không dại dột tiếp chiêu. Hắn âm thầm niệm pháp chú trong đầu,
một luồng sức mạnh đáng sợ khôi phục trong cơ thể, định hất văng Triệu Bân. Thế mà đúng vào thời khắc này, hắn ta lại liếc nhìn Triệu Bân một cái. Chỉ vì cái một liếc mắt, hắn trúng huyễn thuật thiên nhãn của Triệu công tử, tâm trí mất khống chế, sức mạnh hồi phục trong cơ thể cũng vì thế mà phân tán uy thế, thần trí vừa mới tỉnh táo đã gặp ngay thể ánh sáng của Triệu Bân, hai mắt tối thui. Đùng, binh, phụt. Nắm được cơ hội, Triệu Bân lại đánh đấm điên cuồng. Diêm La Mặt Quỷ bị đẩy lùi liên tục, đau hay không thì hắn ta không biết, chỉ cảm thấy lạnh toát thôi. Đánh nhau với ai kia, đặc biệt là đánh cận chiến thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị lột đồ. Ai kia đó chính là Triệu Bân. Đã nói rồi, hắn là một người có bản lĩnh, lúc dùng đấu chiến thánh pháp thì vẫn không quên lột đồ của người ta. Còn tiện thể dán cho đối thủ mấy lá bùa nổ. Những người không biết cách đánh của hắn thường trở tay không kịp. Còn những người biết cách đánh của hắn thì mộ đã xanh cỏ từ lâu rồi. Bởi vậy mới nói, đánh nhau với Triệu Bân thì tuyệt đối đừng để lộ sơ hở. Nếu không thì hắn sẽ cho người đó biết thế nào là không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Diêm La Mặt Quỷ lúc này là ví dụ rất rõ ràng. Càng đáng càng có nhiều thương tích hơn, quần áo cũng càng lúc càng ít đi, chỉ mất vài giây mà hắn ta đã bị lột sạch chỉ còn sót cái quần tam giác, lại còn bị ai kia đạp một cái vào chỗ đó nữa. A! À, Diêm La Mặt Quỷ hét lên, cố dùng cấm pháp đánh bay Triệu Bân. Lúc Triệu Bân bay ngược ra sau, hắn đã hét lớn một tiếng nổ. Diêm La Mặt Quỷ gần như đã bị lột sạch đồ nhưng lại bị dán rất nhiều bùa nổ trên người. Bị nổ trong trạng thái đó thì phải nói là đã. Máu văng khắp nơi, Diêm La Mặt Quỷ vốn đang lảo đảo đã bị nổ văng lên trời. Sau đó, máu rơi xuống như mưa, xương cốt nát vụn. Lúc rơi xuống đất, máu chảy lênh láng, gan đau, dạ dày đau, thận đau. Đau toàn thân, đầu óc choáng váng. May mà môn chủ của La Sinh Môn không có ở đây, nếu không thì nhất định nhân sinh quan sẽ bị sụp đổ. Diêm La Mặt Quỷ à! Không ngờ sát thủ mạnh nhất dưới trướng của mình mà lại bị một tên cảnh giới địa tạng đập đến thê thảm như vậy. Từng giết chết cảnh giới thiên võ thì đã sao, đánh nhau mới biết được ai mạnh ai yếu, chiến tích không nói lên được khả năng chiến đấu. Nhốt! Triệu Bân nhanh tay lẹ mắt, Diêm La Mặt Quỷ chưa kịp định thần thì hắn đã vung ra cả đống bùa. Tất cả đều là bùa phong ấn với cấp bậc không hề thấp. Đừng nghĩ quẩn! Triệu Bân còn vạch miệng Diêm La Mặt Quỷ. Nhổ phăng một chiếc răng màu đen. Chiếc răng đó là một viên thuốc độc, sát thủ của La Sinh Môn đều có, khi nhiệm vụ thất bại hoặc bị bắt thì họ đều sẽ tự sát ngay. Sát thủ cấp chữ thiên như Diêm La Mặt Quỷ cũng không ngoại lệ. Hắn giật được chiếc răng độc ra rồi còn nhét rẻ vào miệng đối phương. Cuối cùng thì Diêm La Mặt Quỷ cũng đã tỉnh táo, hắn ta không nói được, chỉ có thể rên ư ử, đôi mắt lạnh lùng đỏ ửng, vừa hung tàn vừa tức giận, hắn ta là Diêm La Mặt Quỷ. Là sát thủ cấp chữ thiên, nhưng chẳng những không giết được Cơ Ngân, còn bị đối phương bắt sống. Chuyện làm người ta bực hơn nữa là đối phương chỉ là cảnh giới địa tạng. Đấy là sự thật mà một người từng giết được cảnh giới thiên võ như hắn ta khó lòng chấp nhận. Chỉ một phút bất cẩn mà thua cả ván cờ. Với cấp bậc của ngươi thì chắc cũng biết không ít bí mật đâu, Triệu Bân đưa tay lên, dùng thuật soát hồn. Khuôn mặt Diêm La Mặt Quỷ đầy vẻ đau đớn, thất khiếu lập tức chảy máu. Triệu Bân chau mày, chắc linh hồn của tên này có cấm chế kỳ diệu gì đó. Chẳng ngờ thuật soát hồn của hắn lại không có tác dụng. Cố soát cũng không phải không được nhưng như thế thì Diêm La Mặt Quỷ sẽ chết. Hắn không nỡ để tên này chết. Sau này hắn còn phải dắt Diêm La Mặt Quỷ đến tìm chủ nhân của La Sinh Môn nói chuyện nữa. Còn về việc bàn chuyện tiền nong hay lý tưởng thì phải xem tâm trạng của hắn rồi. Nói tóm lại. Tối nay hắn ra ngoài cũng không uổng công. Hắn đã bắt được một nhân vật lớn, trong số những người ám sát hắn thì cấp bậc của tên này là cao nhất. Đại tướng của La Sinh Môn đã bị hắn bắt sống, lần này có chuyện để chém gió rồi. Đợi đến khi đưa Diêm La Mặt Quỷ về thành Thiên Thu, xem thử ai dám nói hắn không ngầu nữa. Đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua cuốn theo mùi thơm của phụ nữ. Triệu Bân ngửi thấy thì liền lấy áo khoác ra. Đẩy Diêm La Mặt Quỷ lại. Một bóng người lướt nhanh qua, là Vân Yên. Lại ra ngoài lang thang, không sợ bị người ta giết sao? Triệu Bân mỉm cười nói. Người bị đại trưởng lão ép buộc ở địa cung trước đây có phải ngươi không? Vân Yên liếc mắt. Là ta, Triệu Bân cũng rất thành thật,
lúc đó Vân Yên cũng có mặt, đương nhiên hắn biết mình không thể lừa được sư phụ. Người ám sát Vân Phượng đêm đó cũng là ngươi sao? Là ta. Sao lại giết cô ta? Vân Yên vẫn nhìn Triệu Bân không chớp mắt. Vậy sư phụ thì sao? Sao lại hận cô ta? Triệu Bân nhìn sang Vân Yên. Ta. Vân Yên nhất thời nói không nên lời. Là máu mủ với nhau, ai lại muốn hận chị mình? Nhưng người thân thiết nhất của cô ta lại giết người mà cô ta từng yêu nhất. Cô ta hận, hận đến muốn phát điên, hận đến mức muốn chặt Vân Phượng ra làm trăm ngàn mảnh. Nếu như không phải vì cô ta họ Vân, nếu như không phải vì cô ta là người nhà họ Vân thì Vân Phượng đã chết cả vạn lần rồi. Chuyện cũ, đây là lần đầu tiên đồ đệ của cô ta nhắc đến nó trước mặt cô ta. Cơ Ngân đụng đến vết thương của cô ta như thế, rõ ràng là có ý khác. Cô ta hại ta nhà tan cửa nát. Câu trả lời của Triệu Bân đúng như những gì cô ta suy đoán, từ trong ánh mắt của Triệu Bân, cô ta nhìn thấy được chấp niệm rất nặng nề, chắc đấy là chấp niệm phải giết chết Vân Phượng. Thì ra cô ta và Cơ Ngân thuộc cùng một loại người. Có cùng nỗi đau. Đương nhiên cô ta hiểu được tâm trạng của đồ đệ mình. Cô ta hận chị mình bao nhiêu thì biết Cơ Ngân cũng muốn giết Vân Phượng bấy nhiêu. Hèn gì tối đó. Khi Triệu Bân lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của cô ta đã lập tức rút kiếm ra, chắc là vì quá hận nên khi nhìn thấy một người giống hệt như Vân Phượng, hắn đã không kiềm được mà muốn giết chết ngay. Thậm chí cô ta còn nghi ngờ Cơ Ngân vào Thiên Tông là để tìm chị cô ta báo thù rửa hận. Không gian trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Mặt Vân Yên trắng bệch, sự thật rất tàn khốc. Một lúc lâu sau, cô ta mới nhìn xuống, hạ giọng hỏi, có thể. Không. Dường như Triệu Bân biết Vân Yên muốn nói gì nên hắn đã trả lời thẳng ngay. Hắn nhất định phải giết Vân Phượng, không ai có thể ngăn cản được. Vân Yên hé miệng nhưng lại không thốt nên lời. Không hiểu được nỗi khổ của người khác thì đừng khuyên người khác phải từ bi. Dù cô ta là sư phụ thì cũng không có tư cách khuyên đồ đệ của mình buông bỏ thù hận. Triệu Bân cầm theo Diêm La Mặt Quỷ bỏ đi, càng lúc càng xa. Vân Yên lặng lẽ nhìn theo, chưa bao giờ cô ta cảm thấy Cơ Ngân xa lạ đến thế, bóng lưng đầy lạnh lùng. Rốt cuộc chị Vân Phượng của cô ta đã gây ra bao nhiêu tội ác, đã hại bao nhiêu người. Bên này, Đại Bằng đã sải cánh bay cao. Triệu Bân ngồi xếp bằng trên người nó, uống rượu một mình. Diêm La Mặt Quỷ thì lại như một con sâu, liên tục ngọ nguậy, muốn phá phong ấn. Ngặt nỗi, Triệu Bân phong ấn quá mạnh, hắn ta vốn đi không thể phá được, cố gắng thế nào cũng vô dụng. Ta cũng thấy xấu hề thay người Nguyệt Thần nói một câu đầy cảm xúc. Người trong lời của cô ta đương nhiên là chỉ môn chủ của La Sinh Môn. Có vẻ như La Sinh Môn của cô ta đã nhận phải một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được. Tinh kỳ lại thì số sát thủ chết trong tay. Triệu Bân, từ cảnh giới chân linh đến cảnh giới. Chuẩn thiên định cao chắc cũng phải chất cả xe rồi, tên nào đến cũng phải chịu thua đến cả Diêm La Mặt Quỷ cùng bị bắt sống, nếu còn phải người đến nữa thì là cô ta phải tự mình ra trận thôi. Nói thực, Nguyệt Thần cũng rất kỳ vọng vào một ngày như thế. Giải quyết một tên Diêm La Mặt Quỷ cũng đâu quá lợi hại. Xử luôn môn chủ La Sinh Môn mới là đáng kiêu ngạo. 3 ngày sau, Triệu Bân quay về núi Bất Tử. Từ xa đã thấy một đám đông tụ ở cửa thành Thiên Thu. Đứng xếp hàng chỉnh tề 2 hàng, theo như lời của người thành Thiên Thu, nếu không tạo ra trường hợp rình rang thì sao xứng với sự ngầu lòi của ai đó. Hôm nay họ làm như đang hoan nghênh anh hùng về nhà, chỉ thiếu bước răng đèn kết hoa, chiêng trống tưng bừng thôi. Lão Phu bấm tay tính toán, đó là một con tin nha. Tam trưởng lão khá có ý thức tự giác, tự tay tiếp nhận Diêm La Mặt Quỷ. Triệu Bân luôn mang theo con tin về, hơn nữa tên này sẽ có địa vị lớn hơn tên trước. Nhà ai thế? Đám lão gia đều tụ lại. Có thể được Triệu Bân bắt sống thì tên này hiển nhiên không phải kẻ tầm thường. Xem qua rồi họ lại vuốt ve chòm râu. Thú thật họ chưa từng gặp Diêm La Mặt Quỷ. Người từng gặp hắn ta đều bị giết diệt khẩu hết rồi. Ai đây? Lục trưởng lão Ma Sơn hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Mọi người đều liếc sang bên cạnh mong Triệu Bân sẽ cho mình đáp án chính xác. Diêm La Mặt Quỷ. Triệu Bân nhấp một ngụm rượu, tùy ý đáp một câu. Khi nói câu này, eo và phần lưng của tên này thẳng tắp. Diêm La, Mặt Quỷ. Nghe thấy câu này, toàn trường đều hoảng hốt. Họ chưa từng gặp Diêm La Mặt Quỷ,
nhưng đó không có nghĩa là họ chưa từng nghe nói tới hắn ta. Nghe đồn, tên này thật sự như Diêm Vương gặt lấy sinh mạng của người khác. Hễ là ai bị tên này theo dõi, gồm cả thiên võ, không một ai sống sót, dù là cảnh giới thiên võ cao cường đi chăng nữa, tên này cũng từng giết một cao thủ như thế rồi. Đại hạ Hồng Tước cũng suýt ngã xuống trong tay hắn ta, trong La Sinh Môn, trừ môn chủ, Diêm La Mặt Quỷ là sát thủ mạnh nhất, có thể nói là tiếng ác vang xa, đừng nói là thấy mặt thật của hắn ta, dù nghe tên thôi cũng đã khiến mọi người hít một hơi lạnh. Một kẻ hung ác như vậy mà lại bị ai đó tóm được. Hơn nữa còn là bắt sống, toàn thân đẫm máu. Choáng váng. Mọi người xây sẩm choáng váng rồi. Đặc biệt là Huyễn Mộng, mấy ngày trước cô ta vừa nói với Triệu Bân về chuyện của Diêm La Mặt Quỷ, còn lo lắng Triệu Bân sẽ bị giết. Giờ mới bao lâu đâu, Triệu Công Tử đã mời Diêm La Mặt Quỷ tới đây rồi. 3-5 giây sau, mấy cao thủ mới tỉnh táo lại, đồng loạt giơ ngón tay cái với Triệu Bân. Giờ nhìn lại thì người này đúng là khí phách bế nghễ nha, ngay cả thương khung cũng líu lưỡi không thôi. Mỗi lần trở về là có bất ngờ. Biết đâu lần sau hắn tha luôn môn chủ La Sinh Môn về thì sao? Nghe nói môn chủ La Sinh Môn là nữ. Nghe đồn cô nương kia xinh đẹp lắm đó. Đám lão già không đứng đắn này lại tụ tập ở đây thì thầm to nhỏ. Làm nhảm mà cũng không quên nghiên cứu Diêm La Mặt Quỷ. Họ đánh giá tên này từ trên xuống dưới, nhìn gương mặt dữ tợn của đối phương. Một sát thủ chữ thiên, cao thủ chuẩn thiên hàng thật giá thật lại biến thành con khỉ cho người ta ngắm nghía ở nơi này. Mà những người này lại đúng là đang xem khỉ. Từ khi ra ngoài bôn ba tới nay, hắn ta chưa từng chịu sự sỉ nhục cỡ này. Trong sự phẫn nộ của hắn ta còn có thể sự khiếp sợ. Khiếp sợ cái gì? Khiếp sợ việc trong núi bất tử lại che giấu một tòa thành cổ, nói đúng hơn là một thế giới khác. Hắn ta còn khiếp sợ về dân trong thành, Ma Gia, Ma Sơn, Bạch Gia, Mộ Gia, nhà Tư không? Có khác nào cái nồi thập cẩm không chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thánh tử Thiên Tông lại có bí mật thế này. Nếu không chính mắt thấy, hắn ta cũng chẳng tin nổi. Rất nhanh, trên cây cổ lệch lại có thêm một người. Diêm La Mặt Quỷ lần đầu bị treo lên cây nên có chút không quen. Từ lúc bị treo, hắn ta chưa từng đứng yên, hệt như chiếc đồng hồ quả lắc, không ngừng dao động, qua lại khá có nhịp điệu. Không sao. Treo 10 ngày nửa tháng thì tự nhiên quen thôi. Như Kim Sơn và Ngân Sơn Lão Quỷ, thánh tử thi tộc, đồ đệ của thi tổ. Khi mới tới, ai cũng táo bạo, giờ nhìn lại mà xem, tên này còn ngoan hơn tên kia, dù không có gì chặn miệng thì họ vẫn khá nề nếp. Diêm La Mặt Quỷ rất đáng giá. Đằng sau còn có cái đáng giá hơn. Trên ngọn núi, Triệu Bân lấy ra hộp sắt. Vừa thấy nó, mắt ấy cao thủ sáng rực, đặc biệt là thành viên hai nhà Ma Gia và Ma Sơn. Họ vô cùng kích động, thương khung hơi thất thố, tiến lên ôm chặt hộp sắt. Đây là bát bộ phù đồ, cũng là mạng của ma quân, còn có bất diệt chiến kích nữa, nó về mà không cần ai kêu gọi, lơ lửng giữa không trung. Còn thiếu năm, mắt thương khung lóe sáng. Hai nhà Ma Gia và Ma Sơn cũng mang vẻ mặt sáng lóa. Năm mạch sắp được thống nhất rồi. Nhưng điều kiện đầu tiên là phải tìm được ba nhánh kia. Đợi khi đã tập hợp đủ, họ có thể kéo nhau đi cướp lại hộp sắt ở Nam Vực. Chẳng biết mọi người tản ra từ lúc nào, ai làm chuyện nấy. Triệu công tử cũng không rảnh rỗi, hắn đi bái lại cha mình. Liễu Tâm như rất đảm đang, bóp vai đấm lưng là không thể thiếu. Triệu Bân cực kỳ hưởng thụ cảm giác này, có một cô vợ đúng là chuyện tốt. Điều không hoàn hảo là trên thân hắn còn nguyền rủa, muốn làm gì gì kia cũng không được. Thêm cô nương tử linh kia nữa chứ, lần nào cũng chạy tới dạo một vòng làm mặt Triệu Bân đen thui. Tử Linh chẳng hề quan tâm, nên đến vẫn đến thôi. Cô ta chỉ sợ vợ chồng son không nhịn nổi, lại chạy lên giường tâm sự mất. Tâm sự một hồi thể nào cũng xảy ra chuyện. Đúng là gậy thọc cứt. Mỗi lần như thế, Nguyệt Thần đều hung dữ liếc lục ma tướng, không biết gì thì đừng nói lung tung. Cô ta đánh nhau cả ngày, mệt muốn chết, định xem chút gì đó kích thích. Để nâng cao tinh thần. Thế mà cũng bị phá bính, bị phá tới lung tung. Vừa xuống núi, Triệu Bân đi thăm ma tử. Ma tử bế quan, có một người canh gác giùm, đó là quỷ đầu to. Thằng danh này lại là một tên hám ăn. Lúc hắn đến thì thấy con quỷ đầu to ôm bồn cơm mà ăn.
không gặp vài bữa thôi là ma lực đã trở nên tinh thuần hơn nhiều, còn được hướng dẫn lên con đường võ đạo. Đã quen chưa? Triệu Bân cười hỏi. Quen rồi, quỷ đầu to nhếch miệng cười. Nơi này rất an toàn, không phải lo sẽ bị nuốt chửng. Thêm nữa, người ở đây cũng rất tốt, luôn có người chạy tới tìm nó tâm tình. Triệu Bân cười, mắt nhìn ma tử. Ma tử vẫn hôn mê, ma lực quanh quẩn ngoài thân. Triệu Bân mở thiên nhân, nhìn lén đan điền của. Ma tử thì có thể thấy tiểu hung hồ đang nằm ngủ, ma tử dùng khí huyết chân nguyên để tầm. Bể cho nó trước đó còn mờ ảo, nay nó đã trở nên chân thực hơn một chút. Hắn dùng tiên lực để trợ giúp ma tử đột phá. Thuận tiện tầm bể luôn cho tiểu hung. Nhóc con kia rất có sức sống, cho nó đủ thời gian thì nhất định sẽ có thể lớn lên lần nữa. Trong đêm, U Lan tới thành Thiên Thu nghe nói Diêm La mặt quỷ bị bắt nên. Đừng đọc tại web ăn cắp, cô ta mới cố ý tới xem thử. Thân là sát thủ La Sinh Môn mà cô ta còn chưa bao giờ nhìn thấy Diêm La mặt quỷ, chỉ mới nghe qua uy danh của kẻ này. Bây giờ nhìn thấy thật khó có thể tin. Đây chính là sát thủ cấp bậc cao nhất trong truyền thuyết sao? Người định làm gì với kẻ này? U Lan ngập ngừng hỏi. Đợi ta cứu mẹ xong thì lại tính tiếp, Triệu Bân cười nói. Vào lúc này thật sự không nên trêu chọc đến môn chủ La Sinh Môn, tránh việc xảy ra biến cố trong kế hoạch cứu mẹ của hắn. Như vậy cũng tốt, U Lan nói rồi lại nhìn vào Diêm La mặt quỷ. Sau khi nhìn thấy Diêm La, ánh mắt cô ta nhìn Triệu Bân lại càng giống như đang nhìn một con quái vật. Có thể bắt sống được Diêm La mặt quỷ thì bản lĩnh quả không nhỏ. U Lan không đến một mình, cô ta còn dẫn theo một người khác. Đó là một người đàn ông trung niên áo đen tên Phong Tế, ông ta có cảnh giới chuẩn thiên, khí chất khá giống Đao Vô Ngân, tuy lầm lĩ ít nói nhưng trên mặt lại đang lộ ra vẻ biết ơn. Trước đây U Lan tìm Triệu Bân xin tâm đan chính là để cứu ông ta. Giống như U Lan, ông ta cũng là một sát thủ La Sinh Môn. Giống như U Lan, ông ta đã rất kinh hãi khi nhìn thấy Diêm La mặt quỷ. Ai có thể ngờ được Diêm La mặt quỷ của La Sinh Môn lại bị kẻ khác bắt sống. Ánh mắt ông ta nhìn Triệu Bân lại tràn đầy kiêng kỵ. Đã đến đây thì đều là người một nhà, Triệu Bân cười nói. Đã được U Lan mang đến thành Thiên Thu thì tất nhiên là người đặc biệt thân cận. Phong Tế hiếm khi lộ ra vẻ tươi cười, một chữ nhà này đối với ông ta mà nói thật sự ấm áp đến lạ. Đi thôi, đi uống một chén. Có không ít lão già đã lên kéo Phong Tế đi. Lầm lý ít nói cũng không sao, người dân trong thành Thiên Thu rất chất phác vui vẻ, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ có sức sống hơn. Ban đêm, Triệu Vân cùng U Lan ra khỏi thành. Đi cùng với bọn họ còn có Huyễn Mộng. Triệu công tử phải đi làm đại sự. Trước khi cứu mẹ, hắn còn có nhiều việc phải làm. Ví dụ như dẫn hết những kẻ muốn ám sát hắn đến núi Bất Tử. Sau đó kết thúc hết tất cả một lần. Đế đô vào sáng sớm hết sức phồn hoa náo nhiệt. Khi Triệu Bân bước vào thành, có rất nhiều người liếc mắt nhìn hắn. Bất luận thời gian trôi qua bao lâu thì hắn vẫn luôn là một người nổi tiếng thu hút sự chú ý ở bất kỳ đâu. Sao lại ở đế đô? Nhìn thấy Triệu Bân, tất cả gián điệp đều cau mày. Mấy ngày trước Cơ Ngân vẫn đang ở thành cổ Thiên Tuyệt, sao lại trở về đây rồi? Triệu Bân không nói gì, chỉ đi thẳng một mạch. Trong suốt một ngày hắn chỉ đi dạo phố, nơi nào có đông người thì hắn liền đến nơi đó. Hắn đi lại thong dong lộ liễu như vậy tất nhiên là vì muốn câu cá, câu đám cường giả muốn ám sát mình. Chính xác. Tin tức hắn ở đế đô rất nhanh đã truyền đi khắp nơi. Vừa nghe tin tức thì sát thủ của các quốc gia đều lập tức từ thành cổ Thiên Tuyệt chạy về phía nam, tất cả đều cảm thấy rất kỳ quái, cái tên Cơ Ngân này là hồn ma hay sao mà lại xuất quỷ nhập thần đến như vậy. Bọn họ đã ở thành cổ Thiên Tuyệt vài ngày mà ngay cả bóng người cũng không gặp, tới lúc nghe được tin tức mới thì hắn đã trở về đế đô rồi, cứ phải chạy tới chạy lui thế này thật tốn sức. Lúc Triệu Bân xuất hiện trở lại thì đã ở Sở gia. Mỗi lần đến đế đô hắn đều đến đây bái tế Sở Vô Xương. Ta sẽ cứu cô. Mỗi lần đến hắn đều nói lời này. Sau khi rời khỏi phủ đệ Sở gia hắn liền vào cung. Cũng giống như những lần trước, Hoàng Phi đang ngồi trong đình nghỉ mát lật xem bí quyển. Triệu Bân tuy không hỏi nhưng nhìn thần thái của Hoàng Phi thì hắn liền biết bà ấy vẫn chưa tìm ra được cách cứu Diệu Ngữ. Khi hắn rời khỏi Hoàng Cung thì màn đêm đã buông xuống. Dưới ánh trăng, hắn đi lên tầng cao nhất của thanh lâu.
Đao Vô Ngân đang ở đó. Hai người nhìn nhau cười, không ai làm phiền ai, mỗi người đều âm thầm theo dõi người của mình. Thần thái của hai người giống nhau đến kỳ lạ, khóe mắt của ai cũng rướm lệ. Không lâu sau thì hai người mới thu tầm mắt lại, cầm lên bầu rượu. Buồn bực nhất vẫn là cô nương trong phòng này, mỗi khi bọn họ tới thì đều bị đánh ngất. Như thế cũng tốt, nằm không cũng có thể kiếm tiền. Nếu như vãn bối có thể vào hình tháp thì cũng sẽ cứu cả đứa trẻ ra, Triệu Bân cười nói. Đừng nói sằng bậy, Đào Vô Ngân vội vàng nói, hình tháp không phải là một nơi bình thường, bên trong còn có bố trí tiên trận. Triệu Bân mỉm cười, chỉ yên lặng uống rượu. Đào Vô Ngân bất an vô cùng. Cho dù những gì Triệu Bân nói là thật là giả thì ông ta đều vô cùng cảm kích. Nhưng ông ta cũng không muốn Triệu Bân chết, hắn là một hạt giống tốt. Sau khi uống hết hai bầu rượu thì Triệu Bân mới rời khỏi Thanh Lâu. Vừa bước ra ngoài thì hắn đã gặp người quen. Người quen nào, chính là Tinh Hồn. Tinh Hồn, đệ tử đứng thứ ba của Thiên Tông. Cũng không đúng, hiện giờ Tinh Hồn phải xếp thứ tư, bởi vì Cơ Ngân đã đứng nhất cho nên cậu bé cũng bị đá xuống một bậc. Không ngờ cậu bé này lại chạy đến đế đô. Có vẻ như Tinh Hồn không lớn thêm được bao nhiêu, vóc dáng vẫn là của một đứa trẻ. Triệu Bân đã từng mở thiên nhãn nhìn thử nhưng cũng không nhìn ra manh mối, huyết mạch của cậu bé rất bí ẩn. Cơ Ngân. Thấy Triệu Bân, Tinh Hồn giống như chuột thấy mèo liền quay đầu chạy trốn. Triệu Bân thấy vậy thì chỉ cười, không hề đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ nhìn theo. Mặc dù không đuổi theo nhưng hắn thấy rõ có rất nhiều người đang theo dõi Tinh Hồn, hơn nữa còn không cùng trong một thế lực. Những người theo dõi bao gồm trưởng lão Thiên Tông, cường giả hoàng tộc và do thám ma gia. Vì sao lại theo dõi Tinh Hồn, Triệu Bân hỏi Huyễn Mộng. Đại trưởng lão nói Tinh Hồn nhất định có liên hệ với ma vực, Huyễn Mộng khẽ nói. Cũng có thể. Triệu Bân nghĩ lại thì thấy chuyện này cũng không quá vô lý. Tinh Hồn được Đại Hạ Hồng Tước nhặt bên trong di chỉ ma vực, nói cậu bé không có liên hệ với ma vực thì ngay cả quỷ cũng không tin. Nói không chừng thân phận của cậu bé cũng không hề nhỏ. Trói lại thì sao? Triệu Bân sờ sờ cằm. Hắn đang cân nhắc chuyện bắt trói Tinh Hồn mang về thành Thiên Thu nghiên cứu. Muốn biết rõ ràng thì chỉ cần thỉnh Thương Khung ra liền biết được. Triệu Bân ở lại đế đô vài ngày. Trong thời gian này thường xuyên có người ngoài đến đế đô. Theo suy đoán của hắn thì đó hầu hết đều là sát thủ của các quốc gia. Nếu đã đủ số lượng rồi thì cứ đi theo hắn là được. Đến ngày thứ sáu hắn liền lặng lẽ ra khỏi đế đô. Mặc dù hắn đã khoác hắc bào nhưng vẫn cố ý để lộ ra một tia sơ hở. Chỉ một tia sơ hở đã kéo không biết bao nhiêu người từ trong thành đi theo hắn ra khỏi thành. Đến đây đi các bảo bối. Triệu Bân thầm cười trong lòng, đi thẳng đến thành Thiên Thu. Rời khỏi đế đô không lâu hắn liền tăng tốc chạy trốn. Hửm, đám sát thủ ẩn thân trong bóng tối cũng đều tăng tốc. Từ trên không trung nhìn xuống có thể thấy rất nhiều bóng đen đang đuổi theo hắn, hơn nữa còn đều là cường giả chuẩn thiên. Nhưng không ai có thể đuổi kịp hắn. Triệu Bân phóng nhanh như một tia sáng. Đám sát thủ đuổi theo cũng không chậm, khó khăn lắm mới có được cơ hội tốt như thế này. Đuổi theo không bao lâu thì các sát thủ khắp nơi đều nổi trận lôi đình, đuổi theo hơn nửa đêm cũng không thể đuổi kịp. Cái tên Cơ Ngân này không chỉ đánh đấm giỏi mà tốc độ chạy trốn cũng không hề tầm thường. Triệu Bân rất biết người biết ta. Hắn sợ kẻ khác không theo kịp cho nên nhiều lần còn cố ý chạy chậm lại. Có bạn từ phương xa đến. Lúc này ở bên trong thành Thiên Thu mấy lão già đều đang mài đao lao kiếm. Triệu công tử không thường tùy tiện ra tay nhưng mỗi lần ra tay đều gây nên động tĩnh cực lớn. Tiếp khách. Tới đêm khuya, một tiếng chu vang khắp núi Bất Tử. Triệu công tử đã về núi, còn mang theo một đám người cực lớn. Vừa nghe thấy hai chữ tiếp khách thì người của Ma Sơn, Mộ Gia, Bạch Gia, Tư Không Gia. Bao gồm cả Thương Khung đều giật giật khóe miệng. Đây có phải là một vụ chặn đường cướp của không? Người không biết nghe vậy có khi còn tưởng thành Thiên Thu này là kỹ viện. Làm việc thôi. Vẫn là ma gia bình tĩnh nhất, tất cả đều vác đao ra khỏi thành. Mấy lão cường giả của các gia tộc khác thấy vậy thì thần sắc liền lộ ra vẻ thâm trầm, có vẻ như trước khi bọn họ đến đây ma gia đã làm chuyện này rất nhiều lần. Làm việc thôi. Tất cả cường giả sau đó cũng đồng loạt ra khỏi thành. Triệu Bân tìm một ngọn đồi nhỏ ngồi xuống uống rượu. Cút ra đây. Đây, là núi Bất Tử sao?
Làm sao có thể? Những tiếng rít gào lần lượt vang lên trong núi. Đám sát thủ khắp nơi bị Triệu Bân dẫn dụ, hung hãn kéo tới đây, nhưng khi vừa tiến vào núi bất tử thì tất cả đều choáng váng. Phần lớn trong số bọn chúng đều đã từng đi qua núi bất tử trước đây nhưng chưa bao giờ cảm thấy có gì kỳ lạ, không ngờ hôm nay tới lại đụng phải sương mù dày đặc, cẩn thận xem xét mới biết bên trong núi còn có bố trí một mê tung trận. Hơn nữa nó còn là mê tung trận cấp tiên. Ngay từ khi mới bước vào thì tất cả đều đã mất phương hướng. Chuyện này có thể nhìn thấy rõ ràng từ xa bàn, kẻ nào trong núi cũng giống như ruồi không đầu, đi cách nào cũng không thể thoát ra được. Đừng nói là đám sát thủ này, cho dù cường giả thiên võ tới đây cũng sẽ bị vây chết ở chỗ này. Đội hình khủng khiếp quá. Tư Đồ Nam đang đứng bên cạnh xa bàn thổn thức không thôi. Phượng Vũ, nhóc Hám Tiền và Mộ Chiêu Tuyết có mặt ở đó cũng đều khiếp sợ. Đếm kỹ một chút liền có thể thấy ở trong núi đang có hơn trăm cường giả chuẩn thiên. Đội hình này hoàn toàn vượt xa thành thiên thu của bọn họ. Chỉ có quỷ mới biết được các vương triều kia đã phái đến đây bao nhiêu sát thủ. Tuy nhiên, họ không hề sợ hãi. Địch ở ngoài sáng, họ ở trong tối. Đây là lợi thế của họ. Cho dù có hơn trăm cường giả chuẩn thiên thì đã làm sao, chỉ cần chia ra tập kích liền có thể diệt sạch. Á! Rất nhanh những tiếng kêu la thảm thiết đã vang lên. Cường giả của vương triều Đại Nguyên đã bị lão tổ Bạch Gia chém chết. Cường giả của vương triều Hắc Long cũng đã bị lão tổ Mộ Gia và lão tổ Tư Không chặt đầu. Ta không tham gia đâu. Triệu Bân ở phía trên tạm thời làm khán giả. Đối với việc giết chóc này để mấy tiền bối làm là được rồi. Ba ca. Trong lúc hắn đang quan sát thì bỗng nghe thấy tiếng hú lạ vang lên. Đúng vậy. Trong số những sát thủ này có cả sát thủ của Nhật Quốc vượt ngàn dặm xa chạy đến đại hạ tìm kích thích. Ha! Triệu Bân ném bầu rượu, ngay lập tức xông ra chém giết. Thứ tiếng kỳ lạ đó không nghe thì thôi, vừa nghe liền muốn bốc hỏa. Ba ca, ta cho ngươi ba ca. Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng mắng lớn của Triệu Bân. Cường giả Nhật Quốc đã bị đánh chết, bị Triệu công tử đánh thành đống thịt nát. Giết chóc đã mở màn. Đây không phải một cuộc chiến mà là đơn phương tàn sát. Sát thủ của các quốc gia không đi cùng với nhau, phần lớn đều tranh nhau vào núi rồi phân tán ra mọi hướng. Mà mấy người Triệu Bân dựa vào lợi thế của mình đã tập kích từng nhóm nhỏ, chiến lực tuyệt đối áp chế, mỗi lần ra tay đều nhanh gọn chính xác. Á! Những tiếng kêu la thảm thiết ngày càng nhiều, liên tục thay nhau vang lên. Ngoài ra còn có những tiếng gầm giống giận dữ nhưng cũng vô ích. Dưới ánh trăng, những thần chết của thành thiên thu đang đi thu gặt sinh mạng. Xương máu bao phủ trên các đỉnh núi. Theo thời gian, những tiếng kêu la ngày càng ít đi. Cho đến khi bình minh ló dạng thì những tiếng kêu la cũng không còn nữa, thành thiên thu đại thắng, đám sát thủ của các quốc gia bị xóa sổ hết. Bọn chúng quả thật chết không nhắm mắt, ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, đã không diệt được cơ ngân mà còn phải chôn thân nơi xứ người. Thu hoạch của trận này rất phong phú. Chiến lợi phẩm không chỉ có mạng của đám sát thủ mà còn có trí nhớ của bọn chúng, người của thành thiên thu đã thu thập được không ít tin tức tình báo cùng bí mật động trời, ví dụ như cứ điểm gián điệp của đám sát thủ bên trong đại hạ. Chỉ cần báo cho Linh Lung biết thì có thể đổi được không ít tiền tài. Dù thực hư thế nào thì bọn họ cũng không bỏ sót, càn quét sạch sẽ từng tên sát thủ một. Như vậy còn có thể lấy không ít tài vật cùng tài nguyên tu luyện. Tay làm hàm nhai. Nhưng cũng không thể không nói, có nhiều người thì dễ hành động hơn. Nếu không có thêm Ma Sơn và Bạch Gia, chỉ dựa vào Ma Gia thì sẽ phải làm rất nhiều việc, khá tốn công sức. Uống. Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái. Trong thành, mùi rượu thơm bay khắp nơi, vô cùng náo nhiệt. Ầm, ầm. Đang uống rượu thì mọi người lại chợt nghe bầu trời ầm vang một tiếng. Tất cả cường giả cùng nhau ngước mắt lên, lọt vào tầm mắt là mây đen cuồn cuộn. Sấm chớp rền vang. Không phải trời giông tố. Là một trận thiên kiếp. Dưới bầu trời, áp lực kinh hoàng đè nặng. Đừng nói đến đám hậu bối, ngay cả các lão tổ cũng cảm thấy cả kinh. Trận thiên kiếp này rất đáng sợ. Vấn đề là, thiên kiếp của ai? Mọi người đồng loạt liếc nhìn về phía Triệu công tử. Triệu Bân liếc nhìn Liễu Tâm Như bên cạnh. Không sai, đây chính là thiên kiếp của Liễu Tâm Như. Nàng bất chi bất giác đã thăng lên cảnh giới huyền dương, còn chọc đến thiên kiếp. Tiểu nha đầu sắc mặt trắng bệch.
Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải chuyện này cho nên tất nhiên không hiểu, chỉ biết ngồi run rẩy. Đến đây, Triệu Bân vội vàng đứng dậy và đưa Liễu Tâm Như ra khỏi thành. Thiên kiếp rất đáng sợ, không thể ở đây độ kiếp, nếu không người trong thành cũng sẽ bị thiên lôi đánh. Tiểu nha đầu bị dọa sợ, trên đường luôn nắm chặt tay của Triệu Bân. Triệu Bân nở nụ cười nói, đừng sợ, càng sợ thì nó càng mạnh. Ta không sợ, Liễu Tâm Như cười nói. Bên ngoài nàng trông có vẻ yếu đuối nhưng nội tâm của nàng rất mạnh mẽ. Triệu Bân đang ở đây, nàng không có gì phải sợ hãi. Không ai được rời khỏi thành. Thương Khung quát lớn một tiếng, nhìn thấu thiên kiếp bất phàm. Thiên kiếp của thể tiên linh trong truyền thuyết nhất định mạnh đến mức hủy thiên diệt địa. Không cần ông ta nói cũng không ai dám ra ngoài. Triệu Bân là một ngoại lệ, hắn là kẻ cả ngày chỉ mong bản thân bị thiên lôi đánh. Hôm nay chính là một cơ hội tốt, hắn sẽ cùng Liễu Tâm Như vượt qua thiên kiếp, dùng thiên kiếp của thể tiên linh để luyện hóa khí lực của hắn. Thiên kiếp không xảy ra thường xuyên, có thiên kiếp chính là nghịch thiên tạo hóa, đương nhiên nếu như con người không đủ nội tình thì cũng sẽ không thể nào gánh nổi. Cũng giống như Nguyên Anh, nhị hoàng tử của Đại Nguyên. Triệu Bân đã giết chết hắn ta ngay trong lúc hắn ta đang độ kiếp. Nhưng nếu người độ kiếp là Triệu Bân mà Nguyên Anh dám lỗ mãng xông vào thì hắn ta sẽ bị chém thành tro. Thiên kiếp rất công bằng, không xét tu vi chỉ xét nội tình. Phải là yêu nghiệt như Triệu Bân thì mới gánh nổi thiên kiếp lần này. Muốn tìm ra người có tư cách như hắn trên khắp đại hạ cũng chẳng có được mấy ai. Ầm. Những đám mây tích điện chớp sáng trên bầu trời. Bầu trời bị mây đen bao phủ. Ánh sáng duy nhất hiện ra chỉ có ánh sáng của thiên lôi đi kèm với tiếng sấm rền đinh tai nhức óc. Đừng sợ, có ta luôn ở đây, Triệu Bân cười nói. Hai người chạy tới một nơi khác, sau đó Triệu Bân liền lùi lại chừng 200-300 trượng. Người bị động ứng kiếp không thể đứng quá gần người độ kiếp, nếu không sẽ quấy nhiễu đến quá trình độ kiếp của Liễu Tâm Như. Ánh mắt của Liễu Tâm Như vô cùng cương nghị, tuy trông nàng có vẻ yếu đuối nhưng tính cách vẫn có phần ương ngạnh. Đến rồi. Trên tường thành, Thương Khung quát lớn một tiếng. Ông ta vừa mới dứt lời thì đã thấy thiên lôi từ trên trời đánh xuống. Keng. Liễu Tâm Như nâng kiếm lên, một kiếm chém đứt luồng lôi điện. Vì thế nên nàng cũng phải trả giá, bị lôi uy đánh đổ máu. Thiên kiếp rất công bằng. Triệu Bân đang đứng trong phạm vi thiên kiếp cũng bị thiên lôi đánh. So với Liễu Tâm Như thì hắn cũng rất bá đạo, tung ra một quyền oanh diệt luồng lôi điện. Sự phản kháng của cả hai dường như đã khiến cho ông trời tức giận. Thiên lôi càng bá đạo hơn lại giáng xuống như mưa.